Kim Như Ngọc không còn đấu giá, đều chờ đợi Dực Thần tộc ra tay. Xem như giá khởi đầu, Dực Thần tộc đều nuốt không nổi 90.000 dực nhân. 1.050.000. Dực Thần tộc ra giá, chỉ là âm thanh và khí thế kém xa trước đó. Đại biểu trong rất nhiều xương phòng đều lộ ra ý cười. Không có ý tứ, ta muốn một nhóm, chỉ cần một nhóm này, 1,1 triệu. Cường tộc trong xương phòng nhìn không được ra giá. 10.000 cao giai niết bàn, mới giải rác mấy triệu tinh thạch, ra ngoài thêm chút bồi dưỡng đã có thể biến thành thị vệ đỉnh cấp, tăng lên thực lực bộ tộc bọn hắn. Xem như Dực Thần tộc phía sau muốn trả thù, còn có thể bí mật chuyển tay, tùy tiện có thể kiếm lời mấy triệu chênh lệch giá. Mấy triệu chênh lệch giá, ngàn năm một thuở. 1,2 triệu. Dực Thần tộc đáp lễ. Ha ha, cho ngươi. Trong xương phòng chưa từng có tranh đoạt, dù sao phía sau còn có 8 tốp, chờ Dực Thần tộc hao hết tinh thạch, hắn lại ra tay không muộn. Nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Dực Thần tộc dùng giá 1,050.000 thấp hơn rất nhiều, đập xuống 6 tốp. Thời điểm Dairon bày ra nhóm thứ 7, trong xương phòng Dực Thần tộc an tĩnh. Tất cả mọi người đợi lại đợi, nơi đó đều không có lại truyền ra bất kỳ âm thanh gì. Không có, ha ha, thật bội phục Dực Thần tộc, vậy mà kiếm ra hơn 22 triệu tinh thạch, đây là đập nồi bán sắt sao? Kim Như Ngọc nơi đó lại nhịn không được lên tiếng. Tộc mạnh tới đâu đều rất bất ngờ. Cũng có chút chấn kinh. Dực Thần tộc vậy mà trong vòng mấy tháng ngắn ngủi kiếm ra hơn 20 triệu tinh thạch. 20 triệu tinh thạch. Xem như cạnh tranh đế cốt, đều có thể chụp tới 5-6 khối. Đây không phải dốc hết vốn liếng, quả thực là rút gân lột da. Trong phòng Dực Thần tộc truyền ra âm thanh. Xin mời Dairon thống lĩnh chuẩn bị kỹ càng 64 vạn dực nhân chúng ta đập xuống, sau đó chúng ta sẽ chuyển giao đủ số tinh thạch các ngươi. Mặt khác, ta hình như lại nghe được chó cái kêu, không xử lý sao. Dairon khẽ nhíu mày. Đây chẳng qua là rung động đơn giản, không tính khiêu khích. Ngược lại là ngươi, ngôn ngữ mang theo lăng mạ. Lần này coi như xong, các ngươi còn dám đối thoại, tuyệt đối không nhân nhượng. Trong xương phòng khác riêng phần mình nghị luận. Bất chi bất giác, vậy mà 64 vạn. 64 vạn dực nhân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng huyết mạch nguyên thủy, mang về cùng Dực Thần tộc kết hợp cùng các tộc nhân. Tỷ lệ sinh ra hậu đại huyết mạch cường đại sẽ gia tăng thật lớn. Mặc dù Dực Thần tộc không có đạt được tổ thần, nhưng hơn 600.000 dực nhân cũng có thể cải thiện huyết mạch của bọn hắn. Tương lai Dực Thần tộc sẽ cường đại hơn, nguy hiểm hơn. Dực Thần tộc, vậy mà bị loại thế như? Ha ha, ta trước đó còn kỳ vọng bọn hắn có thể khai chiến cạnh tranh cùng Kim Nguyệt tộc trong khi đấu giá tổ thần. Tất cả cường tộc thoáng an tâm, nhìn chằm chằm Lưu Ly Bia. Tiếp theo chính là tiết mục áp chảo. Bọn hắn nên ra tay. Trong phòng Dực Thần tộc, Dực Lâu đánh giá xương phòng phía ngoài, không biết người kia có thể thực hiện ước định hay không. Chương 3303 tổ thần thuộc về 2. Dairon hô to. Nhóm thứ 7, bắt đầu cạnh tranh. Trong xương phòng trước đó truyền ra tiếng cười cởi mở. Các vị, đắc tội, ta muốn nhóm này. 1,5 triệu, ha ha, Dực Thần tộc, ta sẽ thiện đãi bọn hắn. Trực tiếp nâng giá 500.000. Tỏ quyết tâm, nhắc nhở đám người không cần tranh. Nhưng, 1,55 triệu. Trong một xương phòng truyền ra âm thanh dễ nghe. Ha ha, vị bằng hữu này, phía sau còn gì nữa không? Ta muốn có nhóm này, 1,6 triệu. 165 vạn. Bằng hữu, không cần thiết đi. 1,7 triệu. 1,8 triệu. Ha ha, người đã muốn như vậy, ta đợi phía sau. Người kia khẽ cắn môi, nhịn đau cắt thịt. Ai? Kim Như Ngọc quan sát ra phía ngoài, tập trung vào gian phòng cạnh tranh. Đây là ai bắt đầu tranh giành? Nhóm dực nhân thứ 7, về xương phòng số 10, giá sau cùng 1,8 triệu tinh thạch. Nhóm thứ 8, bắt đầu cạnh tranh. Dairon lần nữa phất tay, Lưu Ly Bia phía sau xuất hiện thân ảnh 10.000 dực nhân. 1,050.000. 1,1 triệu. 1,2 triệu. 1,5 triệu. Cạnh tranh dần dần bắt đầu kịch liệt. Cuối cùng, nhóm dực nhân thứ 8 lấy 1,6 triệu, bị xương phòng số 5 đập xuống. Ngay sau đó nhóm dực nhân thứ 9 lấy giá gần 2 triệu tinh thạch, bị phòng số 3 đập xuống. Kim Như Ngọc nhìn số 10, số 5 cùng phòng số 3 một chút, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chuẩn bị bắt đầu cạnh tranh tiếp theo. Bọn hắn không đập sao? Đang làm cái gì? Sẽ không gạt chúng ta?
Bọn người Dực Lâu cũng rất khẩn trương. Dairon đưa tay ra hiệu toàn trường an tĩnh, nói. Hàng thứ tư, cảnh giới thánh linh, tổng cộng 2,100 người. Mỗi lần cạnh tranh, 100 vị. Giá khởi đầu, 1 triệu tinh thạch. Mỗi lần tăng giá, 100.000 tinh thạch. Dairon vừa dứt lời, tất cả xương phòng đều đứng lên. Giá quy định 1 triệu vẫn rất thấp. Thánh linh, đó là thánh linh, đều sẽ là lão tổ trong một ít địa khu. Nơi này vậy mà lấy thành đàn ra đấu giá. Lúc này không đập, chờ đến khi nào. Chỉ sau chốc lát, giá cả trực tiếp bão tố đến 1,8 triệu tinh thạch. Cạnh tranh không? Hướng Vãn Tình nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm lắc đầu. Chờ tới khi nào, Thánh Vương? Sắc mặt Hàn Ngạo rất phức tạp, nghĩ đến mình năm đó tiến vào cảnh giới thánh linh mà cuồng hỉ. Đó là thời điểm mệnh vận hắn bắt đầu chuyển hướng, cũng là một lần đột phá ký ức sâu nhất, về phần Thánh Vương cùng Thánh Hoàng phía sau thì càng nhiều dựa vào Khương Phàm. Mặc dù cũng kích động, nhưng đều không có khắc cốt ghi tâm như lần đầu tiên. Mà bây giờ, những thánh linh kia vậy mà hoàn mỹ đứng ở nơi đó, mặc cho cạnh tranh. Đối với thiên nguyên tinh vực quen thuộc mua bán cùng chinh phạt mà nói, những thánh linh kia chỉ là nô lệ, nhưng đối với hắn mà nói, loại tư vị này thật rất khó chịu. Chúng ta muốn tổ thần. Khương Phàm khẽ nói. Thánh linh cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhóm đầu tiên đấu giá được 2,7 triệu, phía sau tiếp tục đều từ 2 triệu trở lên, càng sau đó, giá cả cạnh tranh càng cao, đến sau cùng vậy mà xào đến 3,3 triệu. Trong đó, Kim Như Ngọc một lần ra giá. Dùng 2,3 triệu bắt lấy. Hàng thứ ba, cảnh giới Thánh Vương, 121 người. Cùng chia 12 nhóm cạnh tranh. 10 nhóm đầu, mỗi một nhóm đều là 10 người một nhóm, giá khởi đầu 1 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Nhóm thứ 12, 11 người, giá khởi đầu 1,2 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Cạnh tranh càng kịch liệt hơn so với Thánh Linh cảnh. Giá cả vẫn xào đến 2 triệu trở lên. Kim Như Ngọc cuối cùng ra tay, bằng vào uy danh của mình, chỉ dùng 2 triệu bắt lấy. Hàng thứ 2, Thánh Hoàng cảnh. Vị trí thứ 13, Thánh Hoàng cao giai trở xuống. Mỗi vị cạnh tranh giá 200 ngàn lên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ngàn. 9 vị ở giữa, cao giai Thánh Hoàng cảnh, giá cả cạnh tranh 350 ngàn trở lên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ngàn. 5 vị phía sau, Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, giá cả cạnh tranh 500 ngàn trở lên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Cạnh tranh Thánh Hoàng không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Có thể đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng tại thế giới thần cấp, không thua gì đạt tới cảnh giới thần linh ở thế giới đế cấp. Cho nên, tiềm lực những Thánh Hoàng này tuyệt đối khủng bố, vị trí thứ 13 hoàn toàn có thể bồi dưỡng đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong, Thánh Hoàng Đỉnh Phong thậm chí có khả năng trùng kích cảnh giới thần linh. Không chỉ có Kim Như Ngọc bắt đầu cạnh tranh, Thái Thượng Đế Tộc, Đế Hoàng Tộc, Thiên Vu Đế Tộc những đế tộc kia cũng bắt đầu nhúng tay. Giá cả vị trí thứ 13 một lần xào đến mấy triệu, vượt xa giá thị trường bình thường phía ngoài. Giá cả Thánh Hoàng Đỉnh Phong thậm chí xào đến hơn 2 triệu. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Bọn người Dực Lâu khẩn trương lại tức giận, từ khi bọn hắn lặng lẽ bắt đầu đã không có nhìn thấy bất kỳ xương phòng gì bắt đầu mua vào, số lượng lớn. Bọn hắn mong đợi người kia hoặc chỉ là tùy tiện mua mấy nhóm, hoặc căn bản không có mua. Nếu như hắn dám gạt chúng ta, tuyệt đối không tha cho hắn. Dực Huyên tức giận nắm chặt nắm đấm. Hàng đầu tiên, cảnh giới thần linh, cạnh tranh, bắt đầu. Theo Dairon cao giọng tuyên cáo, bầu không khí trong hội đấu giá nóng bỏng, quảng trường bên ngoài đều yên lặng. Tất cả mọi người đang chờ giờ khắc này. Muốn bắt đầu. Kim Như Ngọc đã bắt lấy 100 vị thánh linh. 11 vị Thánh Vương, cùng 3 vị Thánh Hoàng, đến nơi đây đã coi như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đế tổ giao cho. Chỉ cần lại bắt lấy một tổ thần, xem như cho đế tổ một cái công đạo. Mà trong tay nàng còn thừa lại 7 triệu. Coi như đó là tổ thần, cạnh tranh có thể tới 6 triệu đã là cực hạn. Huống chi, Dực thần tộc đã không có tiền, các tộc khác đều biết tình thế bắt buộc của Kim Nguyệt tộc bọn hắn, sẽ cho mấy phần mặt mũi. Sư phụ, chúng ta còn muốn ra tay không? Phượng Thuần Linh xin chỉ thị đan thần, trước đó bọn hắn muốn ra tay, là muốn áp chế Dực thần tộc, nhưng Dực thần tộc phía trước đã tịt ngòi, không có tinh thạch đấu giá. Nhìn chằm chằm Dực thần tộc, nếu như bọn hắn thật không có tinh thạch, chúng ta không trộn vào. Chương 3304 tổ thần thuộc về 3. Đan thần mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà.
Dực thần tộc yên lặng quá nhanh. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn sẽ giữ lại đầy đủ tinh thạch cạnh tranh một vị tổ thần. Dù sao dực nhân niết bàn cảnh lại nhiều, đều không bằng một vị tổ thần. Tên hỗn đản đáng chết, nếu như hắn còn không ra tay, ta sống xé hắn. Dực huyên gầm thét, hung ác nhìn chằm chằm những xương phòng ẩn nấp trong bóng đêm bên ngoài. Hắn hẳn là sẽ ra tay, hắn khẳng định sẽ ra tay. Vẻ mặt dực lâu nghiêm trọng, nắm đấm không ngừng nắm chặt. Buông ra, nắm chặt. Hắn giao cho tam sinh đế tộc 3 triệu tinh thạch, trong tay cũng không nhiều đâu. Dực diễn nhìn về phía hộ vệ giả của bọn hắn. Nam tử chỉ ngồi yên lặng, ở giữa tóc dài rối tung, tầm mắt cụp xuống, giống như đang chợp mắt. Đầu tiên ra chính là tổ thần thứ 3. Bên trong lưu ly bia sau lưng Dairon xuất hiện bộ dáng vị tổ thần kia. 10 cánh chim được tỉ mỉ điều trị triển khai thật to, bóng loáng sáng tỏ, hiện ra ánh sáng thánh khiết. Hắn hơi cúi đầu, tầm mắt có chút đang mở hí, huyết quang lấp lóe, mà da thịt tái nhợt như tử thi, không có chút huyết sắc, để khí chất vốn nên thánh khiết nhiều hơn mấy phần quỷ dị cùng tà ác. Có chút khác biệt với dực thần tộc. Đại biểu các tộc cẩn thận quan sát, dực thần tộc có màu vàng óng tôn quý, bộ phận là màu đen, màu tím các loại, mặc dù cũng có màu trắng, nhưng khí chất đều rất cao quý, mà tên này giống như có chút tà ác. Nếu như không phải đôi mắt có chút đóng mở, bọn hắn còn tưởng rằng là bộ thi thể. Kim Như Ngọc hít một hơi thật sâu, mặc dù đây chẳng qua là lưu ly bia thoáng hiện hình ảnh, nhưng nàng vẫn có loại ngửi được cảm giác mùi máu. Tươi đẹp như vậy, mê người như vậy. Cường giả tam tộc sau lưng Kim Như Ngọc ăn ý toát ra thể hiện tham lam cùng say mê. Giá khởi đầu, 2 triệu, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 500 ngàn. Dairon đưa giá gây nên từng trận bạo động, cái giá này không thấp, nói là 2 triệu giá bắt đầu, nhưng 500 ngàn tăng giá quá độc ác, phía sau nhất định có thể xào đến giá trên trời. Nhưng, không quan trọng. Đây chính là tổ thần có tiềm lực vô hạn. 3 triệu. Trong một xương phòng đột nhiên kêu giá cao vút, là cường giả thần tộc. Hắn không mua, chỉ là ồn ào, nhìn náo nhiệt. 4 triệu. Kim Như Ngọc trực tiếp theo vào, âm thanh rất cao, rất lạnh, là cảnh cáo tất cả cường tộc, người này, ta muốn, các ngươi, mua phía sau. Các tộc xác thực nể tình, dù sao bọn họ cũng đều biết Kim Nguyệt tộc là tình thế bắt buộc, bất kể tranh thế nào, bọn hắn đều muốn bắt lấy một tổ thần. Cho nên, người đầu tiên giao cho nàng đi. Trên mặt lạnh lùng của Kim Như Ngọc khó có được lộ ra mấy phần nụ cười, trên địa bàn Thiên Võ Tinh, không người nào dám không cho Kim Nguyệt đế tộc mặt mũi. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh êm ái êm tai không nhanh không chậm từ trong một xương phòng truyền tới. 4,5 triệu. Thanh âm không lớn. Lại rõ ràng truyền khắp sàn bán đấu giá. Ánh mắt Kim Như Ngọc như đao, mắt quét nhìn xương phòng trong bóng tối. Là ai không có mắt như thế? Là ai không cho Kim Nguyệt tộc mặt mũi? 5 triệu. 550 ngàn. 6 triệu. 650. Ta biết ngươi là ai? Kim Như Ngọc đột nhiên nghĩ đến người điên kia, nhất định là bọn hắn đang đối nghịch với nàng. 6,5 triệu, ngươi, theo không? Ngươi cầm đi đi. Kim Như Ngọc hừ lạnh, nàng không tin trong tay đám người lưu lạc này có thể có hơn ngàn vạn tinh thạch. Mặc dù lục soát hơn 2 triệu từ huyết nguyệt thần tôn nơi đó, nhưng phía trước đã đưa cho Dairon giao 3 triệu tiền phạt. Bây giờ ra hơn 6 triệu, còn lại cũng chỉ là 200-300 vạn. Nàng hoàn toàn có thể cạnh tranh mục tiêu kế tiếp. Mà, cường giả Kim Nguyệt đế tộc các nàng đang ở trên đường, Thiên Vu đế tộc đã bí mật liên thủ, bọn hắn sau đó sẽ vây bắt tên điên kia. Ha ha, tên điên kia cho giá cao mua tổ thần, chẳng khác nào mua cho nàng. 6,5 triệu một lần, 6,5 triệu lần hai. Còn có ai theo không? Dairon nhìn quanh toàn trường, cao giọng nhắc nhở. Tất cả xương phòng giữ vững khắc chế, vậy mà cạnh tranh cùng Kim Nguyệt tộc, còn trực tiếp hô lên giá cao đến 6,5 triệu. Rất có thể chính là tên điên trước đó suýt chút nữa giết Kim Minh. Không nghĩ tới, vẫn rất xa xỉ, trước đó ném đi 3 triệu, nơi này lại còn có thể xuất ra hơn 6 triệu. Có người cân nhắc muốn tranh hay không, nhưng, hơn 6 triệu, giá quá cao. Tổ thần thứ này, mặc dù rất mê người, nhưng đạt được chẳng khác nào đắc tội dực thần tộc cùng Kim Nguyệt tộc. 3 năm triệu thì còn có thể tranh nghiêm, lại xào lên cao, quá không hợp lý. Còn không bằng giữ lại phía sau cạnh tranh những hỗn độn linh vật kia. 6,5 triệu, 3 lần. Xương phòng số 16 cạnh tranh thành công. Dairon đập xuống, tuyên bố vị tổ thần đầu tiên thuộc về. Tốt,
Bọn người Dực Lâu phấn chấn gầm nhẹ, rốt cuộc cũng vẫn ra tay. Mọi người trong phòng Dực thần tộc đều rất kích động. Tổ thần, đây chính là tổ thần. Tổ thần thứ hai, giá cả, phương thức cạnh tranh giống như lần một, bắt đầu. Bên trong lưu ly bia sau lưng Dairon xuất hiện vị tổ thần thứ hai, cũng là cánh chim trắng noãn như tuyết, cũng là da thịt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ là người này rõ ràng tráng kiện hơn người trước rất nhiều, uy nghiêm cùng cường thế đè xuống khí tức thánh khiết yếu ớt. 5 triệu. Kim Như Ngọc trực tiếp định giá, đôi mắt tiếp cận xương phòng kêu giá trước đó, cũng không tin ngươi còn có thể ra giá cao hơn. Gian phòng trầm mặc. Hô đi, nhanh hô. Bọn người Dực Lâu lo lắng quát khẽ. Gian phòng trầm mặc, kéo dài trầm mặc. Kim Như Ngọc hừ lạnh, đã biết không có tiền. 5 triệu một lần, 5 triệu lần hai. Dairon cao giọng nhắc nhở. Còn có tăng giá không? Không có, định giá đi. Kim Như Ngọc trực tiếp gọi hàng. Các phương nhẹ giọng cười nhẹ, nữ tử này đã đợi không kịp. Nhưng, thời điểm Dairon muốn gõ chùy, trong phòng Khương Phàm không vội vã truyền ra tiếng nói mỹ diệu giống như ngự tỷ của Hướng Vãn Tình Thanh. 5 triệu. Kim Như Ngọc lập tức quát. Điều kiện tiên quyết kêu giá là ngươi xác thực có số tiền tương ứng như thế này. Nếu như hô loạn, Tam Sinh Đế tộc sẽ không dễ dãi. 5 triệu, 500. Hướng Vãn Tình không vội vã, cố ý trêu chọc. Chương 3305 tổ thần thuộc về 4. Kim Như Ngọc xin chỉ thị. Xin mời Dairon thống lĩnh kiểm tra đối chiếu sự thật số lượng tinh thạch của bọn hắn. Bành bành. Tiếng đập cửa quanh quẩn trong hội trường hội đấu giá, tiếp đó chính là tiếng mở cửa. Tất cả mọi người đang vểnh tai lắng nghe. Người này lại có thể xuất ra ngàn vạn tinh thạch. Ngàn vạn. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ thiên nguyên tinh vực, trừ phi là đỉnh cấp thần tộc, còn muốn là táng ra bại sản, tựa như Dực thần tộc như thế, mới có thể siêu tập ngàn vạn tinh thạch trở lên, ngoài ra chỉ có thể là đế tộc mới có vốn liếng. Xác minh hoàn tất, có tư cách cạnh tranh. Trong phòng truyền ra thanh âm, lập tức gây nên từng trận rối loạn. 6 triệu. Kim Như Ngọc lập tức theo vào, trong tay nàng còn có 7 triệu cứ vậy mà làm. 6 triệu, 500 ngàn. Giọng của Hướng Vãn Tình vẫn dịu dàng như vậy, bình tĩnh như vậy. Ngươi có sao? Ta thực sự có, ngươi có 7 triệu sao? Ngươi. Kim Như Ngọc ép buộc mình tỉnh táo lại, bên này đều đã ra 13 triệu. Không thể nào còn có càng nhiều. Nhưng, vì để tiêu hao tinh thạch của đối phương, nàng trực tiếp kêu giá. 7 triệu. Hướng Vãn Tình thản nhiên nói. Xin mời Dairon thống lĩnh, xác minh. Tam Sinh Đế tộc sứ giả tiến vào gian phòng Kim Như Ngọc, không lâu sau đó truyền ra thanh âm. Có tư cách cạnh tranh. Hướng Vãn Tình cười nói. Nếu đã như vậy, chúng ta 7 triệu rưỡi. Ha ha, thuộc về ngươi. Kim Như Ngọc cười lạnh, đều đã 14 triệu, nếu như trong tay tên điên kia còn có thể có hơn 7 triệu, nàng trực tiếp đâm chết. Dairon chốt đánh. 7,5 triệu, xương phòng số 16 cạnh tranh thành công. Tốt, 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 tốt. Bọn Dực Lâu cơ hồ muốn sôi trào, nếu như không phải sợ bại lộ thân phận hợp tác, bọn hắn thật hận không thể cao giọng hô to. Quá kích động, quá hưng phấn. Quá lâu không có loại cảm giác này. Rất khá, không hy vọng xa vời. Dực Huyên đều lộ ra nụ cười, hai tôn thần linh là được, mặc dù còn muốn tổ thần đầu tiên, nhưng thật không hy vọng xa vời. Đó chung quy vẫn tổ thần đầu tiên, coi như Kim Như Ngọc không có bài, đế tộc khác cũng có thể sẽ theo vào. Dairon nói. Tiếp đó, tổ thần đầu tiên, cảnh giới, thần linh đỉnh phong. Sau lưng Lưu Ly Bia xuất hiện bộ dáng tổ thần đầu tiên. Tổ thần đầu tiên là nữ. Cánh chim thánh khiết lộng lẫy, toàn bộ triển khai, da thịt tái nhợt nhiều hơn mấy phần óng ánh. Hình dáng có lồi có lõm nổi bật dưới cánh chim, tôn quý như tiên tử. Nàng cụp tầm mắt xuống, bên trong cũng là đôi mắt tinh hồng, để khí chất thánh khiết của nàng tôn nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Thần linh đỉnh phong, các phương sao động, giá khởi đầu, 5 triệu, mỗi lần tăng giá, 1 triệu. Giọng Dairon cao vút để bầu không khí vừa muốn hừng hực lập tức dập tắt. Cơ hồ tất cả thần tộc toàn bộ đều tịt ngòi. Những thương hội cùng cường tộc kia trước đó cạnh tranh đều đã tiêu hao rất nhiều, càng không bỏ ra nổi giá cả như vậy. Về phần những đế tộc kia, đều tạm thời trầm mặc, cơ hội giao cho Kim Như Ngọc. 6 triệu, lúc Kim Như Ngọc này theo vào. Nắm vững thắng lợi. Nhưng, 7 triệu, giọng của Hướng Vãn Tình lần nữa truyền đến. Ta không tin, cha, Kim Như Ngọc trực tiếp muốn nổ,
trong tay nàng chỉ có 700, vậy mà lại mất đi tư cách cạnh tranh. Tam sinh đế tộc lần nữa xác minh, kết quả đương nhiên là có tư cách. Không thể nào, điều đó là không thể nào, bọn hắn lấy ở đâu ra 20 triệu tinh thạch. Kim Như Ngọc muốn hỏng mất, Thánh Linh Thánh Vương cùng Thánh Hoàng đều đập, tổ thần một cái không muốn. Thế nhưng tổ thần là đế tổ điểm danh nhất định phải lấy được. Nàng la to, còn không trừng phạt. Hướng Vãn Tình nói. Im miệng, các ngươi chết chắc, các ngươi, chết chắc. Kim Như Ngọc tức giận thét lên. Đuổi ra ngoài. Dairon cũng không khách khí. Mời. Xương phòng Kim Như Ngọc bị đẩy ra, số lượng lớn cường giả tràn vào. Các ngươi, chết chắc, ai cũng không cần đập, liền để bọn hắn đập. Kim Như Ngọc hung tợn thét lên, chỉ mấy tên điên này bắt lấy ba tôn tổ thần, phía sau bọn họ sẽ vây bắt, bắt lấy toàn bộ. Mắt thấy đại biểu của Kim Nguyệt đế tộc bị đuổi đi, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Mọi người nhao nhao suy đoán, vậy rốt cuộc là ai, trước trước sau sau đây là 21 triệu rồi. Tính cả trước đó giao cho Dairon 3 triệu, bọn hắn ở đâu ra nhiều tinh thạch như vậy? Dairon hô to, còn có ai ra giá nữa không? Thêm, Đan Hoàng nhắc nhở Phượng Thuần Linh ở bên cạnh. Đám người kia đã bắt lấy hai tổ thần, không thể nào nhiều hơn nữa. Mặc dù Kim Nguyệt tộc khẳng định sẽ khởi xướng vây bắt, nhưng nếu như người kia đạt được 3 vị tổ thần, rất có thể sẽ liên thủ phản kích, đến lúc đó Kim Nguyệt tộc thật đúng là chưa hẳn có thể ngăn chặn. Cho nên, tổ thần đầu tiên này, nhất định phải khống chế lại, sau đó áp chế hai cái tổ thần kia không nên khinh cử vọng động. Phượng Thuần Linh đuổi giá. 8 triệu. Hướng Vãn Tình không vội vã. 9 triệu. Phượng Thuần Linh kinh ngạc, 9 triệu. Bọn rốt cuộc hắn cũng có bao nhiêu? Phượng Thuần Linh lần nữa thêm vào. 10 triệu. Bầu không khí oanh động, ngàn vạn. Ngàn vạn rồi. Mặc dù là tổ thần, nhưng cũng là thần linh. Đây cơ hồ là giá cao xưa nay chưa từng có. Bọn người Dực Lâu vội vàng đứng ở cửa sổ, khẩn trương chờ mong, còn gì nữa không? Thật có thể lấy xuống sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm xương phòng kia. Hướng Vãn Tình cố ý phát ra tiếng cười thanh linh. Tiểu muội muội, muốn chơi sao? Ta chơi cùng ngươi, chúng ta đừng 1 triệu tăng thêm 1 triệu, đến 2 triệu hay mấy triệu đi, như thế nào? Ta tới trước, 12 triệu. Khương Phàm. Hàn Ngạo cũng hơi híp mắt, bọn hắn, chỉ có 12 triệu. Phượng Thuần Linh hơi nhíu mày lại, chơi sao? Lại chơi cùng chính là 14 triệu. Bọn hắn mang theo 15 triệu đến, vốn cho rằng đã hoàn toàn đủ. Đế hoàng tộc cùng chí tôn đế tộc nơi đó, cũng đều là hơn 10 triệu. Nếu quả thật bỏ ra 14 triệu này, phía sau chỉ sợ bọn họ cũng không chụp được hỗn độn linh bảo khác. Đế tộc khác cố ý nhúng tay, cũng đều hành quân lặng lẽ. Không chơi nổi. Thật không chơi nổi. Chương 3306 đấu tặc. Lấy thân phận cùng địa vị của bọn hắn, đều không có gặp được đấu giá như thế này. Quá khoa trương. 12 triệu lần 1, 12 triệu lần 2, 12 triệu lần 3. Tổ thần đầu tiên, thuộc về xương phòng số 16. Dairon cao giọng tuyên bố, giao phó tổ thần đầu tiên. Trong hội đấu giá, các phương rung động, người này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại có thể bắt lấy 3 vị tổ thần. Bên ngoài hội đấu giá, bầu không khí sôi trào đến cực hạn, 12 triệu. Trước đó mong muốn giá cả có khả năng xào đến giá trên trời là ngàn vạn, không nghĩ tới lại có thể cao hơn. Bọn hắn ngẫm lại mấy trăm mấy ngàn tinh thạch trong tay mình, nhìn lại quá trình nâng giá kinh thiên địa khiếp quỷ thần ở bên trong, cũng cảm giác mẫu thân nó. Mình nghèo rất mồng tơi. Kim Như Ngọc vừa mới bị đánh ra, nhìn lại không trung lưu ly bia. Sắc mặt âm trầm đến dọa người. Chuẩn bị chặn đường. Kim Như Ngọc giận dữ rời khỏi, nhất định phải bắt lấy đám hỗn đản này. 3 vị tổ thần, nàng chắc chắn phải có được. Bên trong hội đấu giá, trong xương phòng Dực thần tộc, bọn Dực Lâu không cầm được hai mắt ấm áp, cơ hồ muốn khóc lên. 3 vị tổ thần, toàn bộ đều được bắt lấy. Bọn hắn, bắt lấy toàn bộ. Người này đầy nghĩa khí thật. 3 vị tổ thần tới tay. Rốt cuộc Dực thần tộc bọn hắn cũng muốn quật khởi. Không tiếc cái giá, mang về thiên mạch tinh. Dực Lâu thật sâu hít một hơi, tăng vọt chiến ý. Trò hay, muốn bắt đầu. Nam tử lắc lắc cổ, đối với bọn hắn mà nói, cuộc bán đấu giá này không sai biệt lắm đã kết thúc, tiếp theo liền chờ thiên đế kia khai mạc vở kịch. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, bầu không khí bên trong Di Thất Thâm Uyên cũng đã bắt đầu trở nên khẩn trương lên. 9 tầng mây mù. Như là cửu trọng thiên mạc,
tầng tầng ngăn cách lấy khí tức bên trong bảo đỉnh, cũng tầng tầng chống cự lại dò xét phía ngoài, càng tầng tầng trấn áp toàn bộ sinh linh phía dưới. Đây cũng là nguyên nhân để người tị nạn tiến đến cảm thấy suy yếu, đau đớn, cùng phong cấm cảnh giới. Mà đến nơi này, mỗi ngày huyết khí của bọn hắn đều đang bốc hơi, tựa như là mai táng tại nơi này, có thể rõ ràng cảm nhận được mình đang mục nát, già nua, và chết đi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào nguyện ý ở thường ở chỗ này. So với bí cảnh khác, cư dân, nơi này rõ ràng rất ít, nhưng cho dù như thế này, làm đại lục quan trọng của người tị nạn, số lượng cường giả tụ tập ở chỗ này cũng quanh năm giữ vững tại 3 vạn người trở lên. Thiên bảo lão tặc đến nơi này. Mặc dù nhận lấy áp chế mãnh liệt, cảnh giới chợt hạ xuống đến thánh linh, mặc dù nơi này âm u ẩm ướt, để cho người ta đau đớn ngạt thở, mặc dù huyết khí không ngừng liên tục bốc hơi, như là có thể cảm nhận được mình suy yếu. Nhưng, lão tặc vẫn nhiệt tình 10 phần, tinh thần sáng láng. Trước đó coi là ngày gặp nhau đó là gặp vận đen 8 đời, không nghĩ tới lại là mộ tổ nhấc lên khói xanh. Vậy mà lại có thể đụng tới thiên đế xuất hành. Đây là kỳ ngộ mấy trăm ngàn năm cũng khó đụng phải. Thiên bảo lão tặc tán loạn khắp nơi, kiểm tra tình huống nơi này, tìm kiếm đầu nguồn pháp trận. Thiên bảo, Hân Hạnh, người canh giữ ngăn ở trước mặt thiên bảo lão tặc, trước đó nghĩ đến để pháp trận ép lão tặc này một thời gian, tiêu hao năng lượng, không nghĩ tới sau khi ra hỏa này đi đến lại không thành thật, giống con chuột chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi là, thiên bảo lão tặc đánh giá lão đầu nhi còng lưng trước mặt, cảnh giới ra hỏa này rất mơ hồ. Ngay cả sinh mệnh đều rất suy yếu, thoạt nhìn như là người sắp chết. Cũng là người đáng thương vây ở chỗ này. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Người canh giữ khô cằn cười. Người nghe nói qua tên của ta thì có rất nhiều, nhưng gặp mặt qua ta, thật đúng là không nhiều. Mới đến, xin chiếu cố nhiều hơn. Thiên bảo lão tặc vươn tay. Ngươi là đến tránh thiên vu đế tộc. Người canh giữ vươn tay, đơn giản nắm một nắm. Ôi, tin tức truyền đi rất nhanh nhỉ. Nơi này ngăn được thiên vu đế tộc sao? Tình huống bình thường mà nói, hẳn là có thể ngăn được. Tinh lực của đế tộc chủ yếu đều tại vũ trụ, thần linh lưu thủ sẽ không tùy tiện xông vào bí cảnh nguy hiểm, tuy nhiên. Nếu như bọn hắn phát hiện ngươi đã đến nơi này, ngược lại là có khả năng đóng giữ ở bên ngoài, một mực chờ đến khi ngươi ra ngoài. Ha ha, chờ đi, lão già ta ở chỗ này an gia. Thiên bảo lão tặc phóng khoáng phất tay, giữ rời khỏi sát bên cạnh người canh. Chậm đã. Người canh giữ trụ quải trưởng, gọi thiên bảo lão tặc lại. Ta vừa mới nói, chỉ là tình huống bình thường, nếu như thiên vu đế tộc khai thác thủ đoạn khác thì sao? Ta có thể cho ngươi một đề nghị. Không cần. Ngươi khả năng không tin tưởng ta. Ta ai cũng không tin. Nếu ta đã lưu thoán đến nơi đây, khẳng định cũng là đắc tội qua đế tộc, ngươi có thể tin ta. Không tin, cáo từ. Nếu như thiên vu đế tộc phái người đến giải tin tức. Nói chỉ cần bắt được ngươi, chết hay sống không cần lo, tất có trọng thưởng. Ngươi ở chỗ này sợ rằng sẽ trải qua rất gian nan đây. Không quan trọng, một người quen thuộc. Khi thiên bảo lão tặc đang nói chuyện, đã biến mất trong cánh rừng mờ tối. Người canh giữ khẽ nhíu mày, vốn muốn mang hắn theo đến chỗ ở của mình, dùng pháp trận cầm cố lại, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất tặc. Thiên bảo lão tặc phóng tới trong cánh rừng rậm rạp, tra xét rõ ràng núi đá các nơi. Cảm nhận hình dạng mặt đất thay đổi, cùng năng lượng ẩn tàng trong địa tầng. Thiên bảo. Người canh giữ cười ha hả xuất hiện ở trước mặt thiên bảo lão tặc, lão tiểu tử, nơi này cũng không phải để đi dạo nơi. Ngươi là ở trong này nghẹn điên rồi. Tránh ra, lão tổ ta không hứng thú nói chuyện phiếm cùng ngươi. Ngươi vừa mới đến, không hiểu quy củ. Nơi này là không cho phép tán loạn khắp nơi, nếu không. Nếu không thì thế nào? Còn muốn động thủ? Chương 3307 dây dưa dẫn dụ. Ta đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có gặp được thần linh ở nơi này, khó có được đụng phải kẻ có tư cách cùng ta nói chuyện trời đất, không hy vọng cứ thế mà chết đi. Liên quan tới thiên vu đế tộc, ta có một đề nghị. Người canh giữ còn chưa nói xong, thiên bảo lão tặc đã vèo biến mất. Lão già. Người canh giữ nhắm hai mắt lại, ngăn chặn lửa giận cuồn cuộn. Thiên bảo lão tặc tiếp tục lưu thoán, từ rừng cây đến núi đá. Từ mảnh này đến mảnh kia, nương tựa theo vũ khí âm dương rực đặc biệt này, hắn xuất quỷ nhập thần, không đến nửa ngày đã tham quan, hơn 2.000 dặm khu vực. Đại khái đã hiểu rõ bố trí mạch lạc ở nơi này. Thiên bảo. Sau khi người canh giữ điều chỉnh tốt cảm xúc, lại xuất hiện ở thiên bảo trước mặt, kết quả không đợi mở miệng,
Thiên Bảo lão tặc lại biến mất. Hô, hô, người canh giữ yên lặng điều chỉnh hô hấp. Vốn cũng không phải là tính tình tốt gì, lúc này hắn cơ hồ như muốn nổ. Rốt cuộc lão tặc này đang làm gì? Rốt cuộc là đến tị nạn, hay là mẫu thân nó? Phạm vào bệnh nghề nghiệp. Thiên Bảo lão tặc tiếp tục lưu thoán, liên tiếp hất người canh giữ ngăn cản ra. Cuối cùng, người canh giữ dứt bỏ ngụy trang, điên cuồng chặn đường. Thiên Bảo càng là hăng hái, tán loạn khắp nơi, không ngừng hất đuổi bắt ra. Hai thân ảnh già nua người đuổi ta đuổi dưới đáy di thất thâm uyên, giống như là hai tia lôi điện không ngừng mở ra hắc ám, xé rách không gian. Thanh thế càng lúc càng lớn. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Mọi người mệt mỏi trong nhà đá nhao nhao đi tới, kỳ quái ngắm nhìn hai bóng dáng kia. Di thất thâm uyên thật lâu không có náo nhiệt qua như vậy. Ngừng, không xong rồi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn bắt lão tổ ta, tranh công cho Thiên Vu đế tộc. Thiên Bảo lão tặc rốt cuộc cũng ngừng, nổi giận đùng đùng quát tháo người canh giữ đang đuổi tới. Người canh giữ hít sâu một hơi. Đừng xúc động, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tiến đến đều là tị nạn, không được phá hư quy củ, càng không được làm ẩu. Lão già, ngươi xem lão tổ ta là cái gì? Chính ngươi có thân phận gì, ngươi không rõ ràng. Ngươi coi lão tổ ta điều nghiên địa hình sao? Ta là đang tị nạn, nơi này liên quan đến sống chết của ta. Ta đương nhiên muốn rõ ràng nơi này rốt cuộc là nơi nào, có thể giữ được ta hay không, nếu như không được, ta lập tức rút lui. Lão gia hỏa bất tử, tránh ra cho ta, còn dám quấn lấy ta, ta giết chết ngươi. Trấn thủ lão tổ đưa tay, tản linh lực ra, biểu thị mình vô hại. Ta không có ý trở mặt cùng ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Nếu như ngươi thật sự muốn tìm hiểu tình huống, có thể hỏi ta. Mẫu thân nó, ta biết ngươi là ai à? Lão tổ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nếu như gặp một người đã tin, thì đã sớm chết 100 lần. Tránh ra, ta muốn tự mình điều tra, ta tin tưởng ánh mắt của mình. An tâm chớ vội, ta có thể dẫn người đi một nơi, chỉ cần tới đó nhìn, người sẽ có lòng tin đối với di thất thâm uyên. Tránh ra, không hứng thú. Ngươi là không dám nhìn. Ha ha, Thiên Bảo lão tổ, không gì hơn cái này. Bớt dùng phép khích tướng cho ta. Không dùng được. Ngươi chỉ cần tới đó nhìn một chút, thắng qua ngươi ở chỗ này đi dạo 5-3 ngày. Đi không? Thiên Bảo lão tặc cau mày nhìn lão nhân trước mặt thật lâu, mới nói. Nơi nào? Người canh giữ âm thầm cười lạnh. Bí cảnh trong bí cảnh, ta ở chỗ này hơn 20 năm, ngẫu nhiên có cơ hội phát hiện. Ngươi tới đó nhìn, nếu có lòng tin, coi như lễ ta gặp mặt, nếu như không có lòng tin, ngươi xoay người rời khỏi, tuyệt đối không dây dưa nữa. Ha ha! Ngươi làm bẫy cho lão tổ ta sao? Thiên Bảo, phàm là tới đây tị nạn, đều là có thù cùng thần tộc và đế tộc, vì sao ta phải hãm hại ngươi? Ta lại không biết rốt cuộc ngươi là ai, trong bụng lại đang tính toán cái gì? Ta giữ một khoảng cách với ngươi, ta tận lực áp chế cảnh giới, như thế nào? Ta không có ý gì khác, ta đúng là muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Ta ở chỗ này hơn 20 năm, một mực không có cảm giác an toàn. Ta thật hy vọng có thể có một thần linh đủ phân lượng, có thể cùng ta làm bạn. Sau khi gặp được chuyện, cũng có thể cùng một chỗ ứng phó. Người canh giữ muốn mang theo Thiên Bảo lão tặc đến đầu nguồn pháp trận, nơi đó có đế cốt ẩn núp, xuyên suốt lấy 9 lớp phong ấn, chỉ cần đưa lão tặc vào đi, tất nhiên cưỡng ép trấn trụ. Dù sao lão gia hỏa này cũng mang theo 5-3 kiện thần khí trong người, bao gồm Bỉ Ngạn Chi Luân vừa mới bị hắn mang đi. Nếu như không bí mật khống chế lại, đến lúc đó cho dù là lại đến 3 vị thần tôn, đều chỉ sợ rất khó chế ngự, làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng, dẫn phát hỗn chiến, lan đến gần pháp trận ổn định. Thiên Bảo lão tặc cau mày, vẻ mặt căng cứng, âm dương rực phía sau như ẩn như hiện, tinh thạch trong tay rạng rỡ cường quang. Rất lâu, vẻ mặt Thiên Bảo lão tặc hơi chậm. Dẫn đường, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đùa mánh khóe, ta muốn mạng của ngươi trước tiên. Ngươi có cảnh giác là tốt. Nhưng ngươi xác thực có thể tin tưởng ta. Người canh giữ nhiệt tình mời, trong lòng cười lạnh, mắc câu rồi. Thiên Bảo lão tặc giữ một khoảng cách đuổi theo, nhưng nhếch miệng bôi lên nụ cười xấu xa, lão già này, còn muốn tính toán ta. Người canh giữ mang Thiên Bảo lão tặc theo vào trước một ngọn núi đá nhìn rất bình thường, so với những ngọn núi đá nguy nga khác ở xung quanh, nơi này lộ ra rất không đáng chú ý. Nơi này cũng như núi đá khác, bị khai phát lợi dụng, biến thành một cái cửa hàng. Chỉ là đồ bên trong thật sự là quá ít, có vẻ hơi keo kiệt.
Đây là cửa hàng của ta, vào bên trong là được. Người canh giữ mang theo Thiên Bảo lão tặc đi đến cửa hàng, tùy tiện khoát khoát tay cùng mấy người hầu nhìn rất lười nhác, từ trong góc xốc lên một cánh cửa đá nhỏ. Không đi. Thiên Bảo lão tặc quả quyết từ chối. Đều đã tới đây, còn không tin ta. Người đó, thật sự ở bên ngoài đợi đến quá lâu, người nào cũng đều không tin cả. Chương 3308 Đại Bạo Động. Nơi này có cổ quái, ta phải đi, cáo từ. Chờ một chút, phía dưới thật sự là đồ tốt, cũng là nguyên nhân mấy năm nay ta ở lại nơi này. Ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, chỉ là hy vọng chúng ta có thể hai bên cùng ủng hộ, nói không chừng sau này. Có thể khống chế bí cảnh này. Người canh giữ cố ý kích thích. Chỉ cần tiến vào, cửa đá này vừa đóng, phong ấn bên trong triệt để trấn trụ lão già này. Thiên Bảo lão tặc hồ nghi nhìn hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa đá. Ta tản ra linh lực, chính ngươi nhìn. Người canh giữ mở ra hai tay, chứng minh mình vô hại. Lão tặc này thật sự là quá xảo quyệt, đều đã tới đây mà vẫn chưa yên tâm. Bọn hắn. Thiên Bảo lão tặc lại liếc nhìn những thị vệ trong thạch điện kia. Bọn thị vệ làm bộ lắc đầu thở dài, cũng đều nhao nhao tản ra linh lực, biểu thị vô hại. Lúc này Thiên Bảo lão tặc mới yên tâm đi qua. Đáy mắt người canh giữ có chút ngưng tụ, muốn đi đến. Bọn thị vệ nằm sấp âm thầm nắm tay, đi đến liền niêm phong cửa. Thiên Bảo lão tặc đi đến trước cửa đá, thời điểm đang muốn đưa tay lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ta làm sao cảm thấy lão gia hỏa ngươi đây không giống người tốt nhỉ? Ha ha, ngươi đó. Người canh giữ lắc đầu mà cười. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Thiên Bảo lão tặc kích phát thời gian tinh thạch yên lặng trong tâm hải. Một trận ba động quỷ dị khuấy động huyết nhục thần hồn toàn thân, trong chốc lát quét sạch núi đá, trùng kích bốn phương tám hướng. Phạm vi trăm dặm, thời gian lâm vào yên lặng. Không tốt. Người canh giữ bỗng nhiên biến sắc, cứ việc tản ra linh lực, nhưng thần thức từ đầu đến cuối vẫn luôn cảnh giới, có thể rõ ràng phát giác được ba động quỷ dị, mà. Thiên Bảo lão tặc liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Quá nhanh. Nhanh giống như là thuấn gian di động. Không nghĩ tới đi. Hai cánh âm dương khuấy động sau lưng Thiên Bảo lão tặc. Thái âm hắc khí cuồn cuộn, ăn mòn vạn vật, âm trầm tà ác, năng lượng mặt trời bạo động, chí dương chí liệt, cuồn cuộn như sấm. Người canh giữ điên cuồng thôi động linh lực, kích phát thần uy, nhất là vũ khí trên mặt nhẫn, nhưng dưới áp chế của thời gian cuối cùng vẫn chậm mấy phần. Âm dương khuấy động, không gian vỡ nát, cả tòa núi đá chôn vùi ngay tại chỗ. Bao gồm cả người canh giữ ở bên trong, tất cả vật sống trong núi đá toàn bộ hóa thành tro tàn. Dạ nha, rút lui, nơi này không cần đến các ngươi. Thiên Bảo lão tặc bỗng nhiên kéo cửa đá ra, nhìn cũng chưa từng nhìn, linh lực trùng kích tinh thạch trong tay, ném vào lối đi tối thui. Con đường tựa như là cái miệng hồ lô, nhìn không rộng không dài, một khi xuống dưới, cảnh tượng lại càng sáng tỏ thông suốt. Phía dưới là phiến hồ dung nham mãnh liệt, thậm chí có thể nói là biển dung nham, mênh mông cuồn cuộn sóng lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn như là có được diệt thế uy lực. Linh thể dung nham đếm mãi không hết nhấc lên rít gào ở bên trong, hữu hình giống như đại long, có tương tự cự ngạc, có tương tự linh điểu, đơn giản tựa như là một siêu cấp trại chăn nuôi. Đại dương dung nham mênh mông không chỉ có kết nối với địa tầng xung quanh, càng tạo thành hồ năng lượng tự nhiên vận chuyển duy trì pháp trận. Năm viên đế cốt trấn áp tế đàn cổ xưa, lơ lửng ở trên biển dung nham, thần cốt bị vài chục tòa tế đàn lớn nhỏ không giống nhau bảo vệ trấn thủ, xen lẫn thành pháp trận phức tạp mà mênh mông. Giao hòa cùng di thất thâm nguyên cửu trọng thiên mạc, tạo thành pháp trận lĩnh vực cường đại trong vực sâu mênh mông vạn dặm. Năng lượng nơi này điều tiết khống chế không được, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp thần linh, dù là vị thần linh này mang theo 5-3 kiện thần khí. Nhưng, Thiên Bảo lão tặc xảo quyệt căn bản không có vào, thậm chí đều không có nhìn xem là cái gì, liền trực tiếp ném viên đá Chu Thanh Thọ cho kia xuống rồi. Hắn không sợ đồ mất đi hiệu lực sao? Đương nhiên không sợ. Đây chính là đồ mà Thiên Nguyên Đại Thiên Đế tôn quý, vĩ đại, chí cao vô thượng của bọn hắn cho. Tùy tiện, liền có thể phát nổ pháp trận phía dưới. Sau khi Thiên Bảo lão tặc ném ra, hắn lập tức huy động hai cánh âm dương, dùng tốc độ cao nhất rút lui, điên cuồng phóng thích năng lượng áp chế trước đó tại thời khắc này, hận không thể để hai cánh âm dương lại dài ra mấy cái cánh. Tinh thạch thuận con đường rơi xuống, sau khi bị kích hoạt năng lực, nổi lên mê quang thản nhiên. Trong tinh thạch giống như một mảnh tinh không, sâu trong tinh không thì là vòng xoáy lỗ đen mãnh liệt, đang kéo dài khuếch tán, tại nhanh chóng xoay tròn.
Phù phù. Tinh thạch tiến vào dung nham, mười mấy hỏa linh bổ nhào đi qua trước tiên, đuổi theo tinh thạch hạ xuống. Hỏa linh gào thét lẫn nhau, chém giết kịch liệt, một đầu đại long cuối cùng giống như hỏa linh cắn vào tinh thạch một cái. Răng rắc. Tinh thạch bò đầy vết nứt, tiếp đó. Bành. Một tiếng giòn vang không nhẹ không nặng, tinh thạch vỡ vụn, lỗ đen bên trong nhìn rất an tĩnh đột nhiên bành trướng, kịch liệt nhấc lên, chấn vỡ vụn hỏa long ngay tại chỗ. Hắc ám lao nhanh, vòng xoáy vặn vẹo, khuếch tán về bốn phương tám hướng, phạm vi từ lúc bắt đầu 3 đến 5 mét, sau đó lại đến 100 mét. 10 ki, lô, mét, 10 vạn mét, ầm ầm. Phạm vi càng lúc càng lớn, thanh thế càng ngày càng kinh khủng. Hắc ám bạo động, hỗn loạn cuồng liệt, tàn phá tất cả hỏa linh trên dọc đường, lật tung dung nham mãnh liệt. Ngôi sao này là ngưng tụ từ trong thân thể Khương Phàm, dùng hỗn loạn pháp tác tạo nên hỗn loạn nguyên lực. Tương đương với thiên môn hỗn loạn diễn biến hỗn loạn thiên trùy. Đương nhiên, trong thời gian ngắn Khương Phàm ngưng tụ ra hỗn loạn tinh thạch là không kịp xa so với hỗn loạn thiên trùy, nhưng đầy đủ để dẫn bạo vực sâu. Ầm ầm, oanh. Vô tận biển dung nham sóng lớn cuồn cuộn, trên dưới nhấc lên, hình thành vô số vòng xoáy, càng đánh thẳng vào trên không lơ lửng tế đàn cổ xưa. Năng lượng chi hải nhận trùng kích, tế đàn cổ xưa lọt vào tác động đến. Tất cả tế đàn ở giữa ở trung sâu chuỗi, hình thành minh mông pháp trận, mưu toàn khống chế năng lượng chi hải, nhưng minh mông dung nham một khi hỗn loạn, loại năng lượng này thật sự là khủng bố, tựa như là biển động đang sôi trào, cuồng dã nuốt hết tế đàn, đánh thẳng vào phía trên địa tầng. Chương 3309 cự linh thoát khốn, đại biến bắt đầu 1. Địa tầng lắc lư kịch liệt, răng rắc giòn vang, lan tràn ra lít nha lít nhít vết nứt. Vết nứt sâu gần biển dung nham, dày đặc mà tráng kiệt, dâng lên sóng nhiệt ngập trời, sôi trào ánh lửa hừng hực. Cánh rừng đổ sụp, núi đá vỡ nát, mấy vạn người tị nạn thất kinh. Tế đàn kịch liệt trấn áp, thần uy, đế uy, lần lượt phóng thích, giống như từng tôn thần linh, bảo vệ lấy đế tổ kinh khủng giáng lâm, mưu toàn áp chế hải dương. Nhưng, pháp trận nhận trùng kích, ảnh hưởng trước tiên khẳng định là đồ bọn hắn trấn áp, cũng chính là bảo đỉnh trên bầu trời. Giống. Thập bát dực cự mãng bắt được trận ba động này, không chần chờ chút nào, mãnh liệt vặn vẹo lên thân thể khủng bố kéo dài mấy ngàn dặm, 18 cái cánh thịt bị cự kiếm xuyên qua mãnh liệt bạo động, mặc cho bị xé rách huyết nhục mơ hồ, vẫn điên cuồng gầm thét. Cự kiếm chân áp phần đuôi, đầu, 18 cái cánh thịt nhao nhao thức tỉnh, phun ra ánh sáng vô tận, tràn ngập đất trời che mất cự mãng, nhìn xuống cơ thể, tàn phá lấy hải cốt. Giống, hống hống hống. Thập bát dực cự mãng kêu lên đầy thê lương thảm thiết, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là cơ hội duy nhất mà nó đã đợi đến một lần trong trăm vạn năm qua, nó nhất định phải bắt lấy. Trăm vạn năm, nó đã chịu đủ, không muốn lại ở lại chỗ này nữa. Dù là cơ hội xa vời, nó đều muốn dốc hết toàn lực. Giống, thập bát dực cự mãng mặc cho ánh lửa ăn mòn cơ thể, mặc cho lợi kiếm đâm xuyên thân thể, từng chút, một tấc, cuồng loạn chống đỡ lấy thân thể. Đại địa tại sụp đổ, dung nham lan tràn. Bảo đỉnh đang chấn động, huyết quang chiếu đầy trời. Di thất thâm uyên yên lặng lâm vào hỗn loạn cùng bạo động hiếm thấy. Nhưng, không có người canh giữ gìn, pháp trận lại lọt vào trùng kích kịch liệt, 9 tầng phong ấn phía trên cũng không có kịp thời mở ra. Ngay lúc này, Chu Thanh Thọ phóng lên tận trời, tóc dài bay loạn, y phục phần phật, khuôn mặt anh tuấn lãnh thúc càng lộ vẻ dữ tợn, hắn huyết tế tinh thần kiếm, đánh ra cường quang thẳng trời. Cường quang chói mắt chiếu rọi khắp nơi, giống như là tinh hà lao nhanh, vặn vẹo giữa trời, mang theo cường quang rạng rỡ, tinh thần vô tận, cuồn cuộn đánh về phía vực sâu. Đông Hoàng Lăng Tuyệt theo sát phía sau, hai tay dâng lên vòng xoáy hư không, dựa theo phương thức Khương Phàm giới thiệu giải phong tầng tầng, phóng thích khí tức hỗn độn bên trong. Tinh hà lao nhanh, mở đường ở phía trước, hư không cuồn cuộn, hỗn độn đi theo sau. Rầm rầm rầm. 9 tầng mây sương mù liên tiếp cuồn cuộn, bị đánh tan, dã man đánh ra một con đường thẳng tới bảo đỉnh. Giống. Thập bát dực cự thú đã nhận ra khí tức hỗn độn, đầu bị chấn áp bỗng nhiên nhấc lên, ngay cả cự kiếm ở phía trên đều bị mang ra ngoài. Bảo đỉnh lay động, để đất sung núi chuyển, đồng thời bành trướng, kịch liệt như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Dung nham bạo động, địa tầng sụp đổ. Di thất thâm uyên yên tĩnh trăm vạn năm nhanh chóng bị dung nham nóng hổi hừng hực nuốt hết. Tinh thần kiếm mở ra tầng tầng màn trời, đánh tới đỉnh nắp bảo đỉnh. Ngay một khắc này, cự mãng từ nội bộ phá tan nắp đỉnh, mở ra cái miệng lớn kinh khủng,
phát ra tiếng gào thét hùng hậu mà thật lớn. Ngoạ tào, nhé nhé nhé, đó là cái gì? Bên trong biển dung nham phía dưới, số lượng lớn cường giả đang giãy giụa, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng thân ở dung nham, lại ớn lạnh toàn thân. Bên trong huyết nguyệt xông ra một con cự mãng. Không, đó là một con rắn cực kỳ lớn, quá lớn. Mẫu thân nó, quá lớn. Đó là huyết nguyệt, mẫu thân nó, lại còn là huyết đản. Trận bạo động đột nhiên này, chẳng lẽ là huyết đản phá xác rồi? Ở chỗ này, nơi này, tinh thần kiếm bỗng nhiên thay đổi tuyến đường, theo sát phía sau Đông Hoàng Lăng Tuyệt, đánh ra tất cả hỗn độn nguyên thạch trong không gian hư vô. Hỗn độn cự linh, ta, lấy danh nghĩa sứ giả thiên đế, trả lại tự do cho ngươi. Chu Thanh Thọ chân đạp tinh hà, đứng ngạo nghễ trên không vực sâu. Tinh quang sáng chói, tinh hà lao nhanh, làm nổi bật lên cho hắn vẻ tôn quý uy nghiêm càng cường đại, như là bất hủ giả tiến lên trong vũ trụ, hấp dẫn lấy ánh mắt hỗn độn cự linh. Những bảo vật này có thể điều trị tổn thương trầm tích của ngươi. Nhưng muốn chân chính trở về đỉnh phong, liền đi về hướng đông nam. Nơi đó là Tam Sinh Đế Thành, nơi đó có một hỗn độn cự linh đang ẩn núp. Hỗn độn cự linh kia đã trọng thương, ngươi chỉ cần nuốt lấy nó, ngươi sẽ trở lại đỉnh phong, toàn bộ thiên võ tinh cầu đều sẽ được ngươi thôn phệ. Chu Thanh Thọ tiếp được tinh thần kiếm trở về, chỉ phía xa đông nam. Đi thôi, phát tiết lửa giận của ngươi đi, thực hiện thể ước của ngươi đi. Sau khi hỗn độn cự linh nuốt vào hơn 100 viên hỗn độn linh vật, thân thể rách dưới như là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, nhanh chóng tỏa ra sinh cơ mênh mông. Tất cả đế tộc vì trấn áp nó, kéo dài tàn phá cơ thể của nó, tiêu hao tiềm lực của nó, hạn chế nó hoạt động. Trăm vạn năm trấn áp, đã để nó suy yếu đến cực độ, thậm chí ngay cả điều động năng lực như thế nào, bay lượn như thế nào, chiến đấu như thế nào, nó đều quên bẵng đi. Bây giờ hắn thật sự cứ như là một hài tử vừa mới phá xác. Nhưng, thù hận cùng lửa giận vô tận tích trữ hàng trăm vạn năm. Giống, hống hống hống. Hỗn độn cự linh đạt được hỗn độn nguyên thạch giúp đỡ, thực lực nhanh chóng khôi phục, nương theo máu tươi đầy trời, nó rút hai cánh ra, rút cái đuôi bị cự kiếm đóng đinh ra. Thân thể cuộn nằm từ bên trong bảo đỉnh khổng lồ phóng lên tận trời. Máu me đầm đìa, lại bành trướng hỗn độn, giống như sơn lĩnh di động. Lại như là giang hà lao nhanh, hoàn toàn rời khỏi bảo đỉnh giam cầm nó trăm vạn năm. Trong dung nham cuồn cuộn phía dưới, trong vực sâu sụp đổ, tất cả cường giả giãy giụa đều chấn trụ. Con cự mãng kia giống như vô biên vô hạn, không ngừng tiếp tục lao ra từ bên trong bảo đỉnh. Tựa như là cự thú vũ trụ từ bên trong dị độ không gian lao nhanh đến. Chương 3310 cự linh thoát khốn, đại biến bắt đầu 2. Cái đầu trước đó nhìn đã rất lớn. Sau khi hoàn toàn đi ra, lần nữa chấn kinh linh hồn của bọn hắn, đổi mới nhận biết của bọn hắn, như là nhìn chủ nhân tạo vật, đó là thế giới hóa thân. Bọn hắn đột nhiên cảm giác mình nhỏ bé tựa như là bụi bặm. Cảnh giới gì, vũ khí gì, võ pháp gì, giờ phút này đều trở nên không đáng để nhắc tới. Đó là áp bách hít thở không thông, đó là tuyệt vọng sợ hãi. Ầm ầm, thập bát dực cự mãng đánh vỡ cửu trọng thiên, xông ra khỏi vực sâu. Khi 18 cái cánh thịt toàn bộ triển khai ra, một khắc này, bầu trời lâm vào hắc ám, thế giới đều như là an tĩnh. Trong thành trấn xung quanh vực sâu, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, con mắt trừng lớn, khó có thể tin được mà nhìn linh thể khủng bố đột nhiên xuất hiện kia, hung uy tràn ngập đất trời, sóng chiều hỗn độn chấn động cả trời đất, như là thiên đế giáng lâm, để bọn hắn nhịn không được liền muốn phủ phục cầu nguyện. Giống, thập bát dực cự mãng mãnh liệt huy động hai cánh. Nhấc lên 18 cơn gió lốc hủy diệt, cuồn cuộn giữa bầu trời, xoắn nát tầng mây, vỡ nát không gian, giống như là cuồn cuộn mà đi về bốn phương tám hướng. Thành trấn cổ lão đột ngột nhảy lên, hàng tỷ sinh linh như lá khô bay loạn, đại địa đều bị nhấc lên, bụi mù ngập trời, che khuất bầu trời. Tiểu tổ tông của ta ơi, lớn, như vậy sao? Thiên bảo lão tổ trở lại Chu Thanh Thọ bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn cự vật kinh khủng kia, cứ việc đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng vẫn bị hình thể của nó làm cho kinh đến. Không chỉ có hô hấp không khoái, da đầu đều có chút run lên. Tin chưa? Chu Thanh Thọ cũng rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Tin. Trò hay vừa mới bắt đầu, đi theo ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chiến tranh thật sự. Chu Thanh Thọ ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước về phía trước, chỉ phương hướng Tam Sinh Đế Thành phía xa,
nhưng chính thời điểm đang hắn phải nhắc nhở hỗn độn cự long mau chóng tới, con cự linh này lại mãnh liệt nhấc lên, mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, nằm xuống đánh tới Di Thất Thâm Uyên cầm giữ nó trong thời gian vô tận. Oanh! Ầm ầm! Vực sâu sụp đổ, dung nham ngập trời, thập bát dực cự mãng lao thẳng tới sâu trong địa tầng, điên cuồng tàn phá bừa bãi, cuồng dã nhấc lên, phát tiết lửa giận của mình. Năm tòa tế đàn đế cốt cùng số lượng lớn tế đàn thần cốt đều bạo phát uy lực và năng lượng cuồn cuộn, giống như thần linh đế quân chân thực, phát khởi vây bắt đối với thập bát dực cự mãng. Địa tầng bạo động, dung nham tuôn ra, thao thao bất tuyệt. Sông dung nham xung quanh toàn bộ đều lọt vào trùng kích, chấn động địa tầng minh mông. Ầm ầm. Thời điểm thập bát dực cự linh cùng tế đàn triển khai liều chết chém giết, xung quanh địa tầng bắt đầu lắc lư mãnh liệt, dẫn phát tuyệt thế địa chấn. Vết nứt kinh khủng bắt đầu lan tràn, nương theo sóng nhiệt cùng dung nham ngập trời, xâm nhập đại địa Tây Bộ. Ha ha, tâm tình có thể hiểu nha, chúng ta chờ một lát. Chu Thanh Thọ xấu hổ cười nói. Tê tê, Thiên Bảo lão tặc quan sát tuyệt thế tai nạn phía dưới, liên tiếp hít lấy từng ngụm khí lạnh, quá mạnh, thật sự là quá mạnh, coi như thần linh đều có thể bị nó trực tiếp chụp chết. Các ngươi theo sát nó, ta tràn tin tức ra. Đông Hoàng Lăng Tuyệt muốn để người ngoài biết. Là Thiên Bảo lão tặc xông vào bí cảnh thứ hai, sau khi lọt vào trấn áp liều chết phản kháng, đưa tới tai nạn như vậy. Cùng lúc đó, vực sâu tế đàn vô cùng dung chuyển rõ ràng truyền tới trong tổ từ năm đế tộc. Di Thất Thâm Uyên là căn mệnh tử của các đế tộc, là căn nguyên để bọn hắn tiếp tục phát triển cùng cường thịnh, tuyệt đối không cho phép nổi lên ngoài ý muốn. Đế tổ nhao nhao bừng tỉnh, tiếng gào thét tức giận vang vọng đế thành. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đám cường giả bí ẩn giáng lâm Thiên Nguyên tinh vực nửa năm trước kia. Một con hỗn độn cự bằng ẩn núp đến Thiên Võ tinh cầu bọn hắn, nửa năm qua bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang mật thiết chú ý, thậm chí phát đi kháng nghị đến Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Nhưng Đại Thiên Đế nơi đó cho ra đáp lại là, hỗn độn cự bằng chỉ là đến Thiên Võ tinh ở tạm, tu dưỡng chừng 10 năm sẽ rời khỏi, mà cam đoan tuyệt đối không loạn đụng bất kỳ vật gì ở nơi đó, càng sẽ không uy hiếp được bất cứ cường tộc nào. Bây giờ thế nào? Di Thất Thâm Uyên xảy ra chuyện gì? Ai có thể phá hư bọn hắn tế đàn? Nhất định là khi hỗn độn cự bằng kia phát hiện hỗn độn cự linh tồn tại, sau đó kìm nén không được mà muốn thôn phệ. Ngũ đại đế tổ nổi giận, mang theo đế uy ngập trời, từ bên trong đế thành riêng phần mình bay lên không, tế lên siêu cấp đế binh, đuổi giết Di Thất Thâm Uyên. Tam sinh đế thành. Thời điểm xảy ra chuyện, nơi này đang tiến hành đấu giá kịch liệt lần hai. Từng kiện bảo vật nguyên thủy quý giá được bày ra đến, để cường tộc trong xương phòng tranh nhau cạnh tranh. Những bảo vật này đều đến từ nguyên thủy thế giới, đều ẩn chứa năng lượng đặc biệt mà quý giá, thậm chí là uy lực sáng thế, cũng chính vì vậy, rất khó cho ra định giá chính xác. Đối với cần người mà nói, giá trên trời đều đáng, đối với thương hội mà nói, mang đi ra ngoài thêm chút lẫn lộn có thể bán được giá trên trời, đối với những thần tộc kia mà nói, hoàn toàn có thể làm chí bảo truyền thế. Các phương tranh đoạt vô cùng kịch liệt, mỗi kiện bảo bối xuất hiện đều có thể mang theo 7 phần xương phòng trở lên tham dự cạnh tranh. Ngay cả Khương Phàm đều muốn làm mấy món, mang về tẩm bổ cho thế giới của Dạ An Nhiên. Không phải là chúng ta nên rút lui trước rồi. Trong xương phòng Dực thần tộc, Dực Lâu hỏi đến thủ hộ giả. Bây giờ các phương đang kịch liệt cạnh tranh, kỳ thật bọn hắn có thể sớm rời khỏi, mang lên bọn hắn 600.000 Dực nhân nhanh chóng rời khỏi. Các phương tạm thời không thoát thân ra, bọn hắn có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Hộ giả thản nhiên liếc nhìn hắn. Gấp làm gì, chúng ta cạnh tranh công bằng công chính, quang minh chính đại rời khỏi, vì sao làm giống như là đào vong. Huống chi, ha ha, nhiều người mới náo nhiệt nha. Chương 3311 kinh hiện, ngũ hành tổ sơn. Dairon đang chủ trì bán đấu giá, cùng một ít đế tộc trong xương phòng, kỳ thật đều có lo lắng Dực thần tộc sẽ sớm rút lui. Hơn 600.000 dược nhân, nếu quả thật để bọn hắn mang đi, nhất định có thể cải thiện truyền thừa huyết mạch, hậu hoạn vô tận. Bọn hắn lo lắng cái tên điên thần bí kia sẽ rút lui, sau đó hai bên ở bên ngoài bí mật giao dịch, đều giao tổ thần cho dược thần tộc. Không nghĩ tới chính là, dược thần tộc cùng tên điên kia đều còn ở lại nơi này. Là không biết hội đấu giá có thể sớm rời sân. Hay là cố ý. Bất kể như thế nào, bọn hắn ở lại nơi này thì dễ làm hơn rất nhiều. Kiện chân bảo thứ 29, tổ thần Sơn Hà của thế giới hỗn độn, ngọn nguồn linh lực phát triển tự nhiên, tổ sơn thế giới ngũ hành thần cấp. Dairon phất tay,
Lưu Ly Bia sau lưng xuất hiện một ngọn núi lớn với ánh sáng ngũ sắc hùng vĩ. Thẳng tắp khỏe mạnh, phong cách cổ xưa tang thương. Nó tỏa ra cường quang chói lóa, sáng lạn như mặt trời, hiện ra thế bí cảnh giới diễn biến rung động, ngũ hành linh lực lao nhanh như thác nước, cuồn cuộn rơi xuống, khuấy động ra bốn phương tám hướng, như là giao hòa cùng đất trời rộng lớn. Ngũ hành tổ sơn, tuyệt đối là tam sinh đế tộc đã hủy thế giới thần cấp kia. Bảo vật như vậy vậy mà lấy ra đấu giá. Tất cả cường giả trong xương phòng đều đứng lên, ngũ hành tổ sơn, trình độ quý giá không cần nói cũng biết. Bất kể là ai đạt được, chôn ở phía dưới tổ địa, nhất định có thể tiếp tục cải thiện 10 vạn dặm xung quanh, thậm chí là hình dạng mặt đất mấy chục vạn dặm, không ngừng liên tục cung cấp năng lượng tự nhiên thao thao bất tuyệt. Dùng để tu luyện, công dụng là kỳ diệu vô tận. Lấy ra rèn đúc vũ khí, càng là có thể là siêu cấp thần khí. Nếu như dung hợp cùng tinh cầu này, còn có thể cải thiện năng lượng tinh cầu, tương đương với để hệ thống tự nhiên của tinh cầu được rót vào sức sống, đạt tới hiệu quả phản lão hoàn đồng. Thái thượng đế tộc, chí tôn đế tộc, đế hoàng tộc, thiên vu đế tộc các loại, toàn bộ kích động đứng ở bên cửa sổ. Bảo vật trước đó đã để cho người ta rất chấn phấn, không nghĩ tới cuối cùng còn có vui mừng lớn hơn. Tam sinh đế tộc muốn làm gì? Bảo vật như vậy lại lấy ra giao dịch. Đan thần rất bất ngờ, nhưng, tình thế bắt buộc. Bảo vật như vậy, không thể nghi ngờ là thích hợp với thái thượng đế tộc bọn hắn nhất. Có ngũ hành sơn, thổ địa đế tộc có thể được cải thiện hoàn mỹ, có ngũ hành sơn, bọn hắn có thể khai phách ra hơn mấy ngàn vạn dược viên thượng đẳng, có ngũ hành sơn, thậm chí bọn hắn có thể kích phát ra càng nhiều thể chất hỏa diễm, sinh ra gia luyện đan sư ưu tú hơn. Ngũ hành sơn, cái này được đấy. Khương Phàm cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tới còn có vui mừng. Bảo vật như vậy có thể sử dụng tinh thạch để cân nhắc giá trị sao? Hướng Vãn Tình khẽ nói. Ngũ hành tổ sơn, hiển nhiên đã vượt qua phạm trù tinh thạch có thể giao dịch, đối với bất cứ một thần tộc hay đế tộc nào mà nói, đây đều là chí bảo chấn tộc có thể ảnh hưởng đến kéo dài tộc đàn. Đám người Dairon nghị luận qua đi, cao giọng nói. Lần này bán ra ngũ hành sơn, là ngũ hành sơn hoàn chỉnh, tam sinh đế tộc có thể sử dụng danh dự xin thề, không có làm bất kỳ tay chân gì ở phía trên. Các vị hẳn là rõ ràng, thứ đầu nguyên thủy tuyệt thế hiếm thấy như thế này, 100.000 năm đều chưa hẳn có thể đụng tới một lần. Cho nên, xin cho phép tam sinh đế tộc, mở ra giá trên trời cho ngũ hành sơn, 20 triệu tinh thạch. Mỗi lần tăng giá, mấy triệu tinh thạch. Vừa nói ra lời này, trong tất cả xương phòng đều truyền ra tiếng hít một hơi. 20 triệu. Ba vị tổ thần vòng đầu tiên kia, toàn bộ xuống tới mới giao dịch hơn 20 triệu. Vòng thứ hai hơn 20 kiện bảo vật giao dịch, cao nhất tới 8 triệu tinh thạch. Một tổ sơn của thế giới thần cấp, bù đắp được ba vị tổ thần. Nhưng, bọn hắn chỉ là oán thầm, không có đưa ra dị nghị, dù sao ngũ hành tổ sơn cũng quá đặc thù, quá quý giá, hoàn toàn là không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Ta biết các ngươi đã không còn thừa bao nhiêu tinh thạch, cho nên ngũ hành tổ sơn cạnh tranh có thể dùng, hình thức ký sổ. Bây giờ cứ kêu giá. Sau đó mang theo đủ ngạch tinh thạch tới, một lần nữa giao dịch. Dairon đùa nghịch chút tâm tư. Nếu như cực hạn tại hiện trường, khẳng định là đập không ra, nhưng nếu như ký sổ, tất cả thần tộc cùng đế tộc chỉ cần hô số lượng là được, không có ước thúc, trong lúc bất chi bất giác là có thể xảo số đến giá trên trời thật sự. Vừa nói ra lời này, các phương quả nhiên táo động. Dairon nói, người cạnh tranh thành công, kỳ hạn trong vòng nửa năm giao nộp đủ tinh thạch. Tam sinh đế tộc còn có thể cam đoan, để cho đế tổ tự mình hộ tống, bảo đảm thuận lợi chuyển giao. Cạnh tranh, bây giờ bắt đầu. Không được sách danh hào của mình chèn ép lẫn nhau, chỉ cần kêu giá nghiên cứu. Nếu như ai có hành vi ám chỉ, lúc này hủy bỏ tư cách. Trong các xương phòng thoáng an tĩnh, sau đó. 21 triệu, 23 triệu, 25 triệu, 26 triệu. Chỉ mới vài phút ngắn ngủi. Giá cả đã trực tiếp tiêu thăng đến 30 triệu. Trên quảng trường phía ngoài, các cường giả vây xem trực tiếp sôi trào. Đừng nói 30 triệu, rất nhiều người 30.000 tinh thạch đều không có gặp qua. Trừ phi là siêu cấp thần tộc đập nồi bán sắt, đế tộc cổ lão hủy xương lấy máu, nếu không căn bản đụng không ra. 30 triệu nếu như còn sông đi lên, nhất định có thể đấu giá với tân thiên nguyên tinh vực. 33 triệu. Khi trong một xương phòng trực tiếp đưa giá cả từ 30 triệu để thêm 3 triệu, bầu không khí tại hội đấu giá thoáng hạ nhiệt. Đừng nói toàn bộ thần tộc an tĩnh, xem như mấy đế tộc cũng cau mày lên.
Ngũ hành tổ sơn xác thực quý giá, nhưng chung quy vẫn là ngũ hành nguyên thủy của một thế giới thần cấp. Chương 3312 cứu rỗi Dực thần tộc 1. 33 triệu, nói câu đại nghịch bất đạo mà nói, chỉ sợ cần bọn hắn móc đế cốt ngủ say trong tổ tử ra, còn phải đào 10 khối 8 khối, mới có thể hối đoái đi ra. 35 triệu. Khương Phàm ra hiệu Hàn Ngạo lên tiếng. Số lượng lớn người xem từ trong xương phòng nhô ra đến, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, đây là cái nào đế tộc? 36 triệu. Đan thần ra hiệu đệ tử Phượng Thuần Linh đuổi theo, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Cái giá này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi quyền hạn của hắn, lại cùng đi theo, chưa hẳn cao tầng nội bộ đế tộc có thể tiếp nhận. Dù sao nơi đó không chỉ có luyện đan sư bọn hắn, còn có luyện binh sư từ đầu đến cuối vẫn đang cạnh tranh với bọn họ. 37 triệu. Hàn Ngạo đuổi theo ngay sau đó, tiền, chuyện không đáng tính. Dairon nhắc nhở. Ta cần nhắc nhở các vị, giá cả không thể tùy tiện hô. Bất kể là ai đập xuống, đều cần lưu lại thần khí làm đảm bảo, nếu như trong vòng nửa năm không thể gom góp đủ tinh thạch, tất cả thần khí thuộc về tam sinh đế tộc ta, mà ngũ hành tổ sơn sẽ được đấu giá một lần nữa. 38 triệu. Hàn Ngạo trực tiếp dùng giá cả đáp lễ sự chất vấn của Dairon. Trong các xương phòng đều truyền ra tiếng hít một hơi, ngay cả chủ nhân đế quốc đều cau mày, giá tiền này có phải quá bất hợp lý rồi hay không? Lại quý giá thế nào, cũng không thể trở thành tới gần 40 triệu tinh thạch. 40 triệu. Đây quả thực là giá cả của đế binh. Lại nói, ai có thể trong thời gian ngắn kiếm ra số lượng tinh thạch như thế này? Vậy rốt cuộc là ai đang cạnh tranh? Sẽ không phải là tam sinh đế tộc tự mình làm cục, cố ý xào giá đi lên. Đến kỳ không có người nhận lấy, một lần nữa đấu giá, đến lúc đó tất cả đế tộc đều sẽ dựa theo cái giá tiền này làm tham khảo đến chuẩn bị tinh thạch, nhất định có thể đánh ra giá cao hơn. Đập sao? Phượng Thuần Linh lạnh cả má ngọc. Đây rốt cuộc là ai đang cùng bọn hắn đối nghịch? Đan Hoàng rất muốn, vô cùng muốn, nhưng, hắn không bỏ ra nổi nhiều tinh thạch như vậy. Bọn hắn vừa mới bỏ ra hơn 10 triệu tại hội đấu giá, đây đã là móc rỗng tinh thạch dự trữ của đế tộc, muốn gom góp 39 triệu. Chỉ có thể là khẩn cấp bán đan dược, bảo vật, tài sản đế tộc. Những phái hệ khác của đế tộc có thể đồng ý không? Nếu như không đồng ý, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền, không chỉ sẽ bồi lên một kiện thần khí, sẽ còn rước lấy thiên hạ cười nhạo. Tần Diễm nhìn lưu ly bia phía ngoài, hắn ngược lại là có hứng thú. Hắn là do đại địa mẫu đỉnh hóa thân, nếu như đạt được ngũ hành tổ sơn, nhất định có thể tầm bổ mẫu thân đỉnh, kích phát tiềm lực, nói không chừng có thể phát sinh biến chất. Nhưng, hắn nhìn về xương phòng kêu giá, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bộ phân thân kia đang giao dịch. Nếu như ra giá cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến hiểu lầm. Huống chi, coi như hắn bán toàn Dực thần tộc, cũng đụng không ra nhiều tinh thạch như vậy được. 38 triệu lần 1, 38 triệu lần 2. Còn có giá cao hơn không? 38 triệu, lần 3. Thành giao. Dairon nhìn về chỗ xương phòng Khương Phàm. Ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Đám người này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ trên thân còn mang theo càng nhiều đế cốt? Nhưng muốn gom góp 38 triệu, chỉ sợ cần 10 khối trở lên. Đám gia hỏa kia là rút mộ tổ tinh cầu đế cấp ở đâu sao? Chúng ta làm sao đụng? Hàn Ngạo thở phào, 38 triệu a, Khương Phàm thật là cam lòng dùng tiền cho nữ tử. Đụng cái gì? Khương Phàm hỏi lại. Đụng tinh thạch. Ai nói chúng ta muốn đưa tiền? Không phải chúng ta đập xuống tới rồi sao? Đập xuống thì phải giao tinh thạch sao? Khương Phàm nhún nhún vai, tặc điểu đang trên vai hắn lung lay mấy lần. Hàn Ngạo cứ vậy mà há mồm, đã hiểu. Hướng Vãn Tình lắc đầu, Hàn Ngạo vẫn quá nghiêm chỉnh ngay ngắn, bọn hắn cũng không phải tới đấu giá thật, bọn hắn là đến gây chuyện. Chỉ cần đặt ngũ hành tổ sơn tại nơi đó trước tiên, đã có thể ở trong chiến tranh hỗn loạn sau đó. Thuận lợi rời đi. Hội đấu giá lần này, một kiện cuối cùng, vận mệnh. Tam sinh thạch, nghịch thiên cải mệnh. Dairon cao giọng hô to, không cần giải thích quá nhiều, tất cả mọi người ở đây đã hiểu ý tứ của những lời này. Trừ chủ nhân đế quốc Sở Thiên Hùng sớm nhận được tin tức ra, tất cả xương phòng đều lâm vào an tĩnh. Tam sinh đế tộc mạnh nhất được thiên võ tinh công nhận, căn nguyên của nó ở chỗ bọn hắn khống chế tuyệt thế đế binh tam sinh thạch. Đó là đế binh đầu tiên của Thiên Võ Tinh, hoàn vị 5 vị trí đầu trên bảng đế binh Thiên Nguyên Tinh. Ở trong đó ẩn chứa lực lượng, kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh.
Bởi vì quá khủng bố, tiêu hao rất nhiều, tam sinh đế tộc sẽ không tùy tiện vận dụng, thường thường đều là số lượng thần linh hậu thế không đủ, hoặc là thời điểm muốn tiếp tục có đế quân mới có thể dùng. Từ xưa đến nay, tam sinh thạch đều là mệnh căn tử của tam sinh đế tộc, sẽ không tùy tiện viết xuống tên ngoại tộc. Vậy mà hôm nay lại lấy ra công khai đấu giá. Có thể không chút khách khí khi nói, chỉ cần có thể có tên ở phía trên, kiếp sau ngươi là tầm thường hay là thiên tài, là thánh linh hay là thần linh, liền toàn do tam sinh đế tộc định đoạt. Đại biểu đế tộc đều trầm mặc, mặc dù nghe rất mê người, nhưng cảm giác giao vận mệnh vào trong tay người khác như thế này, thật sự là không thoải mái. Có trời mới biết tam sinh thạch có năng lực khống chế ý thức hay không, đến lúc đó chẳng phải là sẽ biến thành con rối của tam sinh đế tộc. Nhưng những thần tộc kia đúng là nghĩ như vậy, bọn hắn bồi dưỡng thần linh quá khó, làm không tốt ngày nào đó bị diệt trừ đứt gãy, thần tộc sẽ phải đứng trước nguy cơ sinh tử. Nếu như có thể bảo đảm tiếp xuống sinh ra thần linh, liền có thể kéo dài thế lực truyền thừa, càng có thể bằng vào thần linh kia tranh thủ càng nhiều lợi ích, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Nhất là những thương hội kia. Bọn hắn không thiếu tiền. Bọn hắn thật không thiếu tiền. Chương 3313 cứu rỗi Dực thần tộc 2. Nếu như có thể để cho kiếp sau mình làm hội trưởng, may mắn cường đại, thậm chí có thể trở thành thần linh, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cho nên, sau khi yên lặng ngắn ngủi, hội đấu giá nhanh chóng bạo động. Dairon nói, giá khởi đầu, 2 triệu tinh thạch, mỗi lần tăng giá 100 ngàn. 2 triệu, 2 triệu 200, 2 triệu 500. Giá cả một đường căng vọt, từ giá bắt đầu 2 triệu bão tố đến 5 triệu. Giá tiền này đều nhanh bù đắp được tổ thần trước đó. Một cái kiếp sau cùng vận mệnh hư vô mờ mịt, có thể mang theo cạnh tranh điên cuồng như vậy, ngay cả những đế tộc kia đều ngoài ý muốn. Tuy nhiên, lực chú ý của đế tộc đều bỏ vào trên thân Dực thần tộc cùng tên điên trước đó kia. Lập tức muốn đi qua giao tiền sách bảo vật. Không biết nơi đó sẽ phát sinh dạng biến cố gì. Hội đấu giá, kết thúc trọn vẹn. Theo tiếng tuyên cáo cao giọng của Dairon, hội đấu giá oanh động nửa năm rốt cuộc cũng kết thúc. Bầu không khí trong sương phòng thoáng khẩn trương, bầu không khí phía ngoài lại sôi trào. Bất luận là đấu giá Dực nhân trước mặt, hay là linh bảo phía sau, đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mấy lần cạnh tranh giá trên trời, càng là mở ra kỷ lục mới. Bọn hắn cũng coi như là chứng kiến lịch sử. Tuy nhiên, mọi người đều không có vội vã rời khỏi, đều dừng lại ở bên ngoài thương hội, chờ đợi sự kiện càng đặc sắc kết quả của Dực thần tộc. Tam sinh đế tộc quay chụp sàn đấu giá đế cung, có cái cùng loại với nơi ủng thành. Mấy triệu Dực nhân toàn bộ tạm giam ở chỗ này. Mặc dù bọn hắn đều bị tỉ mỉ điều trị qua, nhưng đều bị tách ra linh lực, vô cùng suy yếu. Hai vị thần linh tam sinh đế tộc, mang theo số lượng lớn cường giả đế tộc, cầm tam xoa kích trong tay, trấn thủ nơi đây. Kim Như Ngọc, Kim Minh mệt mỏi, còn có Lam Nguyệt thần tôn và các cường giả khác đều đã chờ ở chỗ này, bọn hắn sớm đập Dực nhân nhét vào chiến thuyền không gian. Khi hội đấu giá kết thúc, những người đấu giá lần lượt lúc đến nơi này, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Tình huống bình thường, Dairon cần che giấu thân phận các phương, phân biệt tiến hành bí mật trao đổi, để tránh bại lộ thân phận người đấu giá, nhưng Khương Phàm, Dực thần tộc không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi đến nơi này, đại biểu cường tộc khác cũng không tiếp tục ẩn giấu, đều đi theo đi đến quảng trường. Ta, Dực Lâu, thần tôn đầu tiên của Dực thần tộc đương thế tại Thiên Nguyên tinh vực. Ta và các mặc dù ngươi không thuộc về cùng một hành tinh, nhưng lại có huyết mạch, đều thuộc về Dực nhân. Dực Lâu nhìn lít nha lít nhít quần thể Dực nhân, cảm xúc cuồn cuộn, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Còn lại hơn 900.000 Dực nhân lần lượt ngẩng đầu, nhìn về lão giả huy động cánh chim màu vàng, nhưng ánh mắt bọn hắn lại lạnh nhạt, có kẻ còn mang theo một chút trống rỗng. Gia viên gặp kiếp nạn, lang thang nơi thâm không, thời khắc này bị cầm tù, để bọn hắn đối với cái tinh cầu xa lạ này, đối với cái nơi xa lạ này, đối với những sinh linh xa lạ này, đều tràn đầy cảnh giác cùng thù hận. Dực Lâu cao giọng nói, nơi này rất nhiều Dực nhân tổ tiên giống như các ngươi, đều là đến từ những tinh vực khác. Dực nhân ở chỗ này chịu đủ nô dịch, nhận lấy khuất nhục, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đứng lên, thành lập Dực thần tộc, bây giờ là thần tộc đầu tiên của Thiên Mạch Tinh. Những năm gần đây, chúng ta từ đầu đến cuối vẫn đang chống lại các cường tộc khác, tận sức tại cải thiện địa vị cùng đãi ngộ của Dực nhân. Sau khi biết được tin tức của các ngươi, chúng ta đã chạy tới nơi này trước tiên. Lấy hết cố gắng lớn nhất của chúng ta, tìm được đồng bạn đáng tin cậy,
tranh thủ đến danh sách nhất định từ trong tay Tam Sinh đế tộc. Rốt cuộc mấy triệu dực nhân giống như băng điêu cũng có chút thể hiện sơ qua. Ba vị tổ thần trước mặt, cũng ngẩng đầu nhìn về phía dực lâu. Chúng ta mua, 64 vạn danh sách. Vừa nói ra lời này, yên lặng bầu không khí rốt cuộc cũng bạo động, đáy mắt số lượng lớn dực nhân xuất hiện tia sáng rực. Nhất là ba vị tổ thần trước mặt, bị cánh chim cưỡng ép mở ra đều chậm rãi kéo căng. 64 vạn người. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng đã là vượt qua một nửa tộc nhân. So với mấy thế lực xa lạ còn lại bên kia, cái thế lực tự xưng dực thần tộc này ít nhất là đồng loại. Rất xin lỗi, vô cùng thật có lỗi. Chúng ta thật sự đã lấy hết cố gắng lớn nhất, chúng ta chỉ có thể mang đi 64 vạn dực nhân. Còn sót lại, các ngươi sẽ bị cường tộc khác mang đi. Có chút là đi đến thương hội, có chút là tiến vào thần tộc cùng đế tộc. Nhưng, ta cam đoan với tất cả mọi người, chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ không tiếc cái giá, đều tìm các ngươi trở về. Mặc kệ các ngươi đến nơi đó tiếp nhận bao nhiêu đau đớn cùng tra tấn, xin hãy ngàn vạn lần nhớ kỹ, sống sót. Phải sống sót. Chúng ta, nhất định sẽ tìm được các ngươi, nhất định có thể mang các ngươi về nhà. Dực lâu nói, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt mông lung, thậm chí đối với các dực nhân trước mặt, xoay người thật sâu, biểu đạt áy náy chân thành nhất. Bọn hắn là tới cứu người, lại chỉ có thể cứu vớt một bộ phận. Đối với bộ phận được cứu mà nói, là may mắn, nhưng đối với còn lại là tàn nhẫn. Biểu hiện của dực lâu, để xúc động mấy triệu dực nhân băng phong trái tim. Lúc này, Kim Như Ngọc đi đến trước mặt Khương Phàm, kim quang lượn lờ, nổi bật dung nhan tuyệt mỹ, tôn quý cao ngạo, khuynh quốc khuynh thành của nàng. Người tàn sát huyết nguyệt thần tôn, nhục nhã thống lĩnh Kim Nguyệt đế tộc ta, đã là kẻ thù của Kim Nguyệt đế tộc. Chúng ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, đưa ngươi vào chỗ chết. Người thân bằng hữu của ngươi, cũng khó trốn khỏi vận mệnh. Nếu như ngươi hối hận, nguyện ý điều giải, ngươi giao ba vị tổ thần cho ta. Ta có thể dùng danh dự của ta đảm bảo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đáy mắt Kim Minh lóe ra sát ý khắc cốt. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như ngươi tiếp nhận, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như từ bỏ, đế tộc sẽ chính thức bắt đầu săn giết ngươi. Chương 3314 không thể tha thứ. Khương Phàm lắc đầu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Ta có từng có nửa điểm e sợ đế tộc các ngươi. Kim Như Ngọc nói, ngươi đến từ vũ trụ, có lẽ có ít thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, thiên nguyên tinh vực đi theo ngươi qua tất cả tinh cầu cũng khác nhau. Để bảo đảm địa vị tất cả đế tộc tại thiên nguyên tinh vực không nhận khiêu khích, bất kỳ kẻ ngoại lai nào một khi trêu chọc một đế tộc, sẽ đứng trước tất cả đế tộc liên hợp vây bắt. Là tất cả tinh cầu bên trên 6 tinh vực. Các ngươi đừng nói là mấy thần linh, liền xem như mấy đại đế, cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi. Vậy chúng ta chờ xem. Ha ha, ngươi xác thực rất phách lối. Đó là tự nhiên, sống đến lớn như vậy, eo này của ta cho tới bây giờ cũng không có cong qua. Khương Phàm cố ý xuyên qua giữa Kim Minh cùng Kim Như Ngọc, đi đến chỗ dực nhân tộc trước mặt. Vị bằng hữu này, không phải thiên nguyên tinh vực. Thái thượng đế tộc đan thần ngăn cản bọn hắn, mỉm cười, tự giới thiệu mình. Ta đến từ thái thượng đế tộc của thiên mạch tinh, thần cấp luyện đan sư. Là lãnh tụ luyện đan sư đế tộc đương thời. Thần cấp luyện đan sư. Khương Phàm ra vẻ kinh ngạc đánh giá đan thần, thuận tiện quét mắt nhìn nữ tử thanh lý tuyệt tục, ưu nhã quý khí bên cạnh hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ba vị tổ thần kia, hẳn là bị ngươi đập xuống rồi. Chính là ta, ngươi có hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể ra giá. Mặc kệ là tinh thạch, hay là đan dược, tùy ngươi mở. Khi đan thần đang nói chuyện, bên trong lại toát ra vẻ kiêu ngạo thản nhiên. Phượng Thuần Linh càng là không tự chủ mà dương đầu lên, đưa mắt nhìn khắp tất cả tinh cầu toàn bộ tinh vực, ai có thể để sư tôn của nàng nói ra câu, tùy tiện ra điều kiện thật đúng là không có mấy kẻ. Chỉ một cái thái độ lần này, người này đầy đủ kiêu ngạo. Ha ha, không nguyện ý. Khương Phàm sượt qua người hắn, đi tới trước mặt dực nhân tộc. Đan thần có chút sửng sốt một chút, từ chối. Cứ từ chối lưu loát như vậy. Thế nhưng hắn là đan thần, lãnh tụ đan sư của thái thượng đế tộc, cho tới bây giờ đều là người khác khẩn cầu hắn, bất luận là ai nhìn thấy đều phải khách khí, đây là lần đầu tiên bị trực tiếp từ chối. Phượng Thuần Linh nhìn nam tử đi qua, thầm nghĩ đây là đồ đần sao. Ngươi có thể muốn thần đan cơ mà,
Ngươi biết cái gì là thần đan không? Ngươi gặp qua thần đan chưa? Không biết tốt xấu. Rất nhiều đại biểu cường tộc cũng hơi nhíu mày. Đây chính là cơ hội thật tốt để kết giao với đan thần, vậy mà lại lãng phí. Không, đây không phải lãng phí, đây là đắc tội. Ba vị tổ thần, hân hạnh. Khương Phàm đi tới phía trước Dực nhân tộc, nhìn ba vị tổ thần cố gắng kiêu ngạo, cao giọng nói. Là ta dùng hơn 20 triệu tinh thạch đập xuống các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi thuộc về ta. Ta chính là chủ nhân của các ngươi, ta chính là trời của các ngươi. Ta bảo các ngươi làm cái gì, các ngươi phải làm cái đó, nếu không. Khương Phàm ha ha cười nói, từ trong tay Dairon nhận lấy xiềng xích giam cầm ba vị tổ thần. Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt, đều chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra ý lạnh thấu xương. Khương Phàm nhìn về phía Dairon. Ta nói như vậy không sai chứ. Bọn hắn là tài sản của ta, là nô lệ của ta, ta muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Dairon nhìn nữ tử bên cạnh Khương Phàm sau khi giao ra toàn bộ tinh thạch, gật đầu nói. Ta lấy danh nghĩa chủ nhân trước của bọn hắn tuyên bố, bọn hắn là của ngươi. Bên trong phạm vi thiên nguyên tinh vực này, ta chính là chủ nhân của bọn hắn, ta có thể tùy ý tuyên án vận mệnh của bọn hắn. Không sai, bọn hắn thuộc về ngươi, phần quyền sở hữu này nhận đế tộc bảo hộ. Tốt! Khương Phàm hô to một tiếng, bẻ bẻ cổ, lộ ra nụ cười quái dị đối với ba vị tổ thần. Vân Liên nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm, vẻ mặt lạnh lẽo, không có chút khuất phục nào. Nhưng, bi thương cuồn cuộn trong lòng lại khó mà áp chế. Người này tuyệt đối không phải người lương thiện, bỏ giá trên trời đập xuống ba vị tổ thần bọn hắn, chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn, thuần hóa, cho đến khi bọn hắn thuận theo giống như nô lệ. Nghĩ đến số mạng sắp đến, nàng đột nhiên có chút hoảng hốt, nếu như chiến tử ở nhà vườn, có phải là lựa chọn tốt nhất hay không? Vân Hoa cùng Vân Tuyệt đều mặt đầy sát ý, muốn thuần phục chúng ta. Nằm mơ, nhìn xem ai có thể kháng cự đến cuối cùng. Ta lấy danh nghĩa chủ nhân của các ngươi tuyên bố. Khương Phàm mở ra hai tay, ánh mắt vừa đi vừa về dao động tại trên thân ba vị tổ thần, đột nhiên cười một tiếng. Các ngươi tự do. Cái gì? Vân Liên và hai người kia khẽ nhíu mày, đều cho là mình nghe lầm. Các tộc khác toàn bộ đều bất chợt có phản ứng, có ý gì? Hơn 20 triệu tinh thạch mua xuống, dùng đều vô dụng, cũng không đụng tới, trực tiếp thả. Đây chính là ba vị tổ thần cơ mà. Ánh mắt của bọn người kim như ngọc hơi rung nhẹ. Sau đó đồng loạt chuyển hướng Dực thần tộc. Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên, Dực Cầm Đường và các dực nhân của Dực thần tộc nhao nhao hít một hơi, đầu cũng không khỏi hất lên cao cao. Mặc dù đã làm giao dịch trong âm thầm, nhưng không nghĩ tới người này lại sảng khoái như vậy, nếu như đã trực tiếp, liền tuyên bố ngay tại chỗ. Ba vị tổ thần của thế giới nguyên thủy. Sốt cuộc cũng, muốn gia nhập Dực thần tộc bọn hắn. Khương Phàm nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là nô lệ của bất cứ người nào, các ngươi hoàn toàn tự do. Bọn người Vân Liên lắc lư ánh mắt, vẫn khó có thể tin. Tự do. Bọn hắn, tự do. Vài chục năm lang bạt kỳ hồ, vài chục năm khuất nhục đau đớn, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng... trong lúc bất chợt, tự do. Không chỉ có bọn hắn khó có thể tin, mấy chục vạn dực nhân ở phía sau đều trừng to mắt, không thể tin được trước đặc xá bất thình lình. Chương 3315 chiến huyết sôi trào 1. Khương Phàm vung tay chấn vỡ xiềng xích, nháy mắt một cái, cười nói. Nhiều cường tộc chứng kiến như vậy, tự do của các ngươi không có bất kỳ người nào lại chất vấn. Vân Liên kinh ngạc nhìn, tiểu nam tử, trước mặt, kiêu ngạo cùng uy nghiêm cứ như là sụp đổ trong nháy mắt, trong hốc mắt đều lắc lư ra chút óng ánh. Vân Hoa cùng Vân Tuyệt nhìn nam tử xa lạ trước mặt thật sâu, tôn làm bọn hắn tổ thần thế giới. Vậy mà cảm giác trái tim bị cái gì đó nắm lấy, yết hầu nhấp nhô, một chút nghẹn ngào. Dực Lâu nói, đối với những gì các ngươi gặp phải, chúng ta rất đồng tình, nhưng chuyện đã xảy ra, điều chúng ta có thể làm chính là nhìn về phía trước, đi về phía trước. Ta đại biểu Dực thần tộc, chân thành mời các ngươi gia nhập Dực thần tộc, cùng nhau là dực nhân tại thiên nguyên tinh vực. Đương nhiên, 64 vạn dực nhân vừa rồi kia, cũng là tự do, từ nay về sau đều là người một nhà. Thân phận hoàn toàn bình đẳng. Hỗn đản! Tiếng gầm lên giận dữ, vang vọng trên quảng trường. Kim Minh tức giận không kiềm chế được, cảm xúc dưới sự kích động, phát tác thương thế, một ngụm máu tươi phun ra tới. Bọn người Kim như ngọc đầy mặt nộ khí, khí tức sát phạt chảy xuôi.
tình huống lại biết rõ rành rành. Hai phe này là liên quan hợp tác. Bọn hắn đã sớm làm xong giao dịch. Trước đó rời khỏi không nói trước là cố ý, giờ phút này lại làm tuyên bố, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn, càng là trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích đối với Kim Nguyệt tộc bọn hắn. Sắc mặt tất cả cường tộc đều rất khó coi, mặc dù suy đoán hai bên có khả năng hợp tác, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn lại đã sớm bí mật ký kết hiệp nghị. Ba vị tổ thần, thuộc về Dực thần tộc. Dực thần tộc trong lúc bất chợt có được 6 tôn thần linh. Lại phối hợp với 2 triệu tộc nhân, không, bây giờ cũng đã nhanh 3 triệu. Còn có 72 pho tượng thập dực kia. Dực thần tộc đơn giản đã nhảy lên trở thành thần tộc đầu tiên của Thiên Nguyên tinh vực. Thậm chí có hy vọng trùng kích đế tộc. Không thể tha thứ. Không thể nào chấp nhận. Đại biểu tộc mạnh tới đâu thì trong ánh mắt đều toát ra địch ý. Thậm chí có người nói thẳng. Dực thần tộc ơi dực thần tộc, các người đây là tự tìm đường chết mà. Hộ giả ha ha cười lạnh. Đều thất thần làm gì? Ai đập dực nhân, tranh thủ thời gian giao tiền ra, để bọn hắn phơi ở nơi đó nhiều không tốt. Một đại biểu thần tộc hừ một tiếng, đi đến phía trước, ra hiệu thị vệ giao tinh thạch, đưa tay chỉ nhóm thứ hai hàng thứ ba, đó là 10 vị thánh vương, hắn bỏ ra 2.100.000 tinh thạch. Hộ giả giơ lên cuống họng, cao giọng nói. Dực diễn, thất thần làm gì? Dực nhân đập xuống người cùng thế lực sau lưng hắn, đều nhớ rõ ràng cho ta. Sau này chúng ta còn muốn đi diệt tộc đây. A, à, trong lòng Dực diễn run lên, đó là thần tộc của thiên linh tinh cầu, U Hồn Điện. Một thần tộc cổ lão mà tà ác. U Hồn Điện Thánh Hoàng bỗng nhiên quay người, một vòng ánh sáng màu xanh lục hiện lên tại đáy mắt hắn. Hộ giả lộ ác tướng, nhe răng nhếch miệng. Trừng tổ tông ngươi, lại trừng ta đào hai tròng mắt của ngươi. Thánh Hoàng gầm thét. Dực thần tộc, các ngươi tìm giúp đỡ từ chỗ nào? Đầu rót nước sao, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám ra khỏi cửa đế thành, ta dám phá hủy ngươi. Hộ giả đột nhiên triển khai hai tay, mặt hướng tất cả đại biểu cường tộc lớn tiếng gào thét. Đều nghe rõ ràng cho lão tử ta, trước đó Dực thần tộc chiêu cáo thiên hạ mà nói, chính là lão tử địch. Các ngươi có chút lỗ tai nhét lông chó, không có nghe rõ, có chút tuổi tác đã cao, trí nhớ suy yếu, có chút không biết sống chết, làm bộ không nghe thấy. Hôm nay ta lại nói một lần nữa cho các ngươi, vỉnh tai, trừng to mắt, nghe đây. Mấy triệu dực nhân của tam sinh đế tộc, dực thần tộc chắc chắn phải có được. Ai ở trên hội đấu giá cạnh tranh qua, vĩnh thế là địch, không chết không thôi. Ai dám ra tay đối với chúng ta, trắng trợn cướp đoạt dực nhân chúng ta đập xuống. Ha ha, lão tử huyết đồ toàn tộc hắn, một tên cũng không để lại. Sắc mặt tất cả cường tộc trở nên cực kỳ khó coi. Mẫu thân nó. Đây là tên ngu xuẩn nào? Kêu gào ngay trước mặt tất cả thần tộc cùng đế tộc. Đây là khiêu khích, hay là gây tai họa cho Dực thần tộc? Chỉ bằng vài câu nhục mạ cùng uy hiếp vừa rồi kia, bọn hắn đã có thể quần công, triệt để đạp diệt Dực thần tộc. Ha ha, ta không chỉ có đập, ta còn muốn ăn bọn hắn. Giao tiền cho ta, lĩnh người. Chí tôn yêu tộc, xích dương thú mãnh liệt đong đưa 9 cái đầu, hung uy chí dương chí phách tràn ngập quảng trường. Dực diễn. Nhớ kỹ con chim dị dạng kia cho ta. Trong vòng một tháng, lão tử sẽ dựng nồi nấu hắn. Cơ thể mang đi nấu canh, 9 cái đầu dùng lửa đốt, dùng một thân kia của hắn châm lửa đốt lông. Hộ giả hét lớn đến rung trời, tóc dài như lôi đình loạn võ, ngạo nghễ gào thét, không thua gì tuyên ngôn chiến tranh, chấn động đến vô số cường giả hít vào từng ngụm khí lạnh. Những lão bản kia đang không kịp chờ đợi muốn giao tiền cho người của thương hội đều theo bản năng lui lại mấy bước. Đây là tên điên từ đâu xuất hiện, không chỉ có dám hò hét với thần tộc, còn dám rằng co với đế tộc thiên tổ tinh. Ha ha, ha ha, ha ha ha, không chỉ đồ sống chết, hôm nay ta có thể quẳng xuống nói cho ngươi, từ nay về sau, dực nhân trên tất cả tinh cầu tại thiên nguyên tinh vực, đều sẽ là con mồi của chí tôn đế tộc chúng ta. Gặp một tên, giết một tên, gặp một tên, ăn một tên. Chí tôn yêu tộc, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Coi như người chủ nhân sau lưng kia của ngươi tới, nhìn thấy lão tử đều sẽ phải run rẩy, các ngươi. Tính là cái dám gì? Hôm nay cứ thế quyết định như vậy, nếu như chí tôn yêu tộc các ngươi nhìn thấy dực thần tộc không ăn, lột bụng của các ngươi nhét vào. Hộ giả bạo ngược gào thét để toàn trường rung động, lại làm cho cường giả chí tôn đế tộc, đế hoàng tộc, thái thượng đế tộc trong nháy mắt có phản ứng. Chương 3316 chiến huyết sôi trào 2.
Có ý gì? Chủ tử phía sau. Sao hắn lại biết chuyện này? Khương Phàm ngưng tụ đồng mâu, nhìn chằm chằm nam tử với gương mặt dữ tợn kia. Chủ tử sau lưng Chí Tôn đế tộc, là Thương Thiên. Vậy mà cái tên phân thân thần bí này lại không sợ Thương Thiên. Nào chỉ là không sợ, còn giống như có chút thù hận. Hướng Vãn Tình cùng Hàn Ngạo trao đổi ánh mắt, một màn này có chút ngoài ý muốn. Hộ giả đưa tay, chỉ phía xa toàn trường. Các ngươi bỏ ra tinh thạch, đập xuống nô lệ, bọn hắn thuộc về các ngươi. Lão tử không đoạt, nhưng thù này, xem như đã kết. Dực thần tộc sợ đầu sợ đuôi nhiều năm như vậy, lão tử đã sớm chịu đủ, lần này. Thừa dịp mấy triệu dực nhân nguyên thủy trở về, lão tử nhất định phải để bọn hắn làm đến đế tộc. Mẫu thân nó ai dám không phục, lão tử đánh tới khi hắn phục. Giết tới khi hắn phục. Hiểu chưa, lỗ tai nhét lông chó, lão già si ngốc, giả vờ ngây ngốc, đều nghe rõ chưa? Nói chuyện đi. Hộ giả hét lớn, không gian đều nổi lên gợn sóng, đại địa càng là oanh minh. Sắc mặt tất cả đại biểu cường tộc đều trở nên cực kỳ âm trầm, không sai, đây đúng là người điên, tên điên từ đầu đến đuôi. Chỉ bằng thái độ của hắn bây giờ, dực thần tộc đã cách hủy diệt không xa. Dực lâu và dực thần tộc toàn thân khô nóng, kích động phấn chấn. Đế tộc, lần này hộ giả muốn trợ giúp bọn hắn trùng kích đế tộc sao? Trước đó xác thực không có bao nhiêu hy vọng, nhưng hiện tại bọn hắn đã đạt được 3 vị tổ thần, số lượng lớn dực nhân, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Càng quan trọng hơn là thái độ của hộ giả. Đủ rồi. Dairon đột nhiên hét lớn, phía trước là giá trường hội đấu, phía sau chính là đế cung của bọn hắn, há có thể để nơi này phát sinh bạo loạn. Nếu như quấy rầy đế tổ, hắn khó thoát khỏi trừng trị. Hộ giả lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chỉ Dairon. Ngươi mới là kẻ cầm đầu, ngươi trốn không thoát, ngươi dám uy hiếp tam sinh đế tộc. Mẫu thân nó ngươi ngu xuẩn sao? Ta không phải đang uy hiếp sao, còn hỏi ta có dám hay không? Dực Diễn, đứng ở phía trước cho ta, tất cả dực nhân mua xuống. Nhớ rõ ràng. Được. Dực Diễn sải bước về phía trước, đôi mắt đảo qua các đại biểu tất cả cường tộc cùng thương hội. Giờ khắc này, hắn lại sinh ra hào tình vạn trượng, không sợ thần tộc cùng đế tộc. Đập xuống, toàn bộ mang đi. Đế tộc thứ ba của Thiên Võ Đại Lục, Thiên Vũ Đế Tộc, Thiên Tuyền Đế Tộc của Thiên Tuyền Đại Lục. Loạn thế đế tộc của Thiên Mộ Đại Lục, nhào nhào bước về phía trước, dùng hành động thực tế tỏ thái độ của mình. Huống chi dưới loại cục diện này, bọn hắn đều muốn biểu hiện ra tinh thần đoàn kết của Thiên Võ Tinh Cầu. Tất cả thần tộc lần lượt ra tay, cũng không chút khách khí giao ra tinh thạch, mang nô lệ bọn hắn mua đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, dực thần tộc khiêu chiến bọn hắn, đồ sát bọn hắn như thế nào. Dực Diễn múa bút thành văn, dần dần viết xuống tên của bọn hắn. Duy chỉ có các đại biểu những thương hội kia tiến thoái lưỡng nan. Cục diện này huyên náo quá hung, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chuyện giao dịch nô lệ bình thường là không thể bình thường hơn được, kẻ nào đã gặp được tình huống như vậy. Không dám muốn rồi, chuyển cho chúng ta. Kim Như Ngọc cố ý cao giọng nói. Ta có thể cho các người đánh phiếu nợ, trong vòng một năm, chắc chắn dâng lên đủ. Cộng thêm, 10% tạ ơn. Như vậy rất tốt. Các đại biểu thương hội nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn không muốn chuyến vũng nước đục này. Kim Như Ngọc khiêu khích nhìn về hướng dực thần tộc, cái này trong tay hơn 30 thương hội nắm mười mấy vạn dực nhân. Hộ giả cười gằn nói. Ngươi dám ra khỏi thành, ta liền dám giết chết ngươi. Dực nhân ngươi lấy được, toàn bộ thuộc về ta, tin hay không? Kim Như Ngọc cười lạnh đáp lễ. Tên điên không biết từ đâu xuất hiện, tự cho là rất phách lối, kỳ thật chính là thằng ngu. Hộ giả bẻ bẻ cổ, hoạt động bả vai. Đánh cược, ta không đánh chết ngươi, đầu ta cho ngươi làm cái bô, ta giết chết ngươi, ta lấy đầu ngươi làm cái bô, mỗi ngày ban đêm nhìn nước tiểu trong miệng ngươi. Ngươi muốn chết? Kim Như Ngọc giận tím mặt, nhưng không đợi giận dữ mắng mỏ, đế cung phía sau đột nhiên bạo phát ra cường quang ngập trời, rọi khắp đế cung, chiếu rọi đế thành rộng lớn, nương theo cuồng phong gào thét cùng đế uy mênh mông. Khuấy động bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh bên trong đế thành. Số lượng lớn dân chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Dairon, Kim Như Ngọc và các cường giả phía ngoài đế cung nhao nhao kinh sợ lui lại mấy bước, hãi nhiên nhìn sâu trong đế cung. Đế tổ của tam sinh đế tộc, tỉnh. Chẳng lẽ là do bọn hắn gây gổ, chọc giận vị đế tổ đầu tiên của Thiên Võ Tinh này sao? Toàn tộc cảnh giới, phong bế đế thành. Lập tức hành động. Không được sai sót.
Đế tổ tam sinh đế tộc đạp không bay lên trời, đế uy kinh khủng giống như đại dương mênh mông, tràn ngập đất trời, cuồn cuộn lao nhanh, để ngàn vạn sinh linh trong ngoài đế thành hồi hộp. Toàn thân hắn tỏa ra cường quang chói mắt, như mặt trời mọc lên ở phương đông, rọi khắp thế gian, xua tan hắc ám. Mặt hắn giận dữ, sát ý cuồn cuộn, một tiếng gào rít, tế lên đế binh tam sinh thạch, đuổi giết Di Thất Thâm Uyên. Xảy ra chuyện gì? Dairon hồi hộp bất an, nhìn qua phương hướng đế tổ rời khỏi, hoàn toàn không rõ tình huống. Không phải bọn hắn đánh thức đế tổ. Đế tổ đây là đi đâu? Giống như rất tức giận. Tam sinh bí thuật của hắn đều xuất hiện chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ là tam sinh thạch? Đế tổ đều mang đi đế binh chấn tộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt bọn người kim như ngọc đều nghiêm trọng, chuyện gì có thể chọc giận tam sinh đế tổ? Vị lão tổ tông này đều ngủ say 30.000 năm rồi. Trên mặt Khương Phàm lộ ra tươi cười quái dị, nhất định là Di Thất Thâm Uyên sụp đổ, hỗn độn cự linh nơi đó thoát khốn. Hộ vệ giả quay đầu nhìn về phía Khương Phàm nơi này. Chẳng lẽ là hắn, bố trí của hắn bắt đầu phát động rồi. Chuyện gì có thể chọc giận đế tổ cao ngạo? Chương 3317 chiến huyết sôi trào 3. Khương Phàm nháy mắt mấy cái, xem như đáp lại. Trò hay bắt đầu, tới phiên ngươi. Hộ vệ giả không rõ tình huống, nhưng không trở ngại hắn hành động. Còn chờ cái gì? Khương Phàm nhún vai, ra hiệu tặc điểu trên vai. Còn không có loạn quá đâu. Tặc điểu nhìn như lười biếng, kỳ thật đã hưng phấn lên. Khóe mắt không ngừng liếc nhìn trong góc quảng trường, nơi đó cảnh giới nghiêm ngặt, nhất định là phong tồn lấy tất cả bảo vật hội đấu giá. Ha ha, của ta, đều là của ta. Đều thất thần làm gì, toàn tộc cảnh giới, phong bế đế thành. Dairon bay lên không bạo khởi, tam xoa kích chấn kích khung trời, đánh ra cường quang trùng thiên. Lên, các nơi đế thành, tất cả cường giả đế tộc kích phát huyết mạch, diễn biến bí thuật, toàn thân bành trướng ra mê quang huyền diệu. Mang theo tam xoa kích phóng tới khu vực khác nhau, tiến hành phong tỏa cùng cảnh giới. Các cường giả cung phụng tam sinh đế tộc bồi dưỡng cũng đều liên tiếp hành động, đóng giữ khu vực tương ứng. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Mời các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này, đến khu ngoại thành đông bộ tập kết. Sau khi đế tổ trở về, lại tiến hành giao dịch. Chuyện đột nhiên xảy ra, tình huống khẩn cấp, nếu như có đắc tội, ngày khác định đến nhà bái phỏng. Ánh mắt Dairon lăng lệ, cảnh cáo tất cả cường tộc trên quảng trường. Dực Lâu cao giọng nói. Chúng ta không có gì giao dịch, hy vọng có thể trực tiếp rời khỏi. Kim Như Ngọc nói. Chúng ta sau đó cũng không có giao dịch, hy vọng có thể rời khỏi đế thành. Gạch nối. Các cường tộc như Thái Thượng đế tộc cũng nói. Đế tổ các ngươi đột nhiên thức tỉnh, nhất định có đại sự xảy ra, chúng ta cần ra ngoài điều tra, tạm thời cáo từ. Dairon thoáng chần chờ. Quả quyết ra hiệu cho đi. Ở giữa các cường tộc đã bắt đầu giằng co, thậm chí là cừu thị, nếu như cưỡng ép tạm giam ở trong thành, còn tụ tập lại một chỗ, lúc nào cũng có thể bộc phát ác chiến. Bây giờ đế tổ rời khỏi, bọn hắn căn bản ép không được. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều để cho đại thống lĩnh là hắn trực tiếp phụ trách. Còn không bằng trực tiếp thả bọn họ đi. Ra đến bên ngoài, muốn làm sao náo liền náo thế ấy. Chí ít không có liên quan gì với bọn họ. Cũng không ảnh hưởng tới đế thành, càng không ảnh hưởng tới hắn. Khương Phàm cùng tặc điểu đụng đụng ánh mắt, đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thông báo giao dịch, bảo bối đều ở lại nơi này, vừa vặn thuận tiện bọn hắn. Nội bộ đế thành tuyệt đối không cho phép bất kỳ đấu đá nào. Nếu như phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn gì, chúng ta siêu tập máu của các ngươi, khắc bên trên tam sinh thạch. Hậu quả, tự chịu. Dairon ra hiệu hai vị thần tôn khác tự mình giám thị. Cần phải bảo đảm bọn hắn, an tĩnh, rời khỏi đế thành. Nếu chúng ta giao tinh thạch, liền có quyền lợi mang dược nhân của chúng ta. Dược Lâu lật tay tế lên 5 chiến thuyền. Chiến thuyền có tạo hình thon dài, hai bên giang ra cánh chim, giống như 5 dược nhân đang dương cánh, tỏa ra tia sáng hoa mỹ. Dược Huyên phất tay hô to với 64 vạn dược nhân đã được tuyển định. Toàn bộ các ngươi lên thuyền. Vân Liên đột nhiên quay người, đi về phía Kim Như Ngọc nơi đó. Nàng phải dùng mình, trao đổi những thánh linh thánh vương trong tay Kim Nguyệt đế tộc. Nàng thật không thể để cho mấy trăm ngàn tộc nhân rơi xuống trong tay đám cường tộc căm thù tộc nhân mình. Không nên vọng động. Khương Phàm nhìn thấu ý nàng, đưa tay ngăn lại. Nơi này là thiên võ tinh, nơi các người muốn về là thiên mạch tinh. Nhìn kẻ địch ở xung quanh, một khắc ra khỏi thành, bọn hắn sẽ bổ nhào qua.
giao dịch cùng bọn hắn, không bằng giết bọn hắn, đoạt lại tộc nhân trong tay bọn hắn. Bọn hắn là đế tộc. Đế tộc cũng không sợ. Khương Phàm nắm chặt tay Vân Liên. Có thể để ngươi nhanh chóng khôi phục. Vân Liên vô ý thức muốn rút về tay, lại cảm giác được bên trong là viên thuốc, nàng nhan sắc mỹ lệ nổi lên mấy phần thần tình phức tạp. Ngươi tên là gì? Khương Phàm nói. Lục Du. Lỗ tai hộ vệ giả khẽ nhúc nhích, đôi mắt ẩn ẩn có ý lạnh lấp lóe, hắn đi tới đánh giá Khương Phàm. Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Khương Phàm lặp lại. Lục Du. Dùng tên giả. Tên thật. Ha ha, nếu thật sự là như thế này, ngươi tốt nhất sửa lại. Vì sao? Ngươi và gia phụ trùng tên, không thích hợp. Cái này, ta là dùng tên giả. Đừng để trong lòng, gia phụ ta cũng dùng tên giả. Hộ vệ giả vỗ vỗ bả vai Khương Phàm, thấp giọng nói. Ta gọi Tần Diễm, ngươi có khả năng chưa từng nghe qua, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ghi ở trong lòng. Nói không chừng ngày nào, hữu dụng. Khương Phàm thấp giọng nói. Ta gọi Khương Phàm, ngươi chưa từng nghe qua, nhưng nói không chừng ngày nào, bên trong vũ trụ mênh mông này sẽ vang vọng cái tên này. Tần Diễm khô cằn cười hai tiếng, tay rơi vào trên bờ vai Khương Phàm thuận thế vỗ vỗ mặt của hắn. Thiên đế vậy mà cũng nằm mơ. Hàn Ngạo nhíu mày, ngươi dám đập hắn mặt, ta đều không có đập qua đâu. Chúng ta cần phải đi. Tần Diễm chào hỏi bọn người Vân Liên lên thuyền, thuận tiện nói. Dực Lâu, chuẩn bị xong đan dược phát cho bọn hắn, chuẩn bị khai chiến. Giết giết giết, giết cho thống khoái. Tuyên chiến khiêu khích không chút kiêng kỵ lập tức chọc giận Kim Như Ngọc và các cường tộc. Bọn người Kim Như Ngọc vừa mới còn đang tính toán dùng lý do gì cùng lấy cớ đi ra bên ngoài khởi xướng vây bắt, nếu người ta đều ngay thẳng như vậy, vậy bọn hắn không có gì lo lắng, trực tiếp khai chiến. Dairon đều không còn gì để nói, ở đâu ra tên điên, đơn giản không cố kỵ gì, không biết sống chết. Ta nhắc nhở mỗi một vị các ngươi, phạm vi xung quanh đế thành 3.000 dặm đều thuộc về khu quản hạt tuyệt đối của tam sinh đế tộc chúng ta. Nếu như ở nơi đó phát sinh chém giết, coi là khiêu khích tam sinh đế tộc. Được thị vệ tam sinh đế tộc dẫn đầu, tất cả cường tộc nhao nhao rời khỏi quảng trường. Khu nội thành cùng khu ngoại thành đang lâm vào hỗn loạn, rất nhiều người đang ở trên đường đi cuộn trào mãnh liệt, số lượng lớn cửa hàng nhanh chóng phong bế, phòng ốc các nơi liên tiếp đóng cửa. Chương 3318 chiến huyết sôi trào 4. Trong lúc cường giả đế tộc nghiêm túc thét lên ra lệnh, đế thành triển khai phong cấm nghiêm khắc. Mà tụ linh pháo ẩn tàng các nơi đế thành cũng đều lần lượt hiển hiện, có bộ phận nhắm ngay vào bên trong, có bộ phận chỉ phía xa bên ngoài. Bầu không khí trong lúc hỗn loạn trở nên khẩn trương. Bọn người Khương Phàm rất mau ra tới khu ngoài thành. Các đại biểu thương hội quy quy củ ở lại. Bọn người Tần Diễm thì sải bước đi ra cửa thành, đi về khu pho tượng tập kết nơi xa. Chúc các ngươi may mắn. Khương Phàm mỉm cười khoát tay, đi đến tường thành trước mặt. Một màn này để bọn người Kim Như Ngọc cảm thấy kinh ngạc, bốn vị thần linh này vậy mà lưu lại. Chẳng lẽ bọn hắn hợp tác cực hạn tại những dực nhân tộc kia? Ngẫm lại đúng thế, bây giờ cục diện khẩn trương như vậy, ra ngoài chính là muốn trở mặt cùng thần tộc cùng đế tộc các phương. Khương Phàm ngoài ý muốn tỏ thái độ, cũng làm cho các đại biểu những thần tộc đang do dự có nên vây bắt dực thần tộc hay không yên tâm. Dực thần tộc đã có 7 vị thần linh, 72 vị pho tượng, nếu như tính luôn bốn vị này. Thực lực thật sự quá mạnh, thật muốn náo, thế tất là thương vong thê thảm đau đớn. Nhưng bốn vị này không tham gia, quy mô hỗn chiến sẽ ít đi rất nhiều, bọn hắn không để ý nhúng tay. Kim Như Ngọc nhìn đám người, cao giọng nói. Nếu dực thần tộc công khai tuyên chiến, chúng ta ngàn vạn phải cho đủ mặt mũi. Phía trước không chỉ có 3 vị tổ thần, còn có 2 triệu dực nhân dực thần tộc, càng có 72 pho tượng. Ta tuyên bố, hết thảy nơi đó. Ai cướp được chính là của người đó. Bầu không khí lập tức lửa nóng, các lão bản thương hội vừa muốn tiến vào tử lâu đều nhao nhao ngừng chân, đáy mắt nổi lên hào quang rừng rực. Ai cướp được chính là của người đó. Hơn 2 triệu dực nhân. Hơn 2 triệu nô lệ. Tinh thạch đếm mãi không hết. Nhất là những pho tượng kia, càng làm cho người động tâm. Nếu như có thể lấy tới 1-2 cái, tuyệt đối có thể đánh ra giá cả mấy triệu tinh thạch. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi. Các lão bản nhao nhao ra hiệu cho cung phụng bên cạnh. Những đỉnh cấp cung phụng của các siêu cấp thương hội có chút là thánh vương, có mấy vị thậm chí là thánh hoàng. Bọn hắn giả vờ tiếp tục tiến vào tử lâu, lại sau khi ngụy trang đơn giản, rời khỏi từ cửa sau.
Ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Tới đi, đều đi tìm cái chết đi. Tần Diễm không sợ hãi, cất tiếng cười to, chiến huyết bành trướng. Ngươi làm cái gì? Ninia hấp tấp tìm tới Khương Phàm. Ninia cô nương, ai chọc ngươi tức giận? Khương Phàm đang đứng dưới tường thành, ngắm nhìn cường giả các tộc rời khỏi. Đế tổ thịnh nộ rời khỏi, nhất định có đại sự xảy ra. Ta cái gì cũng không làm, vẫn luôn cạnh tranh trong hội đấu giá. Cầm thú đâu, từ khi hắn rời khỏi, lại không có trở về. Hắn à, đi phóng túng rồi. Cái gì? Ngươi không có chú ý ánh mắt hắn nhìn ngươi không đúng sao? Hắn là thực sự nhìn không nổi, cầm chút tinh thạch, đi đế thành khác phóng túng. Ninia ngưng nghẹn im lặng. Chúng ta lần này lưu lạc vài chục năm tại thâm không, quá làm khó hắn. Khương Phàm lắc đầu thở dài. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Nam tử có nhu cầu, không bình thường sao? Ta thấy ánh mắt của hắn, không có bổ nhào vào ngươi, đã coi như ta dạy bảo có phương pháp. Chớ có nói hưu nói vượn, ta đang cùng ngươi nói chuyện chính sự. Chính sự gì? Lão tổ tông ngươi nổ, ta chọc. Tổ tông ngươi mới nổ. Nhìn, trò hay muốn bắt đầu. Khương Phàm chỉ vào nơi xa. Đừng đổi chủ đề cho ta. Khẳng định là ngươi, từ khi ngươi biết được người thân của ngươi ở chỗ này đã bắt đầu bí mật bố trí, trận sự kiện đột phát này khẳng định có liên quan với ngươi. Ninia một mực ở lại bên cạnh đoàn người, chính là quan sát bọn hắn, đề phòng bọn hắn, vốn cho rằng mục đích cuối cùng nhất chính là hợp tác cùng Dực Thần tộc, không nghĩ tới. Đế tổ bọn hắn đột nhiên tức giận rời khỏi. Khẳng định đã phát sinh đại sự đặc biệt nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì, liên quan thế nào đến ta? Ninia cô nương, ngươi cũng đừng vu oan người tốt. Khương Phàm thuận miệng nói, nhìn đội ngũ các phương đang đi xa. Ngươi, rốt cuộc làm cái gì? Ninia đi đến trước mặt Khương Phàm, thân hình hơn ba thước mang đến cái bóng to lớn. Mặc dù thời gian cùng tiểu nam tử này chung đụng không dài, nhưng trước đó luôn luôn mang theo vài phần kiềm chế cùng lạnh nhạt, bây giờ trong lúc bất chợt. Dễ dàng. Rõ ràng huyết hải thâm thù ngay ở chỗ này, đột nhiên dễ dàng. Chỉ có thể nói rõ, kế hoạch của tiểu nam tử này đã bắt đầu. Dực thần tộc chỉ là một bộ phận càng lớn nhất định ở phương xa, cũng chính là nguyên nhân đế tổ rời khỏi. Chúng ta ở chỗ này, có thể làm cái gì? Khương Phàm nhấc nhấc tay, chỉ phía trước. Ta không để ý ngắm phong cảnh từ giữa hai đôi chân dài hơn mét của ngươi, nhưng cái tư thế này. Đối với ta mà nói hơi có vẻ lúng túng. Di thất thâm uyên, là di thất thâm uyên. Ninia đột nhiên biến sắc, bắt lại Khương Phàm trước mặt, thô lỗ nhắc đến trước mặt. Có phải di thất thâm uyên hay không? Hàn Ngạo vô ý thức muốn rút đao, lại bị Hướng Vãn Tình kịp thời ngăn lại. Khương Phàm không có giãy giụa, thản nhiên nói. Còn nhớ rõ ta nhắc nhở qua ngươi không? Tam sinh đế tộc các ngươi có kiếp sau hay không? Tất cả đều là một ý niệm của lão tổ ngươi. Ta cho ngươi hẳn sẽ đi nhắc nhở lão tổ tông kia của ngươi, bây giờ xem ra. Ngươi thật giống như không có ta để trong lòng. Ninia cô nương, kế hoạch của ta xác thực bắt đầu. Nếu ngươi biết ta là vì người thân bằng hữu của ta, hẳn phải biết ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn chặn kế hoạch của ta. Quả nhiên là di thất thâm uyên. Ngươi biết chỗ kia đối với đế tộc chúng ta, đối với thiên võ tinh có ý vị như thế nào sao? Ninia khàn giọng thét lên. Gắt gao nắm chặt Khương Phàm, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Tên hỗn đản này quả nhiên vẫn xuống tay với di thất thâm uyên. Mình rõ ràng một mực đi theo, vậy mà không có phát giác. Còn thật không nghĩ tới hắn dám làm như vậy. Chương 3319 chiến huyết sôi trào 5. Di thất thâm uyên, giam cầm hỗn độn cự linh trăm vạn năm, càng là nguyên lực để tất cả đế tộc thiên võ tinh phát triển. Một khi nơi đó xảy ra chuyện, toàn bộ thiên nguyên tinh vực đều sẽ kích động. Một khi nơi đó xảy ra chuyện, tương lai tất cả đế tộc thiên võ tinh đều sẽ nhận trùng kích. Nàng, hiểu rõ tình hình mà không báo. Nhất định là tội không thể tha. Vẻ mặt Khương Phàm không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh. Lão tổ các ngươi đi, lựa chọn của hắn, quyết định tương lai đế tộc các ngươi. Lão tổ các ngươi đi, đế thành phong tỏa, mà ta. Ở lại nơi này, ngươi cảm giác, thủ vệ trong tòa thành này. Có ai là đối thủ của ta? Một cái thái độ của ta có thể san thành bình địa tòa đế thành tồn tại trăm vạn năm này của các ngươi. Ta không phải đang nói đùa. Không phải ngươi hiếu kỳ thân phận của ta sao? Không có kiếp trước, không có kiếp sau.
ta đương nhiên không có, bởi vì ta chỉ là một bộ phân thân do chân chính ta tùy tiện làm ra mà thôi. Ta chân chính, đang dừng ở ước vạn dặm ngoài thâm không. Vì sao không đến? Bởi vì sợ đánh cỏ động rắn. Vì sao ngừng xa như vậy? Bởi vì cảm ứng cực hạn giữa các thiên đế chính là ước vạn dặm. Ninia kinh ngạc nhìn nam tử trong tay, cảm xúc đang lo lắng cùng hối hận dần dần bình tĩnh, thay vào đó thì là chấn kinh, phân thân, tùy tiện làm chính là phân thân thần cấp, ở giữa các thiên đế. Khương Phàm nói, nửa năm trước, đám cựu địch của ta giáng lâm thiên nguyên tinh vực, vì sao có thể kinh động tất cả đế tổ? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Ta có thể đuổi bắt săn giết kẻ địch như vậy, bằng cái gì? Chỉ bằng mấy người cảnh giới là thần như chúng ta đây, hay chỉ bằng mấy món thần khí của chúng ta? Dĩ nhiên không phải, bằng chính là chúng ta càng mạnh hơn. Ngươi không hiếu kỳ ta lấy ở đâu ra nhiều đế cốt như vậy à? Thế giới của ta, có rất nhiều. Ninia lắc lư ánh mắt, hô hấp cũng dần dần gấp rút. Khương Phàm tránh ra khỏi bàn tay Ninia đang run nhẹ, bay tới trước mặt của nàng, thấp giọng nói. Đạp diệt thiên võ tinh ngươi, với ta mà nói, lật tay mà thôi. Ta khuyên ngươi, thành thành thật thật đợi, trước khi chuyện kết thúc, đừng lộ ra. Ta nhắc nhở ngươi, đừng để linh hồn ngươi trong đế tộc nói lung tung. Phân thân ta bây giờ, mặc dù chỉ là thần cấp, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng, bộ thần khu này của ta, tòa đế thành này của ngươi. Mai táng không được, nhưng bộ thần khu này của ta có thể mai táng cả tòa đế thành của ngươi. Ninia khẽ run môi đỏ, lại nói không ra lời. Chúng ta không sao, tiếp tục xem đùa giỡn. Ngươi đừng có gấp đế tổ ngươi, thập bát sực hỗn độn cự mãng đang đuổi tới nơi này, lão tổ ngươi hẳn muốn đi theo đến đây. Khương Phàm rơi xuống trên đầu tường, thần tình lạnh nhạt nhìn về phương xa. Hướng Vãn Tình cùng Hàn Ngạo phân biệt đứng hai bên Ninia, nhắc nhở. Thực lực của chúng ta mạnh hơn xa so với ngươi tưởng tượng, quyết tâm chúng ta báo thù, cũng viễn siêu hiểu biết của ngươi. Cho nên, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh. Xảy ra chuyện, ngươi thật đảm đương không nổi. Ninia hốt hoảng, đầu óc trống rỗng, không biết mình có nên tin hay không, cũng không biết mình nên làm cái gì. Khương Phàm ngược lại nhẹ nhõm tùy ý, có chút hăng hái ngắm nhìn phương xa hoang dã. Tần Diễm. Vậy mà biết phía sau Thái Thượng Đế tộc có chủ tử. Vậy mà không sợ thương thiên. Tần Diễm biểu hiện ra ngoài phách lối thoạt nhìn như không biết sống chết, nhưng Khương Phàm mơ hồ cảm giác hắn hẳn là có lực lượng. Tựa như hắn, lấy tư thái siêu nhiên quan sát thế giới này, ở trong mắt Tần Diễm, thế giới này chỉ sợ cũng không có chút uy hiếp nào. Tần Diễm, Tần Diễm. Khương Phàm nhẹ giọng nỉ non, ghi tạc trong lòng cái tên này. Biên giới 3.000 dặm. Thánh vương thánh hoàng của Dực thần tộc đều cầm vũ khí trong tay, tập trung vào các phương cường tộc tới gần phía trước. 72 pho tượng thập dực liên tiếp bay lên không, hai cánh mãnh liệt huy động, nhấc lên cuồn cuộn cuồng phong, tàn phá bừa bãi dãy núi rừng rậm. Cường giả bên trong 2 triệu dực nhân liên tiếp phát động trận pháp, tỉnh lại thần linh di thể ngủ say, kích hoạt năng lượng tinh thạch tản mát các nơi. Oanh! Rầm rầm rầm! 72 pho tượng chậm rãi mở miệng ra, bên trong xuất hiện vòng xoáy năng lượng kinh khủng, cường quang liệt liệt, năng lượng tự nhiên đều bị xé rách mãnh liệt. Đám cường tộc đang truy kích lần lượt dừng lại, cảnh giác pho tượng phương xa. Đó là pho tượng bảo vệ Dực thần tộc, được xưng là cổ thành tường Dực thần tộc, bảo vệ địa vị thần tộc của Dực thần tộc, bảo vệ lấy Dực thần tộc 800.000 năm truyền thừa. Không ai không biết thực lực của bọn hắn, bộc phát toàn diện tuyệt đối có thể so với bán thần. Tập thể năng lượng bộc phát khó có thể tưởng tượng. Siêu siêu siêu. Năm thiên dực chiến thuyền đột phá biên giới, hội hợp cùng 72 pho tượng. Dực lâu thu hồi chiến thuyền, hơn 600.000 dực nhân phân biệt đi vào pho tượng các nơi. Pho tượng không chỉ là vũ khí chiến đấu, càng là bảo khí bảo vệ. Bọn hắn cũng đều là cường giả linh hồn cảnh, mỗi pho tượng chưa 8, 9 vạn cũng có thể tăng lên sức chiến đấu cho pho tượng. 72 pho tượng, tạo thành chiến trận bảo vệ. Thánh vương thánh hoàng, toàn bộ tọa trấn pháp trận, điều tiết khống chế chỉ huy. Dực lâu cao giọng thét lên ra lệnh, dực diễn, dực huyên cùng hét lên giận dữ, toàn thân bộc phát vạn đạo cường quang, hình thể tăng vọt, 10 cảnh chấn động, phóng lên tận trời. Kim vũ rời khỏi, âm vang tranh minh, hóa thành 100.000 hoàng kim sát kiếm, bao quanh như cơn lốc chiều dâng, bịt kín một tầng khí tức sát phạt cho thiên địa minh mông. Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt 3 vị tổ thần ra hiệu lẫn nhau, cũng đi đến phía trước.
Cảnh giới của bọn hắn còn không có khôi phục, nhưng không trở ngại bọn hắn chiến đấu. Cố hương hủy diệt, lang thang vũ trụ, nô dịch sỉ nhục để lửa giận của bọn hắn sớm đã chữ hàng như biển, bọn hắn bạo kích 10 cánh, bắn rọi trời cao. Từng luồng ba động kỳ diệu như ngàn vạn trọng cuồng chiều, kích động bốn phương tám hướng, trùng kích thiên địa minh mông. Bọn hắn đang đoạt lấy thiên địa tạo hóa, vận chuyển hỗn độn diệu pháp. Cánh chim bọn hắn dần dần óng ánh, thân thể của bọn hắn dần dần trong suốt, bọn hắn như dung hợp cùng thiên địa, bọn hắn càng đang thôn phệ thiên địa. Chương 3320 Tần Diễm. Tần Diễm. Phía trước toàn bộ đều là con mồi, ai bắt được coi như của người đó. Kim Như Ngọc giơ cao quyền trượng vàng óng, nhấc lên kèn hiệu chiến tranh. Nàng dẫn đầu khởi xướng trùng kích, kim quang sáng chói, tầng tầng tăng vọt, giống như trăng tròn màu vàng lướt qua hoang dã, kéo lấy ánh sáng cuồn cuộn, đánh tới chiến trường Dực Thần tộc. Kim Minh trọng thương chưa lành, nhưng chiến đấu như vậy há có thể bỏ lỡ, hắn nhanh chóng đuổi kịp Kim Như Ngọc, liên thủ thôi động Kim Nguyệt sát trận. Giống. Lam Nguyệt thần tôn lưu chuyển cường quang toàn thân, như vạn đạo lôi đình nhấc lên, chiến khu trăm mét đạp tan mặt đất, oanh oanh liệt liệt đuổi giết Dực Thần tộc. Hắn toàn thân khuấy động vô hạn sinh cơ, càng sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng vô hạn tinh thần hảo hán vũ trụ, xung quanh vậy mà hiện ra hư ảnh tinh thần huyền diệu, như vạn đạo tinh thần vần quanh ở hai bên, thần bí uy nghiêm, cường đại vô địch. Dực Thần tộc tự chịu diệt vong, không oán chúng ta được, giết. Thống lĩnh Thiên Vu đế tộc theo sát ra tay, vô hạn mê quang nở rộ, xen lẫn thành vạn đạo phù văn, hình thành lĩnh vực hủy diệt. Bí thuật truyền thừa Thiên Vu đế tộc có thể làm cho thiên địa suy bại, đại đạo hủ thực, càng có thể làm cho thần ma táng diệt. Giết, 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 giết. Loạn thế đế tộc Thiên Mộ đại lục theo sát xuất kích. Đây không chỉ là cuộc chiến săn giết, càng là thời khắc khác hiện ra thực lực trước mặt cường tộc tinh vực khác. Hắn chiến huyết sôi trào, diễn biến dòng lũ thời loạn. Trọng quyền bạo kích, sát khí sôi trào giữa thiên địa. Trọng quyền hoành hành, ý niệm loạn thế cuồn cuộn vạn cổ. Trọng quyền oanh minh, kích phát thực lực bạo tăng mấy lần. Thiên Tuyền đế tộc là Thiên Tuyền đế quốc, chủ nhân đế quốc cao điệu xuất kích. Nhưng không phải uy lực đế quốc tôn quý, cũng không phải dòng lũ đế quốc minh mông, mà là đế quốc Ai Ca. Một cỗ uy lực thê lương cuồn cuộn thiên địa, một cỗ uy lực tuyệt vọng tràn ngập hoang dã. Đế quốc thương vong, thiên địa đồng bi, vạn vật tịch diệt. Đế quốc thương vong, đại quốc táng diệt, chúng sinh kêu rên. Hành khúc thê lương mà cổ lão như xuyên qua vạn cổ mà tới. Tuyệt vọng mà bi tráng năng lượng như để thiên địa vạn vật đều thuộc về yên lặng. Đế quốc bi ca sao? Sở Thiên Hùng nhìn về chủ nhân Thiên Tuyền đế quốc nơi xa, cũng kích thích hào hùng chiến ý, hắn mang theo tướng lĩnh dưới trướng ngạo nghễ bước lên. Toàn thân hắn phát sáng, tăng vọt uy thế, hàng ngàn hàng vạn kiểu chữ từ trong thân thể xông ra, trong nháy mắt bao trùm thiên địa, như diễn biến ra một mảnh trấn quốc hịch văn, phong cách cổ xưa cứng cáp, huyền diệu to lớn. Bên trong hịch văn truyền thừa nguyện vọng khai quốc đế tổ, gánh chịu lấy sự đại nghĩa ức vạn con dân. Xung quanh hắn hình thành đế hoàng lĩnh vực khó mà kháng cự. Càn, khôn, phá, diệt, phong, cấm, giết, công các loại tự phù càng sáng chói, như giao hòa cùng ngàn vạn đại đạo. Xích dương thú vỗ cánh gáy to, nhấc lên ngọn lửa màu vàng óng như bài sơn đảo hải, ầm vang lao nhanh về phía trước. Uy lực chí dương như cửu dương lao nhanh. Uy lực chí phách vạn thú hoành hành. Hắn như biến thành chín viên thái dương, hoành hành khung trời, hùng uy cái thế. Nếu đế hoàng tộc cùng chí tôn đế tộc đều ra tay, đan thần giả lắc đầu thở dài, cũng triển khai bí thuật quật mình. Thân thể nho nhã của hắn vang lên tiếng oanh minh kịch liệt, phát ra thanh thế đất rung núi chuyển. Chín tòa bảo đỉnh sâu trong khí hải oanh minh, trung dung cùng hắn thân thể, hiển hiện hình dáng ở trong thiên địa. Chín tòa thái thượng đan đỉnh phun trào đại uy đan đạo, như là có thể hấp thu tất cả trong thiên địa, ngưng tụ thành đan dược. Bộ pháp hắn vững vàng, cất bước về phía trước, hai mắt sinh huy, bắn ra thần uy vô thượng. Theo tất cả đế tộc ra tay, các thần tộc khác cùng cường tộc lại không lo lắng, nhao nhao hiện ra bí thuật riêng phần mình, nghiền ép lên phía đội hình Dực Thần tộc. Ầm ầm, 72 pho tượng không chần chờ chút nào, năng lượng vận sức chờ phát động toàn diện bạo khởi. Thiên địa cuồn cuộn, năng lượng sôi trào, từng đạo cột sáng mang theo tiếng oanh minh kịch liệt nổ bắn ra, giống như sông lớn lao nhanh. Giống như lôi chiều cuồng kích, đánh ra hơn 10 dặm, xen lẫn thành chiều dâng hủy diệt, toàn diện bạo kích những cường địch kia. Thế công của bọn hắn vô cùng ác độc, không có trực tiếp oanh kích những thần linh nhìn như cường đại,
mà toàn diện chiếu cố những thánh vương kia cùng thánh hoàng vận sức chờ phát động phía sau. Đám thánh vương cùng thánh hoàng đang ma quyền sát trưởng, chờ thần tôn mấy người cùng Dực thần tộc đánh túi bụi lại thừa cơ tập kích, không nghĩ tới cổ thành tường của Dực thần tộc chiếu vào bọn hắn đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, số lượng lớn thánh vương cùng thánh hoàng bị oanh thành mảnh vỡ, bị đánh bay mấy trăm dặm. 72 pho tượng, đợt đầu tiên đã diệt tuyệt đại đa số uy hiếp. Nhưng thế công của bọn người Kim Như Ngọc không có bất kỳ cái gì ngăn trở, hướng phía Tần Diễm bọn hắn nhào tới. Đội hình cường đại tổng cộng 13 vị thần linh, cơ hồ tạo thành ưu thế áp đảo đối với bọn người Tần Diễm. Huống chi, bất kể là Kim Như Ngọc hay Sở Thiên Hùng, đa số đều là thần tôn đế tộc, từ chiến khu đến võ pháp đều hơn xa Dực thần tộc. Nhưng, ta chính là đại địa mẫu đỉnh. Tần Diễm đột nhiên phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, khí tức giết ngược ngập trời, cộng minh cùng minh mông sơn hà, nhấc lên chồng chất đại địa ba động, trùng kích phạm vi siêu vạn dặm. Ngay cả tam sinh đế thành xa xa đều như đặt mình vào đại dương mênh mông vô tận, bị sóng lớn va chạm. Tần Diễm như là cự ma thức tỉnh, khí thế đáng sợ dọa người, trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược, vậy mà để tất cả thần ma toàn trường đều cảm thấy một cỗ sợ hãi dâng lên từ linh hồn. Hắn không phải hỗn độn tạo thành phân thân, mà là thân phân do đại địa mẫu đỉnh diễn biến. Trong thế giới Tu La là chúa tể, một trong 9 tòa đại địa mẫu đỉnh trấn áp mênh mông lục địa. Chân thân Tần Diễm sớm đã ngủ say, nhưng đại địa mẫu đỉnh biến thành của hóa thân hắn, gánh chịu lấy ý thức của hắn, hoành hành các nơi vũ trụ. Ầm ầm. Chương 3321 cự mãng thức tỉnh 1. Kim Như Ngọc huy động hoàng kim quyền trượng, cộng minh cùng huyết khí toàn thân, để kim nguyệt trận vực sáng chói biến thành vòng xoáy màu vàng, thổ nạp huyết khí vô tận sơn hà. Bất kể là Dực thần tộc trước mặt, hay bọn người thần tôn xung quanh, toàn bộ huyết dịch nhấc lên, bị dẫn dắt hội tụ về nơi này. Ta muốn ngươi hôm nay chết, ai dám để cho ngươi sống đến bình minh. Tần Diễm đạp tan sơn hà, bay thẳng lên trời, mặt ngoài nắm đấm dâng lên vô tận khí tức huyền hoàng, bốc hơi thiên ti vạn lũ mê quang, có long đằng vọt, có hoàng bay múa, có dân chúng cầu nguyện, như là đại địa mẫu đỉnh xuất hiện tại nắm đấm của hắn. Cuồng ngạo, tự tìm đường chết. Kim Như Ngọc huyết tế chiến khu, kim huyết sôi trào, cảnh giới tăng vọt đến thần linh đỉnh phong. Bên trong quyền trượng vàng óng có đế cốt kết tinh, càng có tàn hồn đế tộc, có thể xưng vũ khí cấp chuẩn đế. Nàng cùng Kim Minh liên hợp thôi động, quyền trượng bộc phát ra tuyệt thế chiến uy, như có thể huyết tế chúng sinh, có thể pháp lệnh huyết mạch thiên địa. Dưới một kích, đủ để cho mục tiêu bạo thể mà chết. Tần Diễm va chạm Kim Nguyệt, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, nhưng hắn không phải thân thể thịt xương, mà bản thể là mẫu đỉnh. Bạch cốt âm u, không thể phá vỡ. Trọng quyền bạo kích, đánh đâu thắng đó. Ầm ầm, như là hai tinh cầu nổ tung ở trên không, trong chốc lát bộc phát lên khí lãng kinh người, trùng kích mấy ngàn dặm, xé rách ra không gian lít nha lít nhít vết nứt, chấn động đế thành nơi xa đều đang lay động mãnh liệt. Cái gì? Sắc mặt Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đột nhiên biến đổi, quyền trượng vàng óng lại bị chấn mở. Trong này thế nhưng có đế cốt cùng đế hồn nha. Trùng kích ngoài ý liệu để bọn hắn đồng thời mất khống chế. Ngửa mặt bay ra ngoài. Tần Diễm hét lớn xông thẳng, ngang nhiên lao thẳng đến bọn hắn. Sát uy cái thế, trong chốc lát tuôn ra mấy trăm đạo trọng quyền, đại địa lún xuống, địa tầng gào thét. Kim Như Ngọc cùng Kim Minh chưa từng bị qua thế công như thế này, tại chỗ rơi xuống phế tích. Bọn người Dực Lâu cùng Sở Thiên Hùng bị liên lụy, bị vô tình tung bay ra ngoài. Bọn hắn chấn kinh, khó mà tin được ánh mắt mình. Là Kim Nguyệt đế tộc quá yếu. Không thể nào. Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đều là thống lĩnh chinh chiến vũ trụ, bất kể thực lực hay kinh nghiệm đều vô cùng cường đại. Giống. Xương cốt toàn thân Tần Diễm phát sáng, đoàn tụ chiến khu, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đạp ở trên người Kim Minh. Kim Minh kích phát tiềm lực, thiêu đốt huyết mạch, thân thể rách dưới khép lại cường thế, như là vừa quay người đã trở lại đỉnh phong, hắn trợn mắt trừng trừng, phát ra tê khiếu sắc nhọn, từng đạo huyết chú giống như phù văn bay thẳng lên trời. Như màn mưa hoành không, như lôi đình bạo kích. Đây là huyết chú, có thể làm cho huyết mạch mục tiêu ngược dòng, càng có thể làm cho mục tiêu bạo thể mà chết. Bá đạo tuyệt luân. Nhưng, hắn gặp được thiên địch. Tần Diễm không phải huyết nhục chi khu, hắn là đại địa mẫu đỉnh. Huyết chú khủng bố ác độc trong mắt ngoại giới, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô hiệu. Ầm ầm, Tần Diễm đánh nát huyết chú, đạp xuống ở trên người hắn, há miệng hét giận dữ, vòng xoáy cuồn cuộn.
trực tiếp xé rách chiến khu rách dưới của Kim Minh. Một tiếng vang trầm, như là nắp đỉnh khép kín, khí thức huyền hoàng cuồn cuộn bên trong, cưỡng ép luyện hóa Kim Minh. A a a! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn trong thân thể Tần Diễm. Như ác quỷ tê khiếu, đau đến không muốn sống. Tần Diễm đạp tan mặt đất, sụp ra vết nứt vạn dặm, bay thẳng lên trời, đuổi giết Kim Như Ngọc. Lam Nguyệt Thần Tôn. Kim Như Ngọc hoảng sợ thét lên, la lên chiến bộc. Nàng cưỡng ép ổn định, diễn biến ra vạn đạo huyết triều, tràn ngập đất trời, cuộn trào mãnh liệt. Bên trong vô tận huyết hải gầm thét liên tục, vậy mà xuất hiện 9 đầu đại long màu vàng, hoành không bạo kích, khuấy động sinh cơ vô tận. Theo sát phía sau, biển máu ngập trời, diễn biến từng đạo huyết kiếm, kim quang sáng chói, huyết khí cuồn cuộn, cũng không sắc bén, nhưng một khi chúng mục tiêu, nhất định có thể đảo loạn huyết khí. Kim long hoành hành, cuồng bạo mà hung hãn. Kim kiếm tiêu xạ, ác độc mà tàn nhẫn. Kim Như Ngọc trong chốc lát phóng thích, cơ hồ muốn hao hết huyết khí của mình, nhưng tương tự là phóng thích mạnh nhất của nàng. Hai mắt Tần Diễm phát sáng, như nhật nguyệt tinh thần trầm luân, khí thế lần nữa tăng vọt, sau khi ngực bụng kịch liệt nhấc lên, phun ra một mảnh khí tức hồng mông. Tách rời tất cả đại long màu vàng đối diện, vỡ nát sát tiễn màu vàng, che mất Kim Như Ngọc. Kim Như Ngọc chật vật nhấc lên, vũ động quyền trượng vàng óng cưỡng ép đón đỡ. Nhưng, đùng, một tiếng giòn vang. Tần Diễm vậy mà giết tới gần, một phát bắt được quyền trượng, một quyền bạo khởi. Toàn thân hắn phát sáng, giống như đại địa mẫu đỉnh đang lắc lư, tuôn ra uy lực ngập trời và năng lượng nhấc lên chiều dâng huyền hoàng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Kim Như Ngọc ngưng tụ con ngươi, không đợi đến đáp án bị trọng quyền của Tần Diễm đánh vỡ nát. Giống. Tần Diễm giống như mẫu đỉnh mở đóng, Kim Như Ngọc phá toái cuốn vào thân thể, cưỡng ép luyện hóa. Toàn trường chấn kinh, thần ma hít một hơi. Đây là quái vật gì? Cái này mẫu thân nó là thần linh. Đây là chiến đấu, hay mẫu thân nó là ngược sát? Tần Diễm hét lớn. Ta mặc dù là vị mẫu đỉnh thứ nhất, nhưng ngược sát các ngươi dễ như trở bàn tay. Đến đây cho ta. Thời điểm hắn rời khỏi tinh cầu Tu La, Tu La còn chưa tới cấp chúa tể. Đại địa mẫu đỉnh còn dừng lại tại vấn đề đã từng. Nhưng, hắn là mẫu đỉnh thứ nhất Tần Diễm dung hợp, càng là tôn mẫu đỉnh loạn võ đại chiến đạo thiên tiên vực, hắn là thực lực tiên vương, tương đương với bán đế sẽ tới gần đế quân. Trước tiên thu thập hắn, Sở Thiên Hùng chào hỏi Xích Dương Thú, Đan Thần, liên thủ đuổi giết Tần Diễm. Đây nhất định là vị bảo vệ giả thần bí kia. Thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng chỉ cần giải quyết hắn liền có thể triệt để phá tan khí thế Dực Thần tộc. Khương Phàm đứng trên tường thành kịch liệt ba động, ngắm nhìn phương xa bộc phát chiến tranh. Đôi mắt có chút ngưng tụ, ánh sáng hỗn độn lấp lóe, để hắn có thể nhìn rõ ràng. Chương 3322 Cự Mãng thức tỉnh 2. Bộ phân thân kia lại là một tôn bảo đỉnh. Chẳng lẽ là ý thức rót vào bên trong bảo đỉnh, để bảo đỉnh diễn biến thành hình người? Nếu như bảo đỉnh vĩnh viễn tồn tại, bộ phân thân này tương đương một mực tồn tại. Ý tưởng này không tệ. Suy nghĩ lại một chút chân thân của hắn đưa tới ý thức, trong vũ trụ đang có một tôn bảo đỉnh đang nhanh chóng di động. Chẳng lẽ cũng là vũ khí của phân thân? Tuy nhiên, phân thân cỗ bảo đỉnh hiển nhiên càng mạnh. Là đế cấp. Không sai, coi như không tệ. Khương Phàm lộ ra nụ cười thản nhiên, thân phận người này càng đặc thù, càng có thể thay hắn hấp dẫn lực chú ý. Tuy nhiên, người này cũng không biết các chí tôn đại đế dưới trướng Thương Thiên đều ở nơi này. Hắn là ai? Ninia chấn kinh, người kia vậy mà bên trong ngắn ngủi 3 phút ngược sát 2 vị thần linh đế tộc. Lúc nào thần linh yếu đuối như vậy? Lúc nào thần linh chiến tử đơn giản như vậy? Thần linh, đó là tồn tại nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, cảnh giới vô hạn ngưỡng vọng. Thật cuồng. Hướng Vãn Tình nhẹ giọng nói nhỏ, thuận tiện nháy mắt mấy cái cho tặc điểu. Toàn thành đều oanh động. Bọn người Dairon đều muốn chạy tới, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nghiệp phụ không tin. Gấp làm gì, chờ Dairon tới lại nói. Tặc điều đang chuẩn bị vận động toàn thân. Đúng vào lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm đất sung núi chuyển, mê vụ ngập trời, đế uy kinh khủng như lũ quét bộc phát, cường quang kinh người như tinh thần sụp đổ. Bất kỳ là chiến trường hay đế thành, toàn bộ bị kinh động. Hỗn độn cự bằng vỡ nát địa tầng, dương cánh kích thiên. Trước đó tiềm phục sâu trong địa tầng, dùng hỗn độn chiều dâng che giấu mình. Nhưng bây giờ, hắn đã bị kinh động. Không phải chiến trường nơi này, mà là hỗn độn chiều dâng đang khuấy động mãnh liệt mấy chục vạn dặm bên ngoài.
thời điểm vừa mới giáng lâm Thiên Võ Tinh, hắn đã nhận ra nơi này ẩn nấp một cỗ khí tức thần bí mà đặc biệt. Nhưng xét thấy ước định Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, hắn cố nén xúc động, không có dò xét, cũng không có mạo phạm. Vừa vặn nghe được Tam Sinh Đế tộc có bảo vật hỗn độn, hắn không kịp chờ đợi lại tới đây chờ. Không nghĩ tới chờ lấy, vậy mà chờ đến cỗ khí tức thần bí kia bộc phát. Hỗn độn cự linh, kia lại là một đầu hỗn độn linh thể giống như hắn. Hỗn độn cự bằng kiềm chế không được. Nhất định phải nhìn rốt cuộc là cái gì. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh cuồng kích, nhấc lên hỗn độn chiều dâng vô tận, phù diêu lên trời, nhanh chóng rời khỏi. Mấy chục vạn dặm bên ngoài. Thiên Vu Đế tổ trước hết nhất ngăn chặn thập bát dực hỗn độn cự mãng đang bạo tẩu. Không có bất kỳ cái gì có thể nói, phải trấn áp đầu hỗn độn cự linh này trước khi cục diện mất khống chế. Thiên địa suy bại. Đại đạo hủ hủ. Thần ma táng diệt. Lấy đế uy thả ra tuyệt thế bí thuật, diễn biến ra lĩnh vực minh mông vạn dặm hủy diệt, điên cuồng tàn phá hỗn độn chiều dâng. Hỗn độn cự linh bạo tẩu điên cuồng gào thét, thù hận sôi trào để hắn đánh mất lý trí, căm tức nhìn Thiên Vu Đế tổ, đầu đầy đều là giết. Thiên Vu Đế tổ rất bất ngờ thực lực của hỗn độn cự linh, xem như nuốt đế cốt nơi đó, cũng không khôi phục lại trình độ như vậy, dù sao đã bị tàn phá trăm vạn năm. Nhưng hắn không có bất kỳ lùi bước gì, càng không e ngại, tiếp tục không ngừng khởi xướng bạo kích, không để ý sống chết tiến hành trấn áp. Không lâu sau đó, Tam Sinh Đế tổ cùng Kim Nguyệt Đế tổ lần lượt giết tới. Nhìn thấy hỗn độn cự linh cuồng bạo chém giết, đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Bọn hắn rõ ràng bố trí pháp trận, còn dùng đế cốt trấn áp, còn cự linh này làm sao có thể chạy ra. Trăm vạn năm, các đời đế quân bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn nơi đó, che giấu nơi đó, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua vấn đề. Vậy mà xảy ra vấn đề tại thế hệ này của bọn hắn. Việc này qua đi, tin tức Di Thất Thâm Uyên trấn áp hỗn độn cự linh, chỉ sợ sẽ không bưng bít được. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Kim Nguyệt Đế tổ cùng Tam Sinh Đế tổ quả quyết xuất kích, điên cuồng chiến đấu hỗn độn cự linh. Nhưng vừa mới tiếp xúc, bọn hắn tựa như Thiên Vu Đế tổ phát hiện vấn đề, con cự linh này quá mạnh, hoàn toàn đã khôi phục đến đế cảnh. Trách không được Thiên Vu Đế tổ trấn không được, còn tưởng rằng cố ý kéo dài, không muốn bị thương. Ba vị đế tổ liên hợp trấn áp, rất nhanh để hỗn độn cự linh lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, càng đánh càng mạnh, bốn chữ phát huy vô cùng tinh tế khi nói về tình trạng của hỗn độn cự linh thân. Trăm vạn năm trấn áp, để cá mặt đều thoái hóa. Nhưng trước đó bạo kích vực sâu để nó hoạt động thân thể, trước đó vỗ cánh bay lượn, để hắn quen thuộc hai cánh, bây giờ chiến tranh thảm liệt từng bước tỉnh lại lấy ký ức chiến đấu của nó. 18 cánh lớn hỗn độn mãnh liệt đánh ra, nhấc lên hỗn độn cương phong không có tận cùng. Chủ yếu là quá lớn, cánh thịt phía dưới cùng nhất đều gần 500 dặm, cánh chim phía trước nhất đã là 800 dặm, hai bên trải rộng ra, mãnh liệt gào thét, hỗn độn cương phong nhấc lên như chiều dâng bài sơn đảo hải. Để thế công cường đại của ba vị đế tổ liên tiếp mất khống chế, ngưng tụ thế công đế cấp đều bị liên lụy. Tùy tiện chấn kích chính là vô tận chiều dâng, tùy tiện trùng kích chính là mênh mông mấy ngàn dặm. Thập bát dực hỗn độn cự mãng đơn giản chính là cự thú chiến tranh. Ba vị đế tổ trấn áp càng ngày càng cố hết sức. Cuối cùng, thập bát dực hỗn độn cự linh cưỡng ép thoát khốn, vỗ cánh bạo kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà chạy ra khỏi bọn hắn vây bắt. Hắn cảm giác đến khí tức của đồng loại. Đang nhanh chóng tiến lên hướng về nơi này. Ầm ầm, thập bát dực hỗn độn cự linh kịch liệt cất tiếng gáy to, nhấc lên hỗn độn cương phong oanh oanh liệt liệt. Nhào về phía đạo khí tức kia. Nó hướng tới Tam Sinh Đế Thành. Đáng chết, chắc là nó phát hiện hỗn độn bảo vật bên trong hội đấu giá. Ngăn nó lại, tuyệt đối không thể lại để cho nó khôi phục càng nhiều. Chương 3323 cuộc chiến cự linh. Tam Sinh Đế Tổ tức giận không kiềm chế được, mang theo Thiên Vu Đế Tổ cùng Kim Nguyệt Đế Tộc lo lắng đuổi theo. Bọn người Kim Nguyệt Đế Tổ đều gấp. Tam Sinh Đế Thành đang cử hành hội đấu giá. Không chỉ có hỗn độn bảo vật, còn tụ tập thần tộc cùng đế tộc những tinh cầu khác. Nếu như bị xúc sinh kia tận diệt, Thiên Võ Tinh bọn hắn sẽ đi đến bước đường cùng. Một tiếng gáy to, âm thanh vang xa vạn dặm. Hỗn độn cự bằng thấy được bộ dáng hỗn độn linh thể, lại là cự mãng. Cuồng phong gào thét, mênh mông vạn dặm. Hỗn độn cự mãng thấy được hỗn độn linh thể mà người thần bí nói, lại là bằng điểu. Ầm ầm. Hỗn độn bạo động, thiên địa sôi trào. Hai đầu hỗn độn cự linh đồng thời hét lên giận dữ,
hoành kích khung trời 3 vạn dặm, tỏa ra cường quang vô tận, khuấy động đế uy tuyệt thế, đối diện đụng vào nhau. Móng vuốt cự bằng che trời, vô cùng sắc bén, tàn nhẫn chộp tới đầu cự mãng. Đồng thời 10 mắt tranh nhau phát sáng, tuôn ra ánh sáng diệt thế kinh khủng, theo thứ tự là hỗn độn chân viêm, như vạn hỏa bạo động, hỗn độn chân lôi, như lôi tổ nổi giận, hỗn độn cương khí, hủy trời diệt đất, hỗn độn chân nguyên, thiên địa đổ sụp. Cự mãng mặc cho cự bằng bắt lấy đầu, 18 cánh gào thét chấn kích, ngạnh kháng ánh sáng diệt thế, cái đuôi nó kéo dài mấy ngàn dặm thuận thế cuốn lấy cự bằng. Thân thể hỗn độn của cự mãng lao nhanh, ẩn chứa lực lượng kinh khủng không có tận cùng, như có thể quay quanh toàn bộ tinh cầu, cũng vỡ nát nó. Giống. Hai tiếng hét giận dữ đồng thời vang lên, móng vuốt cự bằng chụp nát đầu cự mãng, trực tiếp cắm vào bên trong đầu, ngực bụng nhấc lên, há mồm phun ra hỗn độn chiều dâng, đánh vào trong mồm cự mãng tê khiếu mở rộng. Mà cự mãng mãnh liệt đong đưa 18 cánh thịt, giống như hỗn độn chiến đao mãnh liệt phách chạm lấy thân thể cự bằng, đồng thời thân rắn điên cuồng quấn quanh, đè xuống thân thể cự bằng. Vừa mới đối mặt, chiến đấu đã trở nên thảm liệt. Cái này tuyệt đối không giống như chiến đấu đế cấp, càng giống như dã thú đang chém giết. Dù sao bọn hắn đều là đồng loại, đều sinh ra từ thế giới hỗn độn, đều có thể phóng thích năng lượng hỗn độn, cũng đều có thể cảm giác được thương thế của đối phương, cho nên cách không đối oanh năng lượng không có chút ý nghĩa nào, ai cũng phun không chết ai, ai đều hao tổn không chết ai, dứt khoát trực tiếp chém giết gần người. Nhìn ai có thể ăn ai. Hai đầu hỗn độn cự linh chém giết thảm liệt, từ hoang dã giết tới bầu trời, từ bầu trời va vào hư không, cuồng loạn nửa ngày sau giết tiến vào vũ trụ. Dã man đánh giết, sôi trào hỗn độn, dẫn dắt năng lượng hỗn độn xung quanh thiên võ tinh kịch liệt ba động, như là mưa to gió lớn trùng kích đại dương, sóng lớn ngàn vạn trọng. Người canh giữ trong tinh vực, tất cả cường giả đế cấp trong tinh cầu toàn bộ bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Thiên nguyên tinh vực, Lãnh Tuyền bế quan tu dưỡng thức tỉnh, cách màn trời, nhìn phương hướng thiên võ tinh. Dù cách xa xôi mấy ngàn vạn dặm thâm không, nhưng hình thể hỗn độn cự linh quá to lớn, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ. Là ai đang trấn áp hỗn độn cự bằng? Không nên. Nàng rõ ràng làm qua thương lượng cùng thiên nguyên đại thiên đế, đế tộc thiên võ tinh sẽ không đuổi hỗn độn cự bằng đi. Chẳng lẽ hỗn độn cự bằng mạo phạm nơi đó? Cũng không nên, nàng đã bí mật liên hệ thái thượng đế tộc cùng chí tôn đế tộc, yêu cầu phối hợp đế hoàng tộc cạnh tranh hỗn độn linh vật nơi đó, hỗn độn cự bằng không cần mạo phạm nơi đó. Là ai? Nhìn hình thái vậy mà tương tự cự bằng. Sâu trong thiên mạch tinh. Trong bí cảnh thái thượng đế tộc, linh hồn hắc độc đang tế luyện hỗn độn linh hầu mở ra đôi mắt âm trầm, ngắm nhìn thiên võ tinh phương xa. Hỗn độn linh hầu yên lặng bị kích thích, lại có xu thế thức tỉnh. Hắc độc ngóng nhìn thâm không, định thần dò xét lấy chiến tranh nơi đó. Hỗn độn linh vật sao? Là cường giả trong vũ trụ tới. Sâu trong thiên tổ tinh. Bạch hổ, cự long cũng đều lần lượt thức tỉnh từ trong ngủ mê, đế uy kinh khủng đang thức tỉnh, trong đôi mắt sáng tỏ cuồn cuộn lệ khí. Ai dám khiêu khích hỗn độn cự bằng bọn hắn? Đám đại đế thiên võ tinh đều chán sống sao? Bọn hắn lựa chọn yên lặng chỉ là không muốn gây phiền toái, không có nghĩa là bọn hắn dễ ức hiếp. Thiên võ tinh, chém giết bên ngoài tam sinh đế thành vẫn còn tiếp tục, mà càng ngày càng điên cuồng. Tần Diễm đánh đâu thắng đó, đại sát tứ phương. Nhưng bọn người Dực Lâu tiếp nhận áp lực thật lớn, dù sao huyết mạch cùng võ pháp chênh lệch còn ở đó, mà thực lực của người Vân Liên hắn ngay cả 1/3 đều không có khôi phục lại. Tuy nhiên, sau khi 72 pho tượng đang kéo dài năng lượng dành dụm, phát khởi một vòng bạo kích mới, mục tiêu nhắm ngay những thần linh kia, cưỡng ép quấy nhiễu chiến trường. Khương Phàm thì đưa ánh nhìn phía thâm không, cách tầng tầng mây mù, theo dõi chiến đấu bên trong hỗn độn hư không. Vẫn rất mạnh nha. Khương Phàm có chút đánh giá thấp thực lực hỗn độn cự bằng, không nghĩ tới bị xóa đi mấy trăm ngàn năm, lại còn nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy. Mà thập bát dực hỗn độn cự mãng được những hỗn độn linh vật kia của hắn điều trị, nhưng không có đạt tới trình độ hắn mong muốn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, hình thể hỗn độn cự mãng vượt xa linh hầu cùng cự bằng, thực lực hẳn là càng mạnh mới đúng. Chỉ cần khôi phục bộ phận, hẳn là có thể hình thành áp chế. Kết quả không như ý. Khương Phàm cùng Hướng Vãn Tình nháy mắt, liếc mắt sâu trong đế thành. Hướng Vãn Tình hiểu ý, lặng yên rời khỏi. Lúc này bọn người Dairon đều đã chạy tới nơi đây, thét lên ra lệnh cường giả đế tộc toàn diện mở ra pháp trận bảo vệ, chống cự chiến trường nơi xa tác động đến. Sắc mặt Dairon âm trầm,
nói không thể vượt qua biên giới tuyến 3.000 dặm, kết quả đám hỗn đản này trực tiếp khai chiến ngay đường biên giới. Thần uy cường đại ba động, cuồn cuộn mấy ngàn dặm, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào tường thành đế thành, mang cho đế thành kịch liệt trùng kích. Chương 3324 tiếp viện. Nhất là người điên Dực thần tộc xin mời kia, mọi cử động đều dẫn dắt đại địa gợn sóng, địa tầng lay động, để tam sinh đế thành giống như hòn đảo trên biển, tiếp nhận trùng kích cực lớn. Lúc này Tặc Điểu đã đi vào nội thành. Mặc dù đế cung toàn diện phong cấm, nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, đế cung phong tỏa quá nhanh, không kịp di chuyển bảo vật, lâm thời để ở trong góc quảng trường. Đây mặc dù là hành động bất đắc dĩ, cũng là biểu hiện tự tin. Dù sao ai dám trộm đồ của đế tộc? Đây không phải chán sống đơn giản như vậy. Trăm vạn năm trôi qua, đều không có ai dám đến cửa ra vào đế cung bọn hắn trộm cướp. Bọn hắn không sai. Nhưng bọn hắn lần này gặp được người gan lớn. Còn là chủng loại vô thiên vô pháp không cách nào kia. Ầm ầm. Giữa trời vang một tiếng thật lớn, vạn đạo cường quang, sáng chói chói mắt. Toàn bộ quảng trường đều bao phủ bên trong quang hải. Các cường giả trấn thủ nơi này đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt chừng đến căng tròn, đột nhiên cường quang đâm vào để bọn hắn kêu thê lương thảm thiết, con mắt đều rịn ra máu. Quảng trường khẩn trương an tĩnh lập tức hỗn loạn. Bọn hắn ôm con mắt kêu thảm, muốn cưỡng ép mở mắt thấy rõ tình huống, nhưng vừa mới mở ra khe hở, ánh sáng mãnh liệt giống như cương châm đâm vào trong mắt. Bọn hắn cưỡng ép phóng thích năng lượng, muốn tiến hành uy hiếp, kết quả nhao nhao ngộ thương đồng bạn, suýt chút nữa đánh nhau. Bọn hắn muốn định thần dò xét, nhưng giữa thiên địa tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, không gian vặn vẹo, cái gì đều dò xét không đến. Cũng may ánh sáng mãnh liệt chỉ tiếp tục rất thời gian ngắn, vài phút mà thôi. Xảy ra chuyện gì, ai chú ý không? Xảy ra chuyện gì, cường quang từ đâu tới? Còn tốt hết không, tuyệt đối không nên loạn. Mẫu thân nhà hắn, ai thất đức như vậy, ánh sáng quá mạnh. Con mắt của ta, đau quá, đau. Bọn thủ vệ tản mát hét to, thử thăm dò mở ra con mắt rớm máu. Nhưng ánh sáng mạnh còn mang theo nhiệt độ cao, tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Có vài người tạm thời mù, có vài người ánh mắt mơ hồ. Bọn hắn nhao nhao đứng tại chỗ, vận chuyển linh lực chữa trị thương thế. Sau một phen giày vò, ánh mắt sốt cuộc cũng xem như khôi phục. Bọn hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, đồng bạn bên cạnh đều không có sao, hết thảy đều rất bình thường. Tình huống như thế nào? Chiến đấu đánh tới nơi này rồi à? Là chiến đấu trong vũ trụ lan đến gần nơi này. Rất nhiều người nhìn về phía bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài tầng mây có lấp lóe cường quang, nhưng cách nơi này quá xa. Lúc này, một vị đội trưởng đội thị vệ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng mật thất trấn thủ. Mật thất là đang đóng, nhìn không có gì khác thường. Nhưng, lại cẩn thận quan sát, phía trên mật thất giống như có vết tích thiêu đốt. Đội trưởng đội thị vệ gian nan nuốt ngụm nước bọt, hô hấp đều trở nên dồn dập, hắn đột nhiên giật mình, vội vã vọt tới. Sau khi bọn thị vệ chú ý tới, cũng đều đi theo. Bành! Đội trưởng đội thị vệ bỗng nhiên mở cửa đá mật thất. Cửa đá bố trí phong ấn, theo lý mà nói mở không ra, kết quả hắn vừa dùng lực, cửa đá vậy mà ù ù mở rộng. Bên trong tia sáng lờ mờ, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng đầu đội trưởng đội thị vệ ông, ngồi liệt trên mặt đất. Trong mật thất lẽ ra tồn phóng các loại hỗn độn linh bảo, cũng hẳn là lóe ra hào quang chói sáng. Làm sao lại đen? Đồ bên trong đâu? Bọn thị vệ thất kinh. Nhao nhao vào tới trong mật thất. Trống rỗng. Cái gì cũng bị mất. Không. Tức giận gào thét vang vọng quảng trường. Tới tay. Hướng Vãn Tình ngăn lại Tặc Điểu. Ta tự mình ra tay, còn có thể chạy không? Tuy nhiên ta xem bọn hắn đáng thương, thuận tiện lưu lại ít đồ. Cái gì? Một cây lông vũ xích dương thú, ha ha. Đi thôi, đến hỗn độn hư không, đồ đều ném cho cự mãng. Toàn bộ, ngũ hành tổ sơn thì sao? Muốn hình thành áp chế tính ưu thế, nhất định phải ném hết cho nó. Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu kích phát huy lực âm dương, diễn biến bát quái lưỡng nghi, bên trong mê quang hoa mỹ biến mất không còn bóng dáng. Hỗn độn hư không? Hỗn độn cự mãng cùng hỗn độn cự bằng giết hừng hực khí thế. Ầm ầm, ngươi là thủ vệ bí mật thiên võ tinh, chỉ có chút thực lực ấy, ngươi cũng xứng. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh kích thiên. Cánh lớn ngàn dặm nhấc lên cuồng phong vô tận, dẫn dắt hỗn độn chiều dâng thiên võ tinh như sóng lớn sôi trào, chấn áp tới phía cự mãng. Ta đụng chết ngươi.
Cự mãng mãnh liệt nhấc lên, thân thể rách dưới nhanh chóng khép lại, 18 cánh thịt đều giơ cao, mỗi cánh thịt đều giống như vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ năng lượng hỗn độn thiên võ tinh, cũng không sợ chết đụng tới. Hỗn độn bạo động, đất trời lay động, tất cả dính líu thiên võ tinh đều tại ù ù rung động. Hỗn độn cự bằng cùng hỗn độn cự mãng lần nữa dây dưa cùng một chỗ, huyết nhục văng tung tóe, lông vũ tung bay, tràng diện cực độ thảm liệt. Bọn hắn giết điên cuồng, cũng giết mỏi mệt. Bọn hắn đều rất muốn mau chóng giết chết đối phương, nhưng đều sâu sắc cảm giác được đối phương cường đại. Hỗn độn chi linh, thiên địa biến thành, vạn đạo chỗ cỗ, thật rất khó hủy diệt. Vết thương da thịt nhìn như thảm liệt, đảo mắt đã có thể ngưng tụ khí tức hỗn độn tái tạo. Bọn bây giờ hắn chính là đang liều tiêu hao, chính là đang liều ý chí, nhìn ai trước tiên co lại, ai rút lui trước. Tuy hỗn độn cự bằng rõ ràng có lực lượng, bởi vì sát thiên chiến đội đều ở trên những tinh cầu khác. Hắn cực lực đẩy chiến trường lên thâm không, trùng kích vũ trụ, chính là để tỉnh cho bọn hắn một câu. Tin tưởng không dùng đến hai ngày, bọn hắn có thể tới một hai người. Dù chỉ là một chi đội ngũ, cũng có thể làm cho hắn thay đổi chiến trường. Đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được hắn thôn phệ cự mãng này. Lại phụ trợ hỗn độn bảo vật bên trong tam sinh đế thành, hắn có hy vọng trở lại đỉnh phong. Oanh! Chém giết thảm liệt lại lần nữa tách ra. Hỗn độn cự bằng bị 18 cỗ cuồng phong tung bay, tháo chạy mấy ngàn dặm. Chương 3325 một mẻ hốt gọn. Toàn thân hỗn độn cự mãng rách dưới, giống như viên thiên thạch đánh tới hỗn độn hư không, nổ lên huyết thủy đầy trời cùng hỗn độn chiều cường. Hỗn độn cự bằng, bắt đầu chiếm thượng phong. Ngươi gánh không được sao, ta còn không có tận hứng đâu. Hỗn độn cự bằng cưỡng ép ổn định, tiếng gáy to thâm không, hai cánh mãnh liệt chấn động, nhấc lên hỗn độn chiều dâng, đánh rách tả tơi vũ trụ mịt mờ, lần nữa đuổi giết hỗn độn cự mãng. Ồn ào cái rắm, giết ta lại nói. Hỗn độn cự mãng tức giận không kiềm chế được, thân thể hơn nghìn dặm quay quanh mãnh liệt tại hỗn độn hư không. 18 cánh thịt rách mướp cao cao chấn kích, mắt thấy là phải trùng sát ra ngoài. Đại gia hỏa, ổn định, đừng nóng vội. Tặng thuốc cho ngươi. Chính là chúng ta thả ngươi đi ra. Lại chuẩn bị cho ngươi năng lượng hỗn độn. Từng tiếng lo lắng gào thét đột nhiên truyền đến từ phía dưới. Hỗn độn cự mãng vặn vẹo thân thể, nhìn về hướng màn trời bị phá vỡ phía dưới, hai tiểu bất điểm tiến vào hỗn độn hư không. Tất cả đều là hỗn độn linh vật, tranh thủ thời gian khôi phục. Chơi hắn vào chỗ chết. Chỉ cần hắn chết, ngươi có thể trở lại đỉnh phong. Coi trọng ngươi. Tặc điểu vung ra hỗn độn linh vật, tranh thủ thời gian cùng hướng vãn tình phối hợp, kích phát âm dương chi đạo, nhanh chóng biến mất. Hai cự vật to lớn này chém giết quá kinh khủng, không nên ở lâu. Càng quan trọng hơn là không thể bị hỗn độn cự bằng phát hiện. Hỗn độn cự mãng mãnh liệt nhấc lên, mở ra miệng rộng giống như núi trời, nuốt về hướng bao y phục tong không gian. Bao y phục phá toái, số lượng lớn hỗn độn linh vật rơi xuống trong miệng. Ngũ hành tổ sơn lay động mãnh liệt, diễn biến ra minh mông khí tức ngũ hành, va chạm xuất ra tự nhiên chiều dâng. Đồ tốt, hỗn độn cự mãng vui mừng, quả quyết vỗ cánh bay lên không, tránh né hỗn độn cự bằng chém giết, nhanh chóng luyện hóa năng lượng hỗn độn. Những thứ này mặc dù đều là hỗn độn linh vật thế giới thần cấp, nhưng dù sao cũng là hỗn độn chi nguyên thế giới diễn biến, quá quý giá quá cường đại. Không đến mức để hỗn độn cự mãng trở lại đỉnh phong, nhưng đủ để tăng lên hai phần thực lực. Hai phần thực lực. Trên chiến trường thế lực ngang nhau, đủ để thay đổi chiến trường. Ngươi chạy chỗ nào? Hỗn độn cự bằng vỗ cánh cuồng kích, thề giết hỗn độn cự mãng. Hỗn độn cự mãng cần thời gian luyện hóa, chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Đứng lại cho ta. Hỗn độn linh thể chính là con của vũ trụ, chỉ có thể chiến tử, tuyệt đối không lùi bước. Hỗn độn cự bằng triển hiện tốc độ cực hạn, khóa chặt hỗn độn cự mãng theo đuổi không bỏ. Nhưng 18 cánh thịt của hỗn độn cự mãng cũng không phải bài trí, tốc độ càng nhanh hơn xa hỗn độn cự bằng. Hắn nhanh chóng hoành hành trong hỗn độn hư không, mượn nhờ năng lượng hỗn độn mãnh liệt che giấu khí tức mình đang khôi phục. Chém giết thảm liệt rất nhanh biến thành đuổi bắt. Hỗn độn cự bằng rất kích động, khổ chiến lâu như vậy chính là cự mãng lùi bước, nhưng tốc độ cự mãng quá nhanh, hắn rõ ràng có thể một mực khóa chặt. Làm thế nào đều đuổi không kịp. Một đầu cự mãng dài đến hơn 1.000 dặm, một đầu cự bằng dương cánh ngàn dặm, người đuổi ta chạy vậy mà vòng quanh xoay đủ một vòng thiên võ tinh khổng lồ. Khi bọn hắn rốt cuộc trở lại nguyên điểm, hỗn độn cự mãng mãnh liệt nhấc lên, đột nhiên quay người, mở ra miệng to như chậu máu,
nhào về phía hỗn độn cự bằng. Chút tài mọn, ta chờ chính là giờ khắc này của ngươi. Hỗn độn cự bằng mặc dù đuổi sốt ruột, đều đuổi theo đến chết lặng, nhưng từ đầu đến cuối luôn đề phòng cự mãng quay giáo một kích. Đây là chinh chiến hư không, vô số chiến tranh, tích lũy ra kinh nghiệm. Hắn không chần chờ chút nào, hai cánh mãnh liệt triển khai, cưỡng ép ổn định thân thể đuổi bắt, tất cả quang vũ bên trên lấp lóe mãnh liệt cường quang, như là triển khai hai thế giới, bên trong hiện lên sơn hà, cẩm tú phồn hoa, đồng thời mười mắt lưu chuyển, bộc phát ra tuyệt thế chiều dâng hủy trời diệt đất, toàn bộ đánh về phía hỗn độn cự mãng. Miệng hỗn độn cự mãng đầy răng nanh, kịch liệt gáy to, 18 cánh thịt từ đầu đến cuối đang tích xúc năng lượng, giờ khắc này mãnh liệt chấn kích, để hỗn độn hư không đều ầm vang sụp đổ, vũ trụ mịt mờ phá thành mảnh nhỏ, như là vượt qua không gian, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mà cực độ linh hoạt, cơ hồ là đuổi sát 10 cỗ chiều dâng của hỗn độn cự bằng, đối diện xuất hiện ở trước mặt hỗn độn cự bằng. Thực lực tăng vọt, tại thời khắc này hoàn mỹ hiện ra. Răng rắc. Hỗn độn cự mãng hung tàn cắn cái cổ hỗn độn cự bằng, cái đuôi trắng kiện thuận thế quấn chặt lấy toàn thân. 18 cánh thịt bỗng nhiên tụ tập, bao viên toàn bộ cự bằng vào trong thân thể. Hắn bay lên nhấc lên, thân hình khổng lồ hơn 1.000 dặm đảo mắt biến thành siêu cấp thịt trứng. Hỗn độn cự bằng mãnh liệt nhấc lên, điên cuồng giãy giụa, móng vuốt bên trong cuồn cuộn hỗn độn, diễn biến thế giới, phát ra bạo tạc kinh khủng. Lông vũ tranh minh, hóa thành lít nha lít nhít sát kiếm. Tàn phá thân thể hỗn độn cự mãng. Nhưng, 18 cánh thịt hỗn độn cự mãng nặng nề cứng cỏi, tầng tầng bao vây, mãnh liệt đè ép, diễn biến năng lượng hỗn độn. Nhất là cái đuôi tráng kiện mãnh liệt quay quanh, năng lượng thật lớn cơ hồ muốn nghiền nát cự bằng. Kịch biến thế mà phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt. Cục diện chiến trường tùy theo đó nghịch chuyển. Hỗn độn cự mãng chìm nổi trong hỗn độn hư không, giống như một cái tinh cầu đang diễn biến. Toàn thân hắn lưu chuyển năng lượng kỳ diệu, không ngừng liên tục hấp thu hỗn độn lực lượng thiên võ tinh, ở bên trong điên cuồng thôn phệ năng lượng hỗn độn cự bằng, để tinh cầu này của hắn càng ngày càng cường đại. Hỗn độn cự bằng liều chết phản kích, không ngừng mà bộc phát, từ bên trong đánh hỗn độn cự mãng máu thịt be bét, cơ hồ muốn phá hủy nó. Đây là dã man quyết đấu, càng là giãy giụa sinh tử. Tựa như con mồi dây dưa nguyên thủy nhất trong giới tự nhiên, người không chết thì là ta vong. Răng rắc, cự mãng cắn nát cổ cự bằng. Răng rắc, cự mãng quấn nát thân thể cự bằng. Chương 3326 va chạm mạnh. Hỗn độn cự bằng kéo dài bộc phát, quyết không từ bỏ, nhưng hắn rõ ràng phát hiện cự mãng mạnh hơn so với trước đó. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trước đó đang ẩn giấu thực lực sao? Không thể nào. Đều là hỗn độn cự linh, hắn có thể phán đoán ra hư thực của đối phương. Vừa mới nãy là xảy ra chuyện gì? Một đạo khinh bạc la lên xuất hiện ở bên ngoài, như ẩn như hiện truyền đến bên trong. Hắc hắc, người biết chúng ta là người nào không? Các ngươi cứ nghĩ trốn đến thiên nguyên tinh vực, chúng ta sẽ không tìm được các ngươi. Ha ha, người trúng kế. Người không chỉ có trúng kế, người còn biến thành mồi. Cái chết của ngươi sẽ để cho bọn người lãnh tuyển tụ tập. Đến lúc đó, một mẻ hốt gọn. Thanh âm rất mơ hồ. Đến mức để hỗn độn cự bằng đều nghĩ là mình nghe lầm, ảo giác. Tử vong, rất đau đớn đi. Ha ha, hào hào hưởng thụ. Tặc điều cùng hướng vãn tình diễn biến âm dương pháp trận, thoáng hiện tại xung quanh hỗn độn cự mãng, sau đó nhanh chóng biến mất. Là bọn hắn đuổi trở về. Làm sao có thể, cái này sao có thể. Hỗn độn cự bằng đột nhiên luống cuống, kết quả thoáng thư giãn, toàn thân răng rắc giòn vang, vỡ nát phạm vi lớn. Đau khổ kịch liệt để hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng càng sụp đổ chính là thanh âm bên ngoài truyền lại tin tức. Khương Phàm, đi theo rồi. Thế giới của hắn sao có thể rời khỏi mảnh vũ trụ hoang nguyên kia? Sao hắn có thể biết nơi này? Mồi nhử. Một mẻ hốt gọn. Không. Hỗn độn cự bằng cuồng nộ giãy giụa, liều chết bộc phát, nhưng hỗn độn cự mãng lại gắt gao bao vây lấy nó, quấn quanh lấy nó, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của nó. Nó nóng lòng phát ra tín hiệu, nóng lòng cứu vớt đồng bạn, nhưng hỗn độn cự mãng bị phong ấn chấn áp trăm vạn năm đã vô cùng đau đớn và thù hận, hoàn toàn không phải có khả năng như nó tưởng tượng. Khi khí tức hỗn độn không ngừng liên tục tràn vào thân thể, loại cảm giác nhanh chóng khôi phục kia để cự mãng phấn khởi, loại cảm giác phóng tới đỉnh phong kia để cự mãng sao động, loại cảm giác sẽ phải báo thù kia càng làm cho cự mãng điên cuồng. Răng rắc, răng rắc, hỗn độn cự mãng càng quấn càng chặt.
hoàn toàn co lại thành một đoàn, 18 cái cánh thịt giống như là vỏ trứng không thể phá vỡ, tầng tầng bao vây lấy cự bằng ở bên trong. Thoạt nhìn như là một quả trứng, nhưng càng giống như là một hỗn độn luyện lô. Cự mãng vẫn càng mạnh. Tạc điểu âm thầm hít một hơi. Trăm vạn năm đều không có mài chết nó, đủ thấy tiềm lực của nó cường hãn như thế nào, thời khắc này cường thế áp chế, càng là đã chứng minh thực lực cự mãng. Bọn hắn tới. Hướng Vãn Tình đã nhận ra khí tức cường hãn đang tới gần, nhất định là năm vị đế tổ thiên võ tinh đã đến. Rút lui. Tạc điểu cùng Hướng Vãn Tình phối hợp, nghịch chuyển âm dương, di chuyển từ hư không. Năm tôn đế tổ của thiên võ tinh liên tiếp đột phá màn trời, xuất hiện ở bên trong hư không hỗn độn. Tam sinh đế tổ, thiên vũ đế tổ cùng kim nguyệt đế tổ ban đầu không có nóng lòng nhúng tay, muốn để hai hỗn độn cự linh tiêu hao lẫn nhau, thuận tiện chờ đợi thiên tuyền đế tổ cùng loạn thế đế tổ đuổi tới. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, con hỗn độn cự bằng thần bí kia hẳn là càng mạnh. Dù sao hỗn độn cự mãng cũng đã bị trấn áp dòng dã trăm vạn năm, đã như đèn cạn dầu. Tận chiến đấu trước mặt cũng xác thực như vậy, hỗn độn cự bằng chậm chậm bắt đầu chiếm thượng phong, hỗn độn cự mãng lại bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn cũng bắt đầu tính toán, có phải nhân cơ hội này, giải quyết triệt để hỗn độn cự mãng hay không? Dù sao chuyện cũng đã bại lộ, tiếp tục trấn áp đến trong bí cảnh hấp thu năng lượng chỉ sợ không thực tế, không nói nội bộ thiên võ tinh sẽ như đàn sói vây quanh, những tinh cầu khác càng sẽ nghĩ cách đến phá hư bí cảnh, còn không bằng trực tiếp tách rời, chia năm bộ phân. Phân biệt trấn áp đến bên trong đế thành riêng phần mình. Mặc dù không thể cung cấp tài nguyên lâu dài, nhưng đây là phương pháp tốt nhất để có thể bảo trụ siêu cấp tài nguyên này. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hỗn độn cự mãng đột nhiên phản kích, nghịch chuyển chiến trường, vây khốn hỗn độn cự bằng, còn bắt đầu luyện hóa. Nếu như hỗn độn cự mãng khôi phục đỉnh phong, chính là tai nạn cho thiên võ tinh cầu bọn hắn. Không có chút do dự gì, năm vị đế tổ đồng thời hành động. Xuất hiện ở bên trong hư không hỗn độn. Loạn thế hồng lưu. Loạn thế đế tổ sôi trào chiến huyết, nhấc lên ngàn vạn trọng quyền. Trọng quyền hoành không, như ngàn vạn tinh thần vắt ngang bầu trời, mang theo sát khí ngập trời, sát niệm vạn cổ, đánh ra loạn thế hồng lưu, đánh về phía hỗn độn cự mãng. Đế cốt Bika. Thiên tuyền đế tổ nhấc lên hủy diệt lĩnh vực thê lương, đất trời nghịch loạn, Bika tấu vang. Hư không mênh mông trải rộng ra dòng sông phát triển trăm vạn năm của đế quốc từ lúc sáng lập đến nay. Tất cả anh linh chiến tử, con dân tử vong, tất cả vong hồn vì đế quốc mà chết, đều như là thoáng hiện lao nhanh bên trong thủy triều lịch sử. Đế quốc Bika, tấu vang vũ trụ. Đế quốc thương vong, táng diệt cường địch. Đế quốc căn cơ, càng không dung dung chuyển. Thiên tuyền đế tộc từ bên trong bi thương vô tận mượn tới ý chí đế quốc bất khuất, đế quốc bất diệt. Đế quốc không suy khủng bố, đánh ra sát ý khủng bố táng diệt cường địch. Ai muốn hủy diệt đế quốc? Hỏi trước hàng tỷ sinh linh vì đế quốc mà chết một chút. Ai muốn trấn áp đế quốc? Hỏi trước trăm vạn năm lịch sử phát triển đế quốc một chút. Theo hai vị đế tổ bộc phát, ba vị đế tổ của thiên võ đại lục cũng đồng thời phát huy. Tam sinh đế tổ tế lên tam sinh thạch, cường quang mê loạn thâm không, mượn tới uy lực luân hồi cùng uy lực nhân quả khủng bố. Muốn triệt để chặt đứt sinh cơ cùng kiếp sau của hỗn độn cự mãng. Kim Nguyệt đế tổ tế lên vạn dặm Kim Nguyệt, đó là đế binh khủng bố mà các đời chủ nhân đế tộc huyết tế, đó là một viên tinh cầu màu đỏ ngòm đang thai nghén, đó càng là sát khí khủng bố có thể huyết tế chúng sinh. Chương 3327 lại thêm một tên. Thiên Vũ đế tộc Vũ Động Thiên Vũ chiến đao oanh minh, đất trời đồng bi, có thể làm cho vạn đạo pháp tắc sụp đổ, có thể làm cho ý chí thế giới suy bại. Có thể làm cho minh mông tinh cầu khô kiệt. Ầm ầm, hỗn độn cự mãng bị năm đòn thế công toàn thịnh của năm đế tổ bao phủ, nổ lên huyết thủy đầy trời, lộ ra bạch cốt âm u. Hỗn độn cự mãng bỗng nhiên chìm xuống, cơ hồ muốn rơi xuống thiên võ tinh cầu. Nhưng nó không có bất kỳ sự buông lỏng gì, gắt gao dây dưa hỗn độn cự bằng, 18 cái cánh lớn diễn biến hỗn độn luyện lô, kéo dài luyện hóa, không ngừng liên tục khôi phục. Hỗn độn cự bằng đã nhận ra thế công phía ngoài, ý chí vừa mới tuyệt vọng lại lần nữa khôi phục, điên cuồng phản kích, từ phối hợp nội bộ. Không nôn nóng, không nôn nóng, không nôn nóng. Hỗn độn cự mãng gắt gao dây dưa, phát ra tiếng nói trầm thấp lạnh lùng. Không nôn nóng. Ta, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Không nôn nóng. Hỗn độn cự bằng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết thôi. Không nôn nóng. Thiên võ đế tộc, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón lửa giận của ta. Ầm ầm. Thâm không bạo động.
năm vị đế tổ toàn diện tiến công, hỗn độn cự bằng liều chết phản kích, đều mang cho cả viên tinh cầu trùng kích nghiêm trọng. Thiên võ tinh cầu mặc dù là tinh cầu đại đế cấp, có thể chịu đựng cực hạn tới gần 10 cường giả đế cấp, nhưng đó là cực hạn. Huống chi thiên võ tinh là tinh cầu tị nạn, ẩn tàng cường giả rất nhiều. Bây giờ càng là bởi vì sự kiện hội đấu giá, tụ tập càng nhiều cường giả thần cấp. Cho nên, hỗn độn hư không đế cấp chém giết cùng thần linh bên trong tinh cầu, làm cho cả tinh cầu tiếp nhận áp lực thực lớn. Bầu trời oanh minh, như muốn rơi xuống mặt đất. Đại địa lay động, địa chấn tàn phá bừa bãi, giống như muốn tách rời tinh cầu. Đang tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, một viên thiên thạch sáng chói chói mắt vạch phá bầu trời, phá tan hộ giả hư không, ầm ầm xẹt qua bên cạnh hỗn độn cự mãng, qua trước mặt năm vị đế tổ, phá tan hỗn độn hư không, phá toái màn trời, đánh tới Tam Sinh Đế Thành. Ầm ầm, cự đỉnh lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới Thiên Võ Đại Lục, điểm va chạm vừa lúc ở bên ngoài Tam Sinh Đế Thành. Cự đỉnh chính là đại địa mẫu đỉnh bên trong thế giới Tu La, mà là tòa mẫu đỉnh thứ 5 rời khỏi, đã từng trấn áp 2 triệu dặm sơn hà. Hắn vừa vặn gánh chịu lấy ý thức của Tần Diễm, dao động tại tinh vực gần đó, sau khi đạt được triệu hoán thì nhanh chóng di chuyển tới. Trọng lượng đại địa mẫu đỉnh tương đương với 2 triệu dặm sơn hà biến thành, trọng lượng khủng bố như thế, tốc độ khủng bố như thế, tự nhiên mà đã dẫn phát va chạm kinh khủng. Răng rắc, địa tầng nứt gãy, kéo dài mười mấy vạn dặm địa tầng, giống như tấm ván gỗ bị đánh nát, bỗng nhiên nhấc lên, quy mô quá lớn, cơ hồ lật tung cả trời. Bụi mù ngập trời, gió lốc gào thét. Đá vụn cuồng kích, oanh minh điếc tai. Bản khối vỡ vụn nhấc lên mạch nước ngầm cuồn cuộn, nhấc lên biển dung nham mãnh liệt, còn dãy núi, thôn xóm, thành trấn, thậm chí là trên mặt đất Tam Sinh Đế Thành không có chút phòng bị nào, đều nhấc lên cao. Mười mấy vạn dặm vỡ vụn, đưa tới chấn động trong thời gian cực ngắn quét sạch kéo dài hơn 100 dặm Thiên Võ Đại Lục. Vết nứt cuồng dã lan tràn, vô tình phá mở dãy núi, rừng rậm, hoang mạc, hồ nước, có chút vết nứt còn lao thẳng tới địa tầng, giống như vực sâu, có chút vết nứt va chạm đại dương mênh mông, chạm đến đáy biển, dẫn phát đại dương rung chuyển. Số lượng lớn sinh linh đều bất thình lình bị trùng kích nuốt hết. Tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ, tiếng oanh minh, theo va chạm vang vọng đất trời. Các hải dương, đại lục khác, tất cả sinh linh đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phương hướng va chạm, đập vào mắt là mây mù phóng lên tận trời. Cả viên tinh cầu đều bị đợt va chạm kinh khủng này quét ngang ra ngoài mấy trăm dặm. Những tinh cầu khác đều bị thanh âm vô cùng kinh động này làm cho kinh động, ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng có thể thấy được tràng diện thiên võ tinh cầu bị va chạm. Ầm ầm, tại đầu nguồn va chạm, đá vụn như mưa, bụi mù cuồn cuộn, ba động khủng bố thanh lý chống không chiến trường xung quanh. Tất cả đang chém giết cường giả đều đã bị cuốn ra ngoài. Ngay cả 72 pho tượng đều mất đi khống chế, bay ra ngoài mấy trăm đến gần nghìn dặm. Ở ngoài mấy ngàn dặm Tam Sinh Đế Thành, theo địa tầng tách rời, bắt đầu dựng ngược lên toàn bộ, mặc dù được pháp trận bảo vệ, hình dáng chỉnh thể không có sụp đổ, nhưng mấy trăm dặm nội bộ đế thành, tất cả cường giả đều giống như trời mưa hoa rơi, bay vào phía dưới tường thành. Đột nhiên xuất hiện tai nạn, để năm vị đế tổ đang tiễu trừ thâm không muốn rách cả mí mắt. Đây là tinh cầu của bọn hắn, đây là nhà của bọn hắn. Ai dám làm càn như vậy? Cuồng vọng! Thiên võ tinh cầu há lại cho cuồng đồ các ngươi làm ác. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Thiên nguyên tinh vực. Đế tổ tức giận không kiềm chế được, liên tiếp bỏ qua hỗn độn cự linh, điên cuồng nhào về phía đầu nguồn bạo tạc. Tam sinh đế tổ cơ hồ muốn nổ tung, tên hỗn đản kia chạy đến đế thành của hắn sao? Mẫu thân nó, ngươi nhìn một chút xem, suýt chút nữa đã nện vào ta. Tại đầu nguồn hỗn loạn, Tần Diễm chật vật xốc địa tầng lên, chỉ vào cự đỉnh gầm thét. Ta đều tới, ngươi không cảm nhận được, ngươi không tránh không cần, ta cho là ngươi đang chỉ dẫn ta đây. Nương theo tiếng cười lạnh lẽo, cự đỉnh nguy nga sôi trào lên khí tức huyền hoàng ngập trời, ngưng tụ thành tuyệt thế chiến khu, cao tới ngàn trượng, điêu luyện thẳng tắp, toàn thân hiện ra cường quang, như là tinh kim rèn đúc mà thành, tản ra uy lực nặng nề vô tận. Hắn lắc lắc cổ, hoạt động bả vai, chiến khu ngàn trượng dần dần ngưng tụ, cho đến khôi phục lại hình thể bình thường. Ta đi ra trước, ta là đại ca, ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Đi ra trước thì coi như đại ca sao, ngươi gọi Tần Niệm đại ca. Đừng kéo cái khác cho ta nói chính là chúng ta. Đi ra trước, vậy mà yếu nhất, ai nha nha, thật không ngại. Chương 3328 điên cuồng.
nếu không phải lão tử bị yêu cầu trấn thủ ở chỗ này, sớm nấu lại trùng tạo. Lần này kết thúc, người giữ lại, lão tử phải đi về. Ha ha, người trấn nơi này 800.000 năm, đều không có thấy Dực thần tộc được ngươi đỡ đến lên đế tộc, cuối cùng còn phải để ta tới. Nếu ta là ngươi, đều không có mặt trở về. Nhìn thấy thiên dực chiến tộc đều không có ý tứ chào hỏi. Mẫu thân nó, đầu ngươi bị rót đất vào sao? Bọn hắn không đủ tiềm lực, làm sao biến thành đế tộc? Chẳng lẽ dựa vào ta sao? Chúng ta cùng thiên nguyên thiên đế có ước định, có thể ở chỗ này đến đỡ thế lực, nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay quá độ. Ta có thể trấn áp thái thượng đế tộc, bảo đảm dực thần tộc là thần tộc đứng hàng thiên mạch đầu tiên, đã là. Được, ngừng, không dứt, ta không kêu ngươi đại ca, gọi ngươi đại tỷ đi. Lắm chuyện như thế, nói mãi không xong. Đại ca ngươi đang nói chuyện, ngươi nghe cho ta. Lần này ta cưỡng ép nhúng tay, còn gọi ngươi tới, là rốt cuộc dực thần tộc cũng đợi được cơ hội. Một tinh cầu thần cấp vừa mới mở ra thời đại hồng hoang, một tinh cầu hoàn toàn là dực nhân khống chế, bọn hắn bị đế tộc nơi này công hãm, kéo tới mấy triệu tộc nhân, còn có 3 vị tổ thần. Chỉ cần có thể, lão ngũ, đại ca nói chuyện với ngươi, ngươi chăm chú nghe cho ta. Lão đại đang giới thiệu tình huống, đột nhiên phát hiện tên kia nha lại đang ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không có ý tứ phản ứng. Mẫu thân nó, ngươi nghe cho ta. Lão đại lẻn đến phía trước, quất một bàn tay vào cái ót lão ngũ. Bang, âm thanh oanh minh, giống như hai kiện thần binh lợi khí đụng vào nhau. Lão ngũ thở ơ, nhìn lên bầu trời, càng nhăn chặt lông mày. Đó là cái gì? Năm đế tôn giết tới, tranh thủ thời gian nghênh chiến. Ta là hỏi, cái kia là cái gì? Một hỗn độn cự linh, không biết từ đâu xuất hiện. Ta hỏi là, còn bên trong kia? Sắc mặt lão ngũ dần dần nghiêm trọng lên, trong đôi mắt dâng lên cường quang, nhìn thấu màn trời, ngóng nhìn hỗn độn cự mãng, mơ hồ thấy được một hình dáng bị đè ép đến biến hình. Tựa như là hỗn độn cự bằng, thiên nguyên tinh vực không hổ là tinh vực mở ra toàn diện, bên ngoài khó gặp hỗn độn cự linh, vậy mà nơi này lại xuất hiện hai con. Tuy nhiên hai con hỗn độn cự linh kia đều không phải quá mạnh, so với phụ thân Du Thiên Côn bằng kém thật không phải một hai cấp bậc. Hỗn độn cự bằng, không nên. Cái gì không nên? Dưới trướng Thương Thiên có một con hỗn độn cự bằng cấp chí tôn. Chuyện khi nào, hắn từ chỗ nào lấy được, nhìn thấy phụ thân có Du Thiên Côn bằng bồi tiếp, hắn liền kiếm một con hỗn độn cự bằng. Có phải chuyện gì cũng đều học phụ thân hay không? Là chuyện sau khi ngươi rời khỏi. Lão ngũ thể hiện quái dị, đây là trùng hợp sao? Hỗn độn cự linh là kỳ tích bên trong kỳ tích vũ trụ, so với tinh cầu đế cấp đều hiếm thấy gấp trăm lần. Nơi này không chỉ có, mà còn là hỗn độn cự bằng. Mà, nhìn lại lại càng giống như là con của Thương Thiên kia. Nhưng cảnh giới kém xa. Con hỗn độn cự bằng kia của Thương Thiên là chí tôn đế cấp, lại còn là chiến sủng của nữ tử Thương Thiên, Lãnh Tuyền. Các đế tổ thiên võ tới, ngươi ứng phó. Ta mang dực thần tộc về thiên mạch tinh. Tần Diễm bay lên không, tận tình gào thét trong phế tích sụp đổ. Dực thần tộc, còn thở thì đều bay lên cho ta. Tiến công, tam sinh đế thành, mấy triệu dực nhân, toàn bộ mang về thiên mạch tinh. Bất luận là ai, dám can đảm ngăn cản, giết. Giết giết giết. Oanh. Bành. Bành bành. Dực Lâu, dực Diễn, dực Huyên và các cường giả dực thần tộc liên tiếp xốc lên địa tầng mai táng bọn hắn phóng lên tận trời. Bọn hắn huy động cánh chim kiêu ngạo, sôi trào uy lực tự nhiên ngập trời. Tiến công đế thành. Hắn vừa mới nói chính là đế thành. Ầm ầm. Bọn người Vân Liên liên tiếp thoát thân, vọt tới bầu trời, ngắm nhìn đầu nguồn bạo tạc nơi xa. Đó là cái năng lượng gì? Vậy mà lại có thể va sụp toàn bộ địa tầng. Ở xa xôi đó là tam sinh đế thành giam cầm bọn hắn sao? Vậy mà lại dựng thẳng trong phế tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 72 pho tượng liên tiếp từ trong địa tầng giãy giụa đi ra, huy động cánh lớn ngàn trượng nổ bắn ra bầu trời, tình huống bên trong vô cùng hỗn loạn, tất cả dực nhân đều bị đâm đến thất điên bát đảo, nhưng bọn hắn đều có chút hoảng hốt, bên ngoài kêu cái gì? Tiến công đế thành, là ý thức chúng ta không rõ ràng, nghe lầm sao? Bảo vệ pho tượng, đều nhắm mục tiêu ngay tam sinh đế thành cho ta. 6 thần tôn, toàn bộ xúc thế, theo ta, giết vào tam sinh đế thành. Đầu tiên, Tần Diễm phấn chấn tinh thần, nhấc lên khí thức huyền hoàng toàn thân, giống như là từng con đại long vần quanh, chiến ý ngập trời, sát ý vô biên, hắn đạp tan phế tích,
giống như một mũi tên thoát cung, xuyên qua mảnh vỡ địa tầng nối tiếp san sát nhau phía trước, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, đánh tới Tam Sinh Đế Thành. Đế thành dựng thẳng ở nơi đó, bên dưới chôn phế tích, thượng kình cửu thiên. Số lượng lớn cường giả đều tầng tầng lớp lớp đọng lại ở phía dưới, hỗn loạn không chịu nổi, không thể động đậy. Tam Sinh Đế tộc, lập tức giao ra toàn bộ dược nhân. Nếu không nát pháp trận của ngươi, ta phá cổ thành của ngươi. Lúc thành phá đi, toàn thành chôn cùng Tam Sinh Đế tộc ngươi. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, đầu tiên, tần diễm đâm vào bình chướng trên đế thành. Ầm ầm. Tam Sinh Đế thành mãnh liệt lắc lư, bình chướng nổ lên gợn sóng, như ngàn vạn sóng lớn khuếch tán ra, cả tòa đế thành lắc lư kịch liệt, công trình kiến trúc bên trong bị liên miên phá toái. Ngay sau đó, đế thành kiên quyết ngoi lên, gào thét lên, sôi trào lên, vung lấy dòng người đè ép hỗn loạn bên trong, giơ lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ bay ra ngoài. Ba vòng. Dòng dã sôi trào ba vòng. Sau đó, đế thành hướng xuống, bị phế khư vùi lấp, nền tảng hướng lên trên, giống như thiên nhạc, chỉ phía xa bầu trời. Kiêu ngạo đế thành khuất nhục nằm nhoài trong phế tích. Dực thần tộc, các ngươi đang tìm cái chết. Chương 3329 tần diễm nhanh nhẹn dũng mãnh 1. Dairon và ba vị thần tôn, toàn bộ tung bay đè dòng người xuống, trong huyết thủy đầy trời, tức giận phóng tới đế cung. Tất cả cường giả bên trong đế cung đang nhanh chóng nhào về phía trận pháp bảo vệ, toàn lực duy trì pháp trận đế thành. Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên, Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt, sáu vị thần tôn lướt qua tần diễm, đánh tới đế thành. Nhưng không phải trực tiếp trùng kích, mà là giết tới một bên phía trước, chiến huyết sôi trào, thần lực cuồn cuộn, cùng lúc nổ bắn ra bay lên không, lục thần liên thủ, nhấc lên toàn bộ đế thành. Cường giả đế tộc ở bên trong vừa muốn quy vị lập tức đại loạn, từng người mất khống chế nhấc lên, đi loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, oanh, rầm rầm rầm. 72 pho tượng, lần thứ 3, cũng là một lần cuối cùng toàn diện phóng thích, đánh ra 72 mảnh cường quang hủy diệt, giống như 72 tôn thánh hoàng trọn vẹn phóng thích toàn diện, cơ thể bôn tập. Khi đế thành lần nữa dựng thẳng dậy, 72 đòn tấn công cường thế giáng lâm. Oanh, răng rắc, bình chướng đế thành gặp phải bạo kích hủy diệt, 72 lần va chạm, 72 cái vòng xoáy, 72 mảnh chiều dâng, đụng vào nhau, giao hòa lẫn nhau. Dung chuyển hệ thống phòng ngự của cả tòa đế thành. Cả tòa đế thành lần nữa nằm ngang tháo chạy mấy trăm dặm, đế thành vỡ vụn, mở ra màn trời, tràng diện rung động đến cực hạn. Đường đường là đế thành đế tộc, lại bị dày vò dã man chật vật như thế, càng là sỉ nhục đến cực hạn. Bành, bành, bành bành bành. Các cường giả chủ nhân đế quốc, liên tiếp từ trong phế tích leo ra, nhìn thấy tràng cảnh xa xa thì nhao nhao hít vào từng ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt đung đưa sự chấn kinh khó mà che giấu. Dực thần tộc điên rồi. Dực thần tộc, triệt để điên rồi. Đạo trích chương nào, dám mạo phạm Tam Sinh Đế tộc ta. Tam Sinh Đế tổ ở xa xa nhìn thấy đế thành nhà mình bị nhục nhã dã man thì lên cơn giận dữ. Hư ảnh kiếp trước cùng kiếp này hiện lên toàn bộ, kích phát ra chiến lực đỉnh phong, ngang nhiên đuổi giết cái thân ảnh cao cứ bầu trời kia. Ngươi là mắt mờ rồi. Ngươi gọi lão tử là đạo trích. Tần diễm thứ năm vặn vẹo cổ, răng rắc giòn vang, hoành không mà đi, nghênh kích Tam Sinh Đế tổ. Thời điểm trải qua Tam Sinh Đế thành, từ trên trời giáng xuống, mang theo trọng lượng khủng bố nặng nề đến cực hạn, ứng thanh vỡ nát pháp trận bảo vệ. 300 dặm đế thành đau đớn gào thét, chỉnh thể rơi vào địa tầng, cơ hồ hoàn toàn bị mai táng. Thật tốn sức. Tần diễm thứ năm không quên đùa cờ tần diễm đầu tiên, phóng lên tận trời, đuổi giết Tam Sinh Đế tổ. Ta là đang bức bách bọn hắn, ta là đang hình thành áp bách, thành phá, thật muốn đại ca ngươi đổ thành, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tần diễm đầu tiên cau chặt lông mày, nhất định để ta xuống đài không được. Siêu siêu siêu, Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt, lại không mập mờ chút nào, sau khi thành phá, trong chốc lát đã đuổi giết cạnh góc ngoại thành. Nơi đó là nơi đại biểu các tộc trước kia được an trí tham gia hội đấu giá. Bao gồm cả mấy chục vạn dực nhân mà Kim Nguyệt tộc khống chế, cũng bao gồm các dực nhân Thánh Vương Thánh Hoàng mà cường tộc khác đập xuống. Người khinh nhờn dực tộc, giết không tha. Bọn người Vân Liên đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn mặc kệ thân phận đám người kia như thế nào, bay lên liên hợp huy động lông trắng. Như vạn tên cùng bắn, như lôi đình cuồng kích, mỗi sợi lông vũ đều ẩn chứa thiên địa tạo hóa, hỗn độn diệu pháp, gào thét bạo kích, tăng vọt quy mô,
tràn ngập đất trời che mất mảnh kiến trúc bừa bộn kia, đánh về phía chiến thuyền bảy xoay tám lệch ra. Dừng tay, chúng ta là Thiên Vu đế tộc, ngươi biết kết quả giết chúng ta không? Dực tộc, các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta, nếu vũ tiễn rơi xuống thật, các ngươi sẽ lọt vào thiên nguyên tinh vực truy nã toàn diện, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Ta đứng ở chỗ này, ngươi dám giết ta sao? Đến đây, ngươi giết thử một chút. Đại biểu cường tộc lưu thủ, thương hội lão bản, nhao nhao chỉ vào bầu trời gầm thét. Bọn hắn coi là dực nhân chủ yếu là đe dọa, tại thời khắc cuối cùng khẳng định sẽ rút về. Nhưng, ầm ầm, oanh, bạo kích tràn ngập đất trời, để khu lưu thủ cùng hơn 10 dặm khu kiến trúc xung quanh, toàn bộ biến thành phế tích. Cường giả lưu thủ cao nhất là cảnh giới thánh linh, làm sao có thể tiếp nhận tổ thần tức giận như thế này? Không có bất kỳ lo lắng gì, toàn bộ biến thành thi hài. 72 pho tượng ngay sau đó đuổi tới, nghênh đón từ dực nhân chiến thuyền cùng trong lồng giam ra. Ba vị tổ thần không giảm lửa giận, liên tiếp nhấc lên, đuổi giết khu đế cung nội thành. Ổn định, toàn bộ ổn định cho ta. Không chết đều leo ra cho ta. Dairon tức giận gào thét, thét lên ra lệnh tộc nhân trong phế tích. Đế tộc kéo dài trăm vạn năm, chưa bao giờ gặp qua tấn công như vậy, đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục của đế tộc, càng là trách nhiệm của người canh giữ hắn đây. Theo đế tộc quy vị cường giả, hệ thống phòng ngự của đế cung được tầng tầng gia cố. Nhất định phải giữ vững đế cung, toàn bộ chúng ta chịu chết, đế cung cũng không thể phá. Dairon quát tháo toàn trường, mang theo chiến kích nhìn hằm hằm bên ngoài. Cách bụi mù cùng cường quang ngập trời, thấy rõ ba thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Đến đây, đến đây. Dairon chiến huyết sôi trào, tam xoa kích khuấy động uy lực tam sinh, có thể kích phát thực lực của hắn. Càng có thể sát thương luân hồi của kẻ địch, chém chết kiếp trước cùng kiếp sau của kẻ địch. Đây không phải là tới rồi sao? Một tiếng cười nói đột nhiên vang lên bên tai Dairon. Dairon kinh hồn quay người, chiến kích trong tay theo bản năng bổ ra ngoài. Đùng! Khương Phàm đưa tay, vững vàng bắt lấy chiến kích. Thân hình hắn lù lù bất động, thể hiện càng là không có thay đổi chút nào. Dairon thống lĩnh, tao ủy thác Dinia chuyển cáo qua cho ngươi một câu. Có khả năng là ngươi nghe được, nhưng không để ý đến, cũng có thể là nàng không có chuyển cáo đến. Ta lại lặp lại một lần, các ngươi khả năng có dự cảm giác đối với kiếp sau xuất hiện rất thay đổi kỳ diệu, thật giống như mờ ảo, mơ hồ, cảm giác không rõ ràng. Chương 3330 tần diễm nhanh nhẹn dũng mãnh 2. Nguyên nhân, ngày hôm nay, các ngươi chính diện gặp nguy hiểm diệt tộc, nếu như vượt qua, toàn tộc các ngươi đều có kiếp sau, nếu như gánh không được. Truyền thừa các ngươi kéo dài trăm vạn năm chỉ sợ cũng muốn gãy mất. Là kéo dài, hay là hủy diệt, đều quyết định ở chính các ngươi. Dairon gắt gao đè ép chiến kích, lại phát hiện thời điểm đang đối đầu với nam tử trước mặt, xác thực cảm giác không đến năng lượng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khương Phàm nắm chặt chiến kích, từ chậm rãi kéo ra. Ngươi thấy, chỉ là bắt đầu, hủy diệt thật sự là ở cuộc chiến phía sau. Các ngươi có khả năng chưa từng có trải qua loại chuyện này. Rất khó tin tưởng, cũng rất khó tiếp nhận, nhưng tai nạn đang phát sinh, hy vọng tam sinh huyết mạch các ngươi có thể cho các ngươi làm ra chỉ dẫn chính xác. Nói câu nghiêm trọng, vận mệnh tam sinh đế tộc đang đặt ở trên người Dairon ngươi. Quyết định của ngươi, chính là vận mệnh của tam sinh đế tộc. Nếu như ngươi muốn tam sinh đế tộc lại tồn tại trăm vạn năm, lập tức rời khỏi đế thành, khuyên can đế tổ ngươi rời khỏi chiến trường, nhịn xuống khuất nhục cùng tức giận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như ngươi muốn tam sinh đế tộc hủy diệt trong cơn tức giận, vậy thì cứ tiếp tục thủ tại chỗ này, nhìn đế tổ ngươi tử vong, nhìn tam sinh thạch phá toái, nhìn đế thành của ngươi bị hủy diệt. Khương Phàm đẩy hoàn toàn chiến kích ra, nói. Không phải ta đang ép buộc, chỉ là đang chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Hết thảy, do chính ngươi quyết định. Vừa dứt lời, ba vị thần tổ giết tới đế cung, tức giận trùng kích. Tình cảnh gia viên hủy diệt giống như hôm qua. Khuất nhục lang thang vũ trụ rõ mồn một trước mắt. Mặc dù bọn hắn rất suy yếu, lại sôi trào lửa giận, kéo dài khởi xướng bạo kích. Tạo hóa cuồn cuộn, hỗn độn bạo động, thần uy cuồn cuộn ngạnh kháng đế cung phòng ngự. Dairon cách bình chướng đều có thể cảm nhận được ba tôn tổ thần tôn quý kia đang tức giận, nhưng chính là một lúc phân thần quay người như thế, vậy mà nam tử bên cạnh lại không thấy đâu nữa. Người đâu? Dairon vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đại thống lĩnh, người đang làm gì? Phản kích đi chứ. Đại thống lĩnh, đừng ngây người nữa, đánh đi.
hai vị thần tôn chấn thủ liên tiếp từ đế cung sâu trong truyền đến tiếng gầm thét. Người vừa rồi kia đâu? Dairon nhíu mày tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Nhưng, bên trong đế cung tất cả đều là như cơn lốc năng lượng quang trụ, đang cường thế duy trì pháp trận vận chuyển, tất cả cường giả đế tộc không phải trốn vào mật thất, thì chính là đang toàn lực đóng giữ, nơi nào có người ngoài gì. Dairon cẩn thận cảm nhận kiếp sau, nhưng lại như ngầm hiện, phiêu miểu bất định. Lại nhìn những cường giả chấn thủ xung quanh kia, chỉ có thấy được hư ảnh kiếp trước, không nhìn thấy kiếp sau. Dairon càng nhăn chặt lông mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế tộc bọn hắn thật sự đang chính diện lâm vào sinh tử tồn vong sao? Đế tộc trăm vạn năm, há có thể nói diệt liền diệt. Huống chi thanh thế kịch biến cực lớn, đã kinh động đến cường giả những tinh cầu khác, nhất là Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Theo lý thuyết, đế tộc khác khẳng định sẽ kịp thời tới, Thiên Nguyên Đại Thiên Đế càng có thể tức giận ra tay, những mạo phạm ngu xuẩn lúc này nào cũng có thể bị rõ ràng. Nhưng, Dairon hồi tưởng nam tử thần bí vừa rồi kia, nhìn ngũ đại đế tổ điên cuồng nghênh tiếp nam tử nơi xa, lại nhìn viên, cự đản, đang chìm nổi chôm thâm không kia, trong lòng dần dần tuôn ra một sự khẩn trương khó nói nên lời. Đều thủ tại chỗ này cho ta. Dairon đột nhiên giận dữ, huy động chiến kích, mở ra bình chướng, không đợi cường giả bên trong đế tộc khuyên can, hắn đã lập tức rời khỏi đế cung, chạy tới chiến trường đế cấp. Cùng lúc đó, đế tổ những tinh cầu khác nhau nhau thức tỉnh, xuất hiện ở bên trong hỗn độn hư không riêng phần mình, ngắm nhìn phương hướng thiên võ tinh cầu. Lãnh Tuyền, Hắc Độc, Bạch Hổ, hiển hiện tung tích. Bọn hắn ngắm nhìn hỗn độn hư không tại thiên võ tinh cầu, nơi đó có viên hỗn độn đàn to lớn, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải hỗn độn cự bằng của bọn hắn. Bởi vì tất cả đế tộc tại tất cả tinh cầu đều xếp vào tuyến suy nghĩ, cho nên trong thời gian ngắn nhất tin tức sẽ truyền đến đế tộc những tinh cầu khác trước. Chuyện đầu tiên, mấy tháng trước, Thiên Bảo lão tặc ngẫu nhiên đạt được truyền kỳ thần binh, Bỉ Ngạn Chi Luân, bị thần tôn Thiên Vu đế tộc, Phu Thanh Lạc lùng bắt. Nửa tháng sau, Thiên Bảo lão tặc ngộ sát Phu Thanh Lạc, Thiên Vu đế tộc lập tức triển khai truy nã toàn diện. Thiên Bảo lão tặc mất tích sau một thời gian ngắn, xuất hiện bí cảnh thứ hai của Thiên Võ Đại Lục, Di Thất Thâm Uyên. Sau đó, Di Thất Thâm Uyên sụp đổ, xuất hiện hỗn độn cự linh thần bí. Sau khi hỗn độn cự linh đại loạn bí cảnh, bị Tam Sinh đế tổ, Kim Nguyệt đế tổ cùng Thiên Vu đế tổ liên hợp vây bắt, sau đó hỗn độn cự linh đột nhiên biến mất, đuổi giết Tam Sinh đế thành. Bên ngoài Tam Sinh đế thành, ngoài ý muốn xuất hiện hỗn độn cự linh khác. Hai đầu hỗn độn cự linh gặp phải, giết đến hỗn độn hư không. Chuyện thứ hai, đại thống lĩnh Dairon của Tam Sinh đế tộc phát hiện một tinh cầu thần cấp nguyên thủy bên ngoài một tỷ thâm không, nơi đó vừa mới bắt đầu thời đại hồng hoang, nơi đó có dực nhân là kẻ thống trị trực tiếp. Dairon phá hủy tinh cầu, mang về mấy triệu dực nhân, bao gồm cả ba vị tổ thần. Dực thần tộc biết được tin tức, xuất động toàn tộc, đóng quân bên ngoài Tam Sinh đế thành. Dực thần tộc đạt được cường giả bí ẩn tương trợ, cao điệu cạnh tranh, công khai uy hiếp, cũng sau khi hội đấu giá kết thúc, lọt vào số lượng lớn cường tộc vây bắt bên trong Kim Nguyệt đế tộc. Hỗn chiến vào thời khắc mấu chốt, một cự đỉnh thần bí từ trên trời giáng xuống, hoắc loạn chiến trường. Thiên Mạch Tinh. Lãnh Tuyền từ đế hoàng tộc nơi đó nhận được tin tức, đôi mắt lạnh lẽo lập tức lóe lên tinh mang. Lấy thân phận của nàng, đương nhiên biết người ủng hộ phía sau Dực thần tộc là ai. Nhi tử của chúa tể Tu La, Tần Diễm. Chương 3331 Tần Diễm nhanh nhẹn dũng mãnh ba. Bởi vì trong thế giới của chúa tể Tu La, địa vị Thiên Dực tộc cực cao, là một trong tam đại thủ hộ đế tộc, lại liên quan vô cùng tốt với chúa tể Tu La. Cho nên thời điểm phân thân Tần Diễm du lịch đến Thiên Nguyên tinh vực, chú ý tới tình huống bi thảm Dực tộc nơi này, lập tức nhúng tay, trợ giúp Dực tộc đặt chân vững vàng tại Thiên Mạch Tinh, cũng một mực đóng tại nơi đó. Bởi vì chuyện đã qua đi thật lâu, bây giờ người biết chuyện này ít càng thêm ít. Thương Thiên lúc ấy đã rời khỏi nơi này, nhưng lưu lại Thái Thượng đế tộc phát hiện tình huống Dực thần tộc. Chẳng qua lúc đó là Thương Thiên và Tu La đều vẫn là tinh cầu thiên đế cấp, không nguyện ý tùy tiện khiêu chiến quyền uy của Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, cũng không có đối kháng quá độ, hai bên ăn ý giữ vững khắc chế, chỉ lo đến đỡ thế lực lẫn nhau. Lại sau đó, Thương Thiên cùng Tu La đều lên tới tinh cầu chúa tể, nhưng Thiên Nguyên tinh vực liên lụy cực lớn, tăng thêm Tần Diễm chỉ là phân thân, Dực thần tộc không đủ làm thí dụ, cũng đều không có tiếp tục ở chỗ này làm văn chương. Không nghĩ tới, phần cân bằng này lại sau bị đánh vỡ 5-800 ngàn. Tinh cầu Nguyên Thủy. Ba vị tổ thần.
Trách không được Tần Diễm phát cuồng, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo triệt để cải thiện địa vị Dực Thần tộc. Chỉ là, ha ha, Tần Diễm trung quy vẫn là Tần Diễm, nóng nảy bạo ngược, làm việc không quan tâm, còn lâu mới có được cơ trí trầm ổn như Tần Hạo và Tần Niệm. Cự đỉnh trên trời rơi xuống, oanh sập thiên võ tinh. Quả nhiên đủ cuồng. Đây cũng là phân thân khác giáng lâm, hay là phân thân đế cấp. Mặc dù là vì địa vị Dực Thần tộc, mặc dù là khổ đợi 800.000 năm, nhưng phong cách làm việc lỗ mãng nóng nảy như thế này, chẳng khác gì là nghiêm trọng khiêu khích Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế tất nhiên tức giận, hoặc là trấn áp toàn bộ hai bộ phân thân của Tần Diễm, bức chúa tể Tu La đích thân tới thương lượng, hoặc là chính là trực tiếp đánh ra ngoài. Đáy mắt Lãnh Tuyển ý lạnh lấp lóe, đây tựa hồ là một cơ hội tốt, nếu như thêm chút vận hành, có lẽ có thể cho Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đều đánh hai bộ phân thân của Tần Diễm ra ngoài. Cứ như vậy, bọn hắn có thể phục sát tại thâm không? Hành động sát thiên thất bại. Nếu có thể được chút thành tựu ở nơi này lấy, giết chết hai bộ phân thân của hài tử chúa tể, có lẽ là một đền bù không tệ. Mặc dù chỉ là phân thân mà thôi, nhưng ý nghĩa cũng không thấp. Huống chi, đó còn là đại địa mẫu đỉnh biến thành phân thân. Lãnh Tuyền nghĩ tới đây, lập tức bay lên không, bái phỏng Thiên Nguyên Đại Chúa Tể. Thiên Mạch Tinh. Hắc Độc đoán được thân phận cự đỉnh, cũng nghĩ đến đây là cơ hội tốt giải quyết Tần Diễm. Nhưng, đây không phải chuyện hắn chú ý. Loại sự vụ đại cục này, giao cho Lãnh Tuyền ẩn núp bên trong Thiên Nguyên Tinh là đủ. Ánh mắt của hắn khóa chặt Hỗn Độn hư không Thiên Võ Tinh. Nơi đó có viên hỗn độn cự đản kịch liệt chìm nổi. Bên trong Thiên Võ Tinh lại còn cất giấu một hỗn độn cự linh. Cự bằng lại bị cự linh thần bí kia cuốn lấy. Hắc Độc chưa từng tới mảnh tinh vực này, đối với tình huống của Thiên Võ Tinh không phải hiểu rất rõ. Nhưng, có thể thắng cự bằng, thật sự là có chút khó tin. Khỉ nhỏ, đến lượt ngươi ra tay. Hắc Độc biết quy củ thiên nguyên, không nên nhúng tay, nội vụ, nơi này, nhưng bây giờ tình huống thay đổi. Là bọn hắn bị tập kích, đương nhiên là có lý do phản kích. Về phần nghĩ đến việc giải thích như thế nào với Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, đó là chuyện của Lãnh Tuyền. Nhiệm vụ của hắn, là bảo đảm cự bằng an toàn. Bọn hắn đã gặp phải thảm bại tại cuộc chiến sát thiên, tuyệt đối không thể lại mất đi hỗn độn cự bằng. Giống, sâu trong Thái Thượng Đế tộc, đột nhiên truyền ra tiếng gào thét bạo ngược. Mê vụ ngập trời, cường quang như sấm, một mãnh sóng chiều hỗn độn như tuyệt thế gió lốc. Cuồn cuộn giữa bầu trời, liên tiếp phá tan tầng tầng mây mù. Luyện đan sư cùng luyện binh sư bên trong đế tộc quá sợ hãi, gió lốc bạo ngược khủng bố, phạm vi đạt tới trăm dặm, lực kéo kinh khủng như là đều cuốn toàn bộ đế tộc trên trời. Hỗn độn linh hầu lật tung bí cảnh, cầm ngũ hành côn trong tay, phóng lên tận trời, chở Hắc Độc rời khỏi Thiên Mạch Tinh. Hắn đặt mình vào bầu trời, năng lượng hỗn độn bạo ngược như sấm chiều, hình thể tiếp tục tăng vọt, thẳng tới hơn 300 dặm cao. Chân đạp ngũ hành, thân quấn hỗn độn, gào thét lên sông về Thiên Võ Tinh. Thiên Tổ Tinh. Sâu trong Chí Tôn Yêu tộc, ba tôn Bạch Hổ đã nhận ra hành động của chủ nhân, nhao nhao xuất hiện từ trong vực sâu phong ấn, thuận tiện tỉnh lại cự long bảy màu đang cuộn ổ ngủ say. Giống. Bạch Hổ khiếu thiên, khí tức sát phạt sôi trào. Hai con Bạch Hổ mạnh nhất chấn mở cốt dực đẫm máu, cốt dực chấn kích, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mang theo Bạch Hổ cùng cự long bảy màu khác phóng lên không. Chí Tôn Yêu tộc kinh động, số lượng lớn yêu vật nhao nhao nhìn ra xa. Xích Dương thú chín đầu bay lên không, giống như là chín mặt trời treo ở nơi đó, cường quang vô biên, rọi khắp 10 vạn dặm thú vực, uy lực chí dương cuồn cuộn, để vạn thú thần phục, cung kính cúi đầu. Tới hai cái. Khương Phàm đã xuất hiện ở bên trong Hỗn Độn hư không Thiên Võ Tinh, lại đứng ở trên thân hỗn độn cự mãng. Thân hình không đến 2 mét ở trên thân cự mãng khổng lồ hơn 1000 dặm. Nhỏ như là bọ chét, lại là hỗn độn chiến khu, cho nên khí tức bị hoàn toàn ẩn nấp. Hắn lưu ý Thiên Mạch Tinh cùng Thiên Tổ Tinh có vấn đề, đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên Tinh vực. Nơi đó hẳn là nữ tử của Thương Thiên. Nơi đó hẳn là bọn Hồng Hoang Thiên Long bị trấn áp. Nơi đó là mục tiêu hy vọng nhất của Khương Phàm. Nếu như nữ tử kia rời khỏi thì có thể một mẻ hốt gọn. Nếu như nữ tử kia ở lại nơi đó, rất có thể sẽ liên hệ Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Hành động đi. Khương Phàm chậm chạp không có chờ được Thiên Nguyên Tinh hành động, âm thầm lắc đầu, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh đối với thâm không. Chương 3332 Tần Diễm nhanh nhẹn dũng mãnh 4. Bên ngoài tỷ giảm, chủ thể cùng Dạ An Nhiên nhận được tin tức, trước tiên cưỡng ép bước lên.
Tiền kỳ tận hết khả năng ẩn nấp, có thể ẩn tàng bao lâu thì bấy lâu. Bên ngoài 3.000 dặm, Phiêu Miểu Thiên Cung lại không ẩn tàng, di chuyển với tốc độ cao nhất. Không gian cuồn cuộn như thủy triều, mãnh liệt xẹt qua hai bên. Tốc độ của Phiêu Miểu Thiên Cung nhanh đến mức cực hạn, tiếp tục đột phá vượt qua cực hạn, nhanh chóng tới gần Thiên Võ Tinh. Thiên Võ Tinh, đệ nhất phân thân của Tần Diễm, dắt tay Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên, cùng toàn bộ Dực Nhân Thánh Vương và Thánh Hoàng, nhấc cả tòa Tam Sinh Đế Thành lên. Mặc dù 72 pho tượng không thể lại phóng thích năng lượng, nhưng vẫn còn có thể di chuyển, cũng liên tiếp va chạm địa tầng phía dưới đế thành, giơ cao lên đế thành nguy nga, nhanh chóng xông về không trung. Mục đích rất đơn giản, cũng rất thô bạo. Chính là chế tạo khủng hoảng. Bên ngoài mấy vạn dặm, phân thân thứ 5 của Tần Diễm cùng 5 vị đế tổ giết tới cùng một chỗ. Hắn là siêu cấp đế binh trấn áp đại lục, tương đương với 2 triệu dặm sơn hà biến thành. Hắn có trọng lượng khủng bố, có thể đè sập địa tầng. Một quyền tuôn ra, có thể phá trời, đoạn biển, toái tinh thần. Hắn có chiến khu vô địch, có thể chống lại đại đa số thế công vật lý. Về phần máu tươi, không tồn tại. Về phần luân hồi, hắn càng không có. Về phần sinh tử, trừ phi hắn triệt để vỡ nát thành cặn bã. Về phần linh hồn, hắn là huyền hoàng nguyên thủy gánh chịu linh hồn của hài tử chúa tể. Cho nên, trừ phi là trấn áp cùng luyện hóa hắn, nếu không hắn chính là vô địch. Đối mặt với thế công cường đại của 5 vị đế tổ, hắn cơ hồ miễn dịch toàn bộ, không ngừng bạo kích, trọng quyền oanh minh, thiên băng địa liệt, cương khí gào thét lật tung trời cao, nghiêng huyền hoàng phá hủy sơn hà. 5 vị đế tổ không sợ chết tấn công mạnh, lại tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có. Truyền thừa kiêu ngạo của bọn hắn vậy mà không phát huy ra hiệu quả dự trù. Cái này khiến bọn hắn tức giận, càng làm cho bọn hắn sinh ra hoài nghi đối với thực lực của chính mình. Đế tổ, đế thành bị phá, tổ địa gặp phải nguy hiểm hủy diệt, xin mời nhanh chóng trở về. Dairon đuổi tới chiến trường, thanh âm khàn khàn la lên. Hắn không tiện trực tiếp kêu gọi đế tổ từ bỏ chiến đấu, chỉ có thể dùng phương thức này nhắc nhở lão tổ. Tam sinh đế tổ quay đầu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn nhìn thấu vạn dặm phế tích, thấy được đế thành đang bị đẩy tới bầu trời. Một cơn lửa giận dâng lên. Khinh người quá đáng. Tam sinh đế tổ tức giận không kiềm chế được, hất cường địch ra, đuổi giết tam sinh đế thành. Dực thần tộc, ta muốn để toàn tộc các ngươi tận mạt, vĩnh đoạn luân hồi. Ông, tam sinh thạch treo cao tại đỉnh đầu tam sinh đế tổ, cường quang vạn trượng, rọi khắp phế tích. Ánh sáng cũng không chướng mắt, mà là mê ly mông lung. Như là có hàng tỷ mê ảnh lấp lóe, đại biểu cho chúng sinh vạn linh, như là có thời không trường hà lao nhanh, xuyên qua các thời đại cổ kim khác nhau. Như là có xiềng xích hoành hành, tiếp đỡ lấy mỗi thân ảnh, càng như là có hắc ám ẩn núp, đó là luân hồi cùng hắc ám. Đế tổ, tình huống có biến. Dairon kịp thời ngăn đế tổ muốn bộc phát lại, nhìn vòng chiến nơi xa một lần nữa giết tới cùng nhau, thấp giọng nói. Tràng chiến dịch này còn muốn phức tạp hơn so với những gì chúng ta nhìn thấy, tốt nhất chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến trước. Yên lặng theo dõi kỳ biến, đế thành đều bị lật ngược, tổ địa đều muốn bị bình định. Còn yên lặng nhìn tới khi nào? Đế tổ suýt chút nữa đã đánh bay Dairon ra ngoài. Ngài đã nói với ta, bắt đầu từ 5 năm trước, cảm giác trong tộc đối với kiếp sau đã xuất hiện thay đổi vi diệu. Sau khi người kia lại tới đây, 5 năm kéo dài thay đổi vi diệu càng bắt đầu mãnh liệt. Mà bây giờ, cảm giác của toàn tộc trên dưới đối với kiếp sau đều trở nên như ẩn như hiện. Ý vị này tam sinh đế tộc chúng ta đang đứng tại giao lộ vận mệnh. Có chút khả năng kéo dài truyền thừa, có khả năng đi hướng diệt vong. Đế tổ, chúng ta tuyệt đối không nên xúc động. Dairon lo lắng giải thích tình huống. Hắn, cái gì hắn? Một người ta không nhìn thấy kiếp trước và kiếp sau, nửa năm trước đi đến Thiên Võ Tinh. Hắn vừa mới tìm được ta, bảo chúng ta chăm chú cảm giác tam sinh thạch, thận trọng lựa chọn. Hồ đồ, cái này không phải rõ ràng là kế hoãn binh thôi sao? Vận mệnh là mình tranh thủ tới. Không phải đợi đi ra. Tam sinh đế tổ hất Dairon ra, đuổi giết đế thành. Nơi đó là tổ địa mà liệt tổ liệt tông thể sống chết bảo vệ, há có thể dung nhịn người ngoài tùy ý chà đạp. Đế tổ, đây đã không phải chuyện của chúng ta Thiên Võ Tinh, Thiên Nguyên Tinh vực đều đã kinh động, cục diện lúc nào cũng có thể mất khống chế, việc cấp bách của chúng ta là cầu ổn. Việc cấp bách là bảo toàn đế tộc, ngươi còn dám nói nhảm nửa câu, ta đánh cả ngươi. Tam sinh đế tổ gầm thét. Đạp không phóng tới, lần nữa tế lên tam sinh thạch,
kích phát uy lực tam sinh thần bí mà kinh khủng, mênh mông đất trời lâm vào bên trong ánh sáng quỷ dị. Khi tam sinh đế tổ tới gần đế thành, ánh sáng xâm nhập đế thành ngoại thành, xung quanh tất cả sinh linh bị soi sáng đều xuất hiện hai cái bóng mơ hồ. Một cái tượng trưng cho kiếp trước, một cái đại biểu cho kiếp sau. Bọn chúng mơ hồ phiêu miểu, như thật như ảo. Đám người hồi hộp, lần đầu tiên nhìn thấy kiếp trước cùng kiếp sau của mình. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt, một khi kiếp trước cùng kiếp sau xuất hiện, mang ý nghĩa mệnh số luân hồi đều bị khống chế. Ba vị tổ thần, mau mau rời khỏi nơi đó, tuyệt đối không được bị tam sinh quang soi sáng. Tam sinh quang có thể chém chết kiếp trước, gạt bỏ kiếp sau, để cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Rút lui, đừng kiên trì, mau bỏ đi. Dực Lâu lo lắng la lên cho ba thần tôn, nhắc nhở ba vị tổ thần đang tấn công mạnh đế cung. Vân Liên nhìn ra xa, lại quan sát mê quang đắm chìm vào bên trong thành khu liên tiếp lóe ra mê ảnh. Chương 3333 chiến đội thương thiên 1. Rút lui cái gì mà rút lui, đừng hơi một tí liền rút lui. Nếu đều đã đánh tới trình độ này, cũng đừng lại có lo lắng. Phá vỡ pháp trận cho ta, càn quét đế cung, mang toàn bộ thứ đáng giá bên trong đi. Không phải các ngươi muốn xung kích đế tộc sao? Trăm vạn năm tài nguyên của tam sinh đế tộc, chính là cơ sở để các ngươi trùng kích. Tần Diễm đầu tiên xuất hiện tại đế thành, ngăn ở trước mặt bọn người Vân Liên, uốn éo cổ, đuổi giết tam sinh đế tổ. Hắn tháo tất cả phong ấn, hóa thành bảo đỉnh hình người, nặng đến cả tỷ tấn, không thể phá vỡ, toàn thân lấp lóe đế ngấn, số lượng bề bộn, mỗi một đạo đều như núi lửa cường thế sáng chói. Dực thần tộc, các ngươi là tự chịu diệt vong. Tam sinh thạch trên đỉnh đầu tam sinh đế tổ, tắm rửa cường quang, giống như là được ông trời chiếu cố, tôn quý uy nghiêm, lại tuyệt thế cường đại, hai tay của hắn huy động, trải rộng ra kiếm chiều đầy trời. Lợi kiếm như châm, lại có số lượng tới 108.000, kiếm chiều to lớn, lại phiêu miểu khó lường. Đây là tam sinh kiếm chiều, có thể cắt đoạn luân hồi, diệt hồn hỏa, nát ý thức, phán sinh tử. Giống, Tần Diễm không sợ hãi, linh hồn chìm vào sâu trong mẫu đỉnh, nơi đó là huyền hoàng thần hải, ẩn chứa càn khôn đại đạo, vạn pháp huyền diệu, có thể chống cự tất cả đả kích chí mạng. Ầm ầm, bạo động kinh khủng nổ tung giữa trời. Tần Diễm bao phủ bên trong kiếm chiều vô tận, lại không sợ chết trùng kích. Tràng diện kia giống như là đại địa mẫu khí đang giận dữ, nghênh kích thiên đạo luân hồi, sinh tử thẩm phán. Bất khuất, bất diệt. Vạn niệm không sợ. Lùi cho ta. Tam sinh đế tổ toàn lực trấn áp, tam sinh kiếm đạo kéo dài bạo kích, như hàng vạn thiên kiếp, thẩm phán chúng sinh. Lão già, người còn chưa đủ tư cách. Tần Diễm cuồng dã bước lên, nội bộ huyền hoàng hải lắc lư kịch liệt, sôi trào lên sóng lớn ngập trời, nở rộ cường quang vô tận, như là cùng sụp đổ trăm vạn dặm sơn hà cộng minh. Tuy nhiên, đế tổ trung quy vẫn là đế tổ, tam sinh thạch càng là đế binh xếp hạng hàng đầu tại thiên nguyên tinh vực, vẫn có bộ phận tam thánh kiếm xông vào thân thể của hắn, đảo loạn huyền hoàng hải, xâm nhập đến Tần Diễm. Linh hồn Tần Diễm nhận trùng kích, ý thức lọt vào xâm nhập, hắn đau đớn kêu gào thảm thiết, chiến khu đang lao lên trời mãnh liệt lắc lư, rơi xuống đế thành trong kiếm chiều tràn ngập đất trời oanh kích. Ầm ầm, đế thành run rẩy mãnh liệt. Chiến khu giải trừ phong ấn của hắn quá nặng nề. Va chạm trong chốc lát, đế thành kéo dài 300 dặm lập tức phá thành mảnh nhỏ, vết nứt răng khắp nơi, lít nha lít nhít, số lượng lớn công trình kiến trúc đều tan xương nát thịt. Tam sinh đế thành khổ tâm gầy dựng đế thành trăm vạn năm, dưới mặt đất cứ việc trải rộng pháp trận, nhưng vẫn bị hủy diệt bạo kích. T. Bọn người Dực Lâu hít vào từng ngụm khí lạnh, hộ giả mãnh liệt, lấy thực lực thần linh, nghênh kích lão tổ đế cấp. Đây là thật sao? Thần linh lúc nào có thể khiêu chiến với đế rồi? Là các hộ giả che giấu thực lực, hay là tam sinh đế tổ suy yếu rồi? Lão già, người dám đả thương hồn phách ta. Toàn thân Tần Diễm sôi trào khí lãng, cuồng lực ngập trời, sát ý càng đậm, hắn nhanh chân bay lên trời, đuổi giết tam sinh đế tổ. Mặc kệ ngươi là quái vật gì, đều chớ nghĩ sẽ sống qua được hôm nay. Tam sinh đế tổ nhìn thấy thảm trạng đế thành, càng là tức giận không kiềm chế được, huyết tế tam sinh thạch, mượn tới uy lực chuyển thế, diễn biến ra linh phù đầy trời. Số lượng tiếp tục bạo tăng, từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy chục ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn. Linh phù tràn ngập đất trời xâm nhập xuống, như mưa to chút nước, như lôi hải chút xuống, toàn bộ mục tiêu khóa chặt Tần Diễm. Tần Diễm mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên khí tức huyền hoàng, càn khôn đại đạo, uy lực đại địa, lật tung liên miên linh phù,
nhưng, số lượng linh phù quá nhiều, theo mảnh linh phù đầu tiên áp vào trên người hắn, sau đó chính là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ tư. Số lượng càng ngày càng nhiều. Thời điểm Tần Diễm vào tới không trung, toàn thân đều đã bị linh phù bao trùm, sau đó tất cả linh phù toàn bộ trùng kích, từng tầng bao viên hắn. 10 tầng, 30 tầng, 70 tầng, 100 tầng, 200 tầng. Tần Diễm mới đầu còn có thể tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế gắt gao. Khi 3.000 tầng linh phù bao viên Tần Diễm, linh phù đã biến thành quái vật khổng lồ, kình thiên lập địa, giống như là một linh lô có đường kính hơn ngàn mét, lơ lửng ở trên không trung. Bọn chúng đang luyện hóa linh hồn Tần Diễm, chôn vùi ý thức Tần Diễm. Nhưng, Tần Diễm đầu tiên cùng Tần Diễm thứ 5 tương thông ý thức, thời điểm nơi này lọt vào xâm nhập, nơi đó cũng cảm giác được. Thật sự là vô tri không sợ, các ngươi biết mình đang làm gì không? Đánh thức bản thể thật, lão phụ thân đều không ngăn được hắn. Phân thân thứ 5 cuồng nộ, sôi trào khí thức huyền hoàng bạo động như biển gầm sôi trào, lật ngược tứ đại đế tổ đang vây công, toàn thân hắn kịch liệt vặn vẹo, hình thể tiếp tục tăng vọt, cuối cùng hóa thành cự đỉnh vạn trượng, đè sập đại địa, giơ cao nâng đỡ bầu trời. Ầm ầm, nắp đỉnh sốc lên, bên trong cuồn cuộn cường quang, giống như là hỗn độn lôi hải đang bạo động, lại như vạn cổ hỏa sơn đang thức tỉnh, ngay sau đó một nguồn tuyệt thế đế uy bạo động, 9 con đại long từ bên trong phóng lên tận trời. Đại long nhấc lên, gào thét với tinh vực, bọn chúng không phải chân long, lại là huyền hoàng biến thành, là đại địa thai nghén. Hống hống hống, 9 con đại long giống như 9 đầu đại địa linh mạch, lại như đại địa bảo vệ chi linh. Theo Tần Diễm thét lên một tiếng ra lệnh, liên tiếp vào tới địa tầng, dung nhập địa tầng, vượt qua địa tầng. Tại sâu trong lòng đất, tốc độ của bọn nó có thể so với vượt qua không gian. Sau một khắc, tam sinh đế thành lắc lư kịch liệt. Dưới sự va chạm của 9 con đại long, đế thành đã phá thành mảnh nhỏ lập tức sụp đổ hoàn toàn. Đại long gầm thét đầy giận dữ, kéo lấy bụi mù cuồn cuộn, phóng lên tận trời, toàn bộ nhào về phía tam sinh đế tổ. A a a, xúc sinh đáng chết. Chương 3334 chiến đội thương thiên 2. Tam sinh đế tổ vô cùng tức giận, sát ý vô biên, mặc dù hắn già nua, lại táo bạo cường thế, không có bất kỳ ý định lùi bước nào. Đế tổ một bên gào thét cuốn lấy mục tiêu, một bên đuổi giết 9 con đại long. Dairon bị cuồng tính của đế tổ trấn trụ, không nghĩ tới đế tổ từ đầu đến cuối vẫn luôn ngủ say lại táo bạo cường đại như vậy. Nhưng càng bị thảm trạng của đế thành làm kinh đến, nếu tiếp tục như thế, toàn bộ đế thành sẽ thật sự bị hủy hoại, tam sinh đế tộc càng không còn nữa. Giống, giống, giống giống. 4 tiếng thú giống, kinh hãi cả bầu trời, âm thanh vang dội. Một tiếng long ngâm, 3 tiếng hổ khiếu, thanh triều cuồn cuộn, sát phạt cuồn cuộn, như là giống động cả viên tinh cầu. Các nơi cường giả mãnh thú tại thiên võ tinh nhao nhao ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Một con cự long 7 màu hoành độ tinh vực, sôi trào cường quang sáng chói, giống như là cầu vồng lao nhanh, đánh tới ngoại tầng thiên võ tinh, hắn mãnh liệt nhấc lên giữa trời, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, khóa chặt Tần Diễm sau đó bỗng nhiên vọt tới. Hống hống hống, bạch hổ phóng tới. Sát phạt ngập trời. Huyết mạch bạo tẩu sớm phóng thích, chiến khu mãnh liệt phồng lên, thực lực tiếp tục tiêu thăng, ý thức cưỡng ép ổn định vài tia thanh minh trong cơn bạo ngược nóng này, đôi mắt tinh hồng gắt gao tập trung vào Tần Diễm đang gặp phải tiểu trừ. A, à, đây không phải là... Tần Diễm thứ 5 ngóng nhìn bầu trời, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị. Oa a a. Giờ phút này loạn thế đế tổ đã tra được, loạn thế hồng lưu kinh thế hãi tục, tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt. Uy lực bài sơn đảo hải đánh về phía Tần Diễm. A cái rắm, chớ quấy rầy. Tần Diễm thứ 5 căng cứng toàn thân, giống như là mẫu đỉnh hình người lù lù đứng vững, ngạnh kháng lấy loạn thế hồng lưu kinh khủng. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm 4 con cự thú kia, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Thiên Tuyền đế tổ gầm thét. Đều cút ra ngoài cho ta, Thiên Võ Tinh không chào đón các ngươi. Thiên Võ Tinh là tinh cầu đại đế cấp, có thể sinh ra cường giả đế cấp có hạn. Có thể tiếp nhận số lượng đế cấp chiến đấu càng có hạn hơn. Hỗn độn hư không có 2 cái, nơi này lại có 6 cái, nếu như lại đến 4 cái, tinh cầu này sẽ muốn sụp đổ. Là các ngươi. Sắc mặt Tần Diễm thứ 5 hơi biến đổi, đây không phải là bạch hổ mà hắc độc của thương thiên tinh vực nuôi sao. Hắn quen thuộc. Hắn đương nhiên quen. Cái tên thương thiên ngu xuẩn kia biết bạch hổ đế tộc trong thế giới của phụ thân là chí cao vô thượng. Liền cố ý nuôi nhốt bạch hổ, xem như chiến sủng. Nhất là 2 con mọc ra cốt rực kia.
Bình thường trừ chiến đấu chính là phong ấn trong thời gian trường hà, thời điểm cần lại phóng xuất ra, đứt quãng đến nay, vượt qua 500.000 năm. Tại sao bọn hắn lại ở đây? Còn có cự long bảy màu kia, đó là chiến sủng cự linh nuôi. Tình huống cùng bạch hổ không sai biệt lắm, cũng là nhìn thấy siêu cấp địa vị long tộc trong thế giới của phụ thân, cho nên long tộc trong thế giới thương thiên bị xem như chiến nô. Hắc độc cùng cự linh đều ở chỗ này. Chẳng phải hỗn độn cự bằng bên trong hỗn độn hư không kia là. Ta giết. Lão đại, ngươi là tên hỗn trướng. Ngu xuẩn, đầu rót đất sao, ngươi không tra rõ ràng sao. Đó là chiến đội thương thiên. Mẫu thân nó ngươi muốn hại chết hai chúng ta sao. Tần Diễm thứ năm gầm thét. Lão tử đây là gặp phải chiến đội thương thiên rồi. Trên không đế thành, linh phù luyện lô đột nhiên lắc lư, quy mô tiếp tục tăng vọt, từng tầng sụp ra, từng tầng nổ tung. Tần Diễm đầu tiên triệt để hóa thân thành cự đỉnh, chống lên luyện lô, nhìn lên bầu trời. Chiến đội thương thiên, tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Thiên nguyên tinh vực không phải không nhúng tay vào sự vụ tinh vực sao? Đây là muốn kết minh cùng thương thiên rồi. Sao ngươi lại ra làm gì? Chấn cho ta. Tam sinh đế tổ khó có thể tin, vừa rồi không phải đã phong ấn rồi sao? Mẫu thân nó, đây là làm sao chống ra? Im miệng, chớ quấy rầy. Chờ một lúc lại nháo. Tần Diễm đầu tiên hóa thân thành luyện lô, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lúc đầu chỉ muốn cho Dực Thần tộc đánh ra khí thế, sau đó lại cùng Thiên Nguyên lão bất tử từ từ tâm sự, nên bồi thường thì bồi thường, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên không biết xấu hổ cũng đừng có mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bên trong Thiên Nguyên tinh vực lại cất giấu chiến đội thương thiên. Đúng vào lúc này, thâm không rung động, ngay cả Thiên Võ tinh cũng lay động kịch liệt. Giữa đát trời rộng lớn quanh quẩn lên tiếng vang đinh tai nhức óc. Chúng sinh vạn linh đang ngẩng đầu nhìn quanh thì đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng khác. Hỗn độn cự mãng quay quanh hỗn độn cự đản giống như viên thiên thạch phá vỡ màn trời, đè sập tầng mây, mãnh liệt vọt xuống tới. Ở phía sau kia, thì là hỗn độn linh hầu đang quơ lấy ngũ hành côn, toàn thân linh hầu sôi trào chiều cường hỗn độn, trợn mắt trừng trừng, mặt đầy dữ tợn, ngũ hành côn trong tay giống như là một cái thế giới hoành hành. Thiên uy hạo đáng, trọng áp càn khôn. Lại một hỗn độn cự linh, khốn kiếp, ta, mấy trăm ngàn năm không tới thiên nguyên tinh vực đây, biến thiên rồi. Tần Diễm thứ năm thật sự đã bị kinh đến, cái thiên nguyên tinh vực tự xưng là thương hội vũ trụ này, lúc nào lại nóng nảy như thế. Không đúng, điểm đen phía trên kia là cái gì? Hắc độc, mẫu thân nó, hắc độc lại nuôi một hỗn độn cự linh, nói đùa cái gì vậy? Tần Diễm đầu tiên cực lực nhìn ra thâm không. Trò đùa này, lớn rồi. Lão đại, Tần Diễm thứ năm chỉ vào phương hướng đế thành gầm thét. Ta sắp bị ngươi hại chết rồi. Nếu như ta bị ngươi kéo đến thương thiên tinh vực, ngươi để mặt mo chân thân để nơi nào? Thương thiên không bắt ngươi ta làm cái bô mới lạ. Ngươi ngao ngao cái rắm, giết ra ngoài. Tần Diễm đầu tiên tăng vọt quy mô, mở nắp đỉnh ra, chiều cường huyền hoàng như là thác nước lao nhanh rơi xuống. Hắn triệt để xốc lên luyện lô linh phù, thét lên ra lệnh Dực Thần tộc. Toàn thể Dực Thần tộc, theo ta xông hướng thiên nguyên tinh. Tần Diễm thứ năm vén lùi đế tổ dây dưa, gào thét với thâm không. Thiên nguyên lão tặc, đừng giả chết với ta. Nếu như chúng ta bị chiến đội thương thiên mang đi, ngươi chờ tiếp nhận lửa giận chân thân chúng ta đi. Chương 3335 phiêu miểu thiên cung, giáng lâm. Các tộc thiên võ tinh, lui ra. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Ba tôn bạch hổ liên hợp cự long bảy màu, đuổi giết Tần Diễm thứ năm.